Các bạn mến, mình sửa lỗi từ tập 132 đến tập 140. Ở mỗi chương đều thiếu một đoạn, mong các bạn thông cảm nha. Cảm ơn bạn Nghi Lò 4924 đã chỉ ra lỗi này. Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 135. Lâm Nhất ngạc nhiên nhìn nàng ta, không biết nữ nhân này đang phát điên vì chuyện gì. Tóm lại là ngươi không được đi. Bùi Tuyết biết mình hơi thất lễ, bèn quay đầu sang chỗ khác, nhưng vẫn nhỏ giọng lầm bầm. Giọng rất nhỏ, nhưng thái độ cũng rất kiên quyết. Ba giới tử mỗi người trấn thủ một nơi, chặn tất cả đường đi, rõ ràng là muốn dồn Lâm Nhất vào trong. Họ cài bẫy chết ở đó, chỉ cần Lâm Nhất xuất hiện, chắc chắn hắn sẽ chết tại cửa ải thành tứ tượng. Họ rất tự tin, lúc này Lâm Nhất không dám phát sinh xung đột với giới tử, cuối cùng sẽ đi theo con đường mà họ đã cài bẫy sẵn này. Nơi đó có vô vàn bẫy dập do ba giới vực bố trí, chỉ cần Lâm Nhất dám hiện thân thì nhất định sẽ không thể thoát. Đến lúc đó, họ sẽ có cách giải quyết hắn. Lâm Nhất và Bùi Tuyết đều là người thông minh, rất nhanh đã đoán được ý đồ của những tên giới tử này. Nhưng đây là âm mưu, họ cũng không sợ Lâm Nhất sẽ biết. Với Lâm Nhất, quả thật hắn cũng hơi kiêng dè giới tử. Hắn không biết rõ thực lực của các giới tử, chỉ với khí tức kia cũng phải ít nhất là tu vi cảnh giới thiên phách tầng 5, trong 5 vùng khí hải đều có gieo huyết ngọc thánh phẩm. Trong tình huống đấu đơn, dự đoán tốt nhất cũng là cân tài cân sức, sức mạnh ngang nhau. Đây là ý nghĩ lạc quan nhất, nếu các giới tử nắm giữ võ học thánh linh, vậy thì sẽ hơi khó nhằn đối với Lâm Nhất. Đi thôi, đi xem rốt cuộc họ bố trí bẫy chết này cho ta. Trông Lâm Nhất bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại lộ ra sát ý lạnh lẽo cùng cực. Nếu như chỉ có một mình, không có gì gò bó, Lâm Nhất đã rời khỏi cao nguyên Hoàng Sa này từ lâu rồi. Nhưng vì dẫn theo Bùi Tuyết, chung quy vẫn không thể thể hiện, không tiện đánh nhau với giới tử. Nhưng nếu giới tử không có mặt ở đó, đúng là Lâm Nhất không phải kiêng dè gì cả. Chẳng cần biết người bố trí bẫy chết người gì hết, cứ chém một nhát kiếm là được rồi. Đừng ngây ra đó nữa, nếu ta đã cứu được cô thì nhất định sẽ có thể đưa cô ra ngoài. Lâm Nhất tỏ thái độ kiên quyết, không cho phép Bùi Tuyết chối từ, dẫn nàng ta đi về phía thành tứ tượng. Bùi Tuyết cứ lo lắng, buồn bực không vui, chẳng nói lời nào. Nàng ta đoán được loáng thoáng có thể là do mình liên lụy đến đối phương. Trên đường đi, Lâm Nhất gặp một nhóm người. Đối phương nhìn hắn mấy lần bằng ánh mắt thân thiện, không có sát ý, thậm chí sâu trong mắt còn ẩn chứa vẻ hâm mộ. Họ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đến gần, Lâm Nhất bình tĩnh chờ đối phương lên tiếng. Một lát sau hắn mới biết được rằng họ muốn bày tỏ thiện ý, nói cho Lâm Nhất biết giới tử thần U ban bố lệnh truy sát bọn hắn. Hơn nữa còn có bố trí ở cửa thành tứ tượng, đó là một cái bẫy chết, khuyên Lâm Nhất đừng qua đó. Song đối phương nói với Lâm Nhất, mấy ngày nay cao nguyên Hoàng Sa không được yên bình. Ba chiến giới không bắt được Lâm Nhất nên đã trút hết giận lên người những người thường như họ. Họ rất phẫn nộ nhưng không ai bán đứng Lâm Nhất, thậm chí có rất nhiều người phát hiện tung tích của hắn nhưng không đi nhận cái gọi là phần thưởng kia. Tia sáng lạnh lẽo vụt qua trong mắt Lâm Nhất, thảo nào bầu không khí ở cao nguyên Hoàng Sa này lại kỳ quái như thế, trong không khí cứ ngầm ẩn cảm giác ngột ngạt. Hắn cảm ơn đối phương rồi tiếp tục lên đường, khiến đối phương rất kinh ngạc. Lâm Nhất không giải thích nhiều. Ai làm người đó chịu, hắn không thích trạng thái hiện giờ, đám người này đang từ từ khiêu chiến giới hạn của hắn. Hai ngày sau, Lâm Nhất gặp được một người quen, hắn gặp Trần Tầm. Hai bên gặp nhau đều rất kinh ngạc, Lâm Nhất cũng có ấn tượng rất sâu với kẻ có bí mật trong người này. Sao không thấy ba người La Trấn đâu thế, Lâm Nhất hỏi. Họ trốn lâu rồi, có người bí mật tố giác ba người họ có quan hệ thân thiết với ngươi. Tay sai của ba chiến giới đang tìm họ ở khắp nơi đấy, Trần Tầm không để tâm lắm, bâng quơ đáp. Lũ khốn đó. Sắc mặt Lâm Nhất lạnh lùng, trong mắt lập tức thoáng hiện sát ý. Thấy vậy, Trần Tầm nhẹ giọng bảo, người đừng quá lo lắng, dù sao họ cũng là nhân tài kiệt xuất trên bảng thông thiên, cũng nhận được tạo hóa trong bảo điện Thương Long. Mấy ngày nay thực lực càng ngày càng tăng, những tên tay sai tầm thường ấy chưa phải là đối thủ của họ đâu. Lâm Nhất thở phào nhẹ nhõm, như vậy rất tốt. Ngươi muốn đi thành tứ tượng à? Ta khuyên ngươi đừng đi, đó là một cái bẫy chết, ba giới tử đã sai người bố trí riêng cho ngươi đấy.
họ nhất quyết muốn bắt được ngươi và vị tuyết mỹ nhân này. Trần Tầm nhìn Lâm Nhất, chậm rãi nói. Bẫy chết. Lâm Nhất lạnh lùng đáp lời, rốt cuộc là bẫy chết của ai vẫn chưa chắc chắn được đâu. Trong lòng hắn tích tụ phẫn nộ, đám người này thật quá đáng, hết lần này tới lần khác chạm vào giới hạn của Lâm Nhất. Bố trí bẫy chết cho mình. Cứ chờ xem. Trần Tầm ngây người, hơi ngạc nhiên trước những lời của Lâm Nhất. Thiếu niên này để lộ vẻ tức giận ít khi thấy trên mặt, trông cũng hơi đáng sợ. Hắn ta nhìn bóng lưng đối phương đi xa, thiếu niên mặc đồ xanh, đeo hộp đựng kiếm, dần dần đi xa trong màn cát vàng cùng với ngựa huyết long, hắn đi rất chậm nhưng không hề do dự chút nào. Sắp trở trời rồi. Hắn ta mơ hồ cảm nhận được sẽ có một cơn bão tố sắp kéo đến, có lẽ ba giới tử vẫn chưa rõ mình đã đánh thức một con quái vật như thế nào. Gió thổi báo giông bão sắp đến, mây đen dày đặc phủ kín khắp bầu trời. Trên cao nguyên Hoàng Sa âm trầm. Một bầu không khí nào đó bị đè nén đến cực hạn, mạch nước ngầm điên cuồng phun trào, không ai biết đến khi nó dâng trào sẽ biến thành cơn bão kinh khủng khiếp đến nhường nào. Biên giới thành tứ tượng nối liền với cao nguyên Hoàng Sa vốn là một giao lộ. Qua khỏi giao lộ, đi khoảng nửa ngày sẽ đến thành tứ tượng, nơi đóng quân của một số tông phái siêu cấp. Nơi đó an toàn tuyệt đối, linh khí dồi dào, tất cả nhân tài kiệt xuất đến từ bốn khu vực lớn đều hội tụ tại đây. Có người chuẩn bị cho cuộc chiến sau cùng, có người nhân cơ hội này để trao đổi kỳ ngộ và truyền thừa với nhau, đề cao thực lực trong khoảng thời gian cuối cùng ở con đường thông thiên này. Bất luận là muốn liều một phen ở cuối thiên lộ hay cứ thế mà dừng lại, lặng lẽ chờ đợi cuộc tranh tài vạn giới kết thúc, thành tứ tượng cũng là một tòa thành trì mà mọi người phải đến. Nhưng hiện tại lối vào này đã bị phong bế ngăn chặn, tại lối vào có một thánh đàn cao hàng trăm trượng. Đằng sau thánh đàn là một pho tượng khổng lồ cao mấy trăm trượng toát ra khí chất thần thánh vô biên. Đây là năng lực của chiến giới, đây là thủ đoạn của họ, dùng thánh đàn để phong tỏa không gian này. Không có sự cho phép của họ, không người nào được phép tiến vào thành tứ tượng, bá đạo và ngang ngược như thế. Có rất nhiều người đang tập trung trước thánh đàn, họ đã bị mắc kẹt ở cao nguyên Hoàng Sa một thời gian rất dài, trên mặt sớm đã viết đầy chữ phẫn nộ và nhẫn nhịn. Cao nguyên Hoàng Sa có linh khí mỏng manh, hoàn cảnh ác liệt, ở lại đây chẳng những không có lợi mà còn có nguy hiểm đến tính mạng. Thời gian ở con đường thông thiên quý báu cỡ nào, có thể tưởng tượng ra những người bị mắc kẹt ở khu vực này khó chịu đến mức nào. Đám đông nghìn nghịt gần mấy vạn, họ muốn xông ra ngoài, tiếng người huyên náo vô cùng ầm ĩ. Trên thánh đàn có bóng dáng lờ mờ, họ lạnh lùng nhìn xuống mọi người bằng ánh mắt đầy khinh thường và châm biếm, sắc mặt hừ hững, không hề có chút cảm xúc nào. Đó là nhân tài kiệt xuất của ba chiến giới, trên người họ tản ra khí tức đáng sợ, ai cũng có ánh mắt vô cùng rét lạnh. Nét mặt ấy khiến người ta phải sợ hãi và kiêng dè. Rốt cuộc các người muốn giam cầm bọn ta đến khi nào? Chúng ta muốn đi thành tứ tượng. Bên dưới có người kêu gào, trong mắt họ tràn đầy lửa giận, bất mãn cực kỳ. Họ đã bị nhốt quá lâu rồi, thực sự không thể chịu đựng được sự dày vò này nữa, kiên nhẫn đã hoàn toàn tan biến. Thậm chí không sợ vì thế mà mạo phạm và tấn công trạm kiểm soát do ba chiến giới bố trí này. Láo xược, ai cho phép các ngươi ở đây la lối om sòm đấy hả? Một nam tử môi nhọn của chiến giới thần U lạnh lùng nói, ánh mắt lộ ra vẻ đay nghiến ghét bỏ. Thế này không công bằng, dựa vào đâu mà không cho chúng ta đi qua chứ? Một lũ kiến hôi, ai sẽ quan tâm các ngươi chứ? Cho các ngươi vào thành tứ tượng thì sao? Chẳng lẽ các người nghĩ mình có tư cách tham gia cuộc chiến sau cùng à? Biết điều một chút đi, một thanh niên chiến giới thiên càn khác lạnh giọng quát. Khốn kiếp! Thái độ ngang ngược này khiến những người ở bên dưới thánh đàn tức giận đến mức toàn thân run rẩy, suýt chút nữa nôn ra máu. Quá bá đạo! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiến hôi thì sao? Dù có thật là kiến hôi, lẽ nào ngay cả đi vào thành trì như thành tứ tượng cũng không có tư cách ư? Không muốn chết thì cút nhanh lên, một lũ tiện dân hạ giới, tưởng cuộc tranh tài vạn giới này là kỳ ngộ của các ngươi thật à. Các ngươi chỉ là phông nền của mười phương chiến giới bọn ta thôi, cái gọi là địa bảo thiên tài và kỳ ngộ truyền thừa cũng phải đợi khi nào chúng ta không cần, các ngươi mới có cơ hội tranh giành, đừng nghĩ mình là thiên mệnh chi tử gì đó nữa. Các ngươi là một đàn chó, chúng ta vui thì thưởng cho các ngươi mấy miếng xương. Còn nếu chúng ta không vui, ngay cả phân các ngươi cũng chẳng có mà ăn đâu. Biến nhanh lên đi, đừng ở đây vòng vo nữa, không có mệnh lệnh của giới tử thì không ai được phép đi.
Trên thánh đàn, đám người kia tỏ thái độ rất ngông cuồng, thấy những người ở dưới trừng mắt nhìn mình, họ đều lộ vẻ hết sức bất mãn. Một đám tiện dân hạ giới thôi, đúng là được đà lấn tới, hoàn toàn không biết mình là cái thá gì. Ở phía xa, Lâm Nhất và Bùi Tuyết đứng trong góc tối, ngựa huyết long lại biến về hình thái mèo. Ánh mắt Lâm Nhất lạnh lùng, hắn đã sớm biết ba chiến giới không coi võ giả của những giới vực khác như con người. Từ lâu đã cảm nhận được trong lòng những người đó đè nén một ngọn lửa, tủi nhục cùng cực, khó chịu vô cùng. Nhưng không thể ngờ đám người này lại bá đạo đến thế, sự ngạo mạn và chán ghét trong mắt không hề che giấu. Ở trong mắt họ, những người bên dưới chính là một đàn gia súc không có danh dự, không có tự do, ngay cả tay sai của chiến giới cũng không bằng, thậm chí còn gọi thẳng là chó, tùy ý sỉ và cười cợt, không kiêng dè chút nào. Đám người này khinh người quá đáng quá đi mất. Má Lâm Nhất co lại, tay phải trong ống tay áo siết chặt run rẩy. Hắn rất khó chịu, mặc dù đã sớm biết vì hắn nên những người này bị nhốt ở cao nguyên Hoàng Sa không thể ra ngoài. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, lửa giận và sát ý trong lòng vẫn không cách nào kiềm chế được. Cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu, lòng hắn hướng kiếm, hướng tới tự do, không gò bó trói buộc. Nhưng giờ đây trái tim hắn rất ngột ngạt, bị vô số cảm xúc vây lấy, cứ như đang bị nghìn vạn con kiến cắn xé vậy. Đáng chết! Vẻ phẫn nộ hiếm thấy hiện lên trên mặt Lâm Nhất khiến Bùi Tuyết ở bên cạnh cũng sợ hãi, nàng ta rất lo lắng nhưng lại không biết nên an ủi thế nào. Các ngươi đúng là khinh người quá đáng. Bên dưới thánh đàn có rất nhiều người không kìm nén được nữa, lửa giận của họ đã sớm đạt tới cực hạn. Lúc này, thái độ coi thường sỉ nhục của đám người này đã hoàn toàn bật kíp nổ cho cảm xúc này. Người mà ba chiến giới muốn giết là Lâm Nhất và Bùi Tuyết, không liên quan gì đến họ cả. Chặn lối vào, phong tỏa cao nguyên Hoàng Sa thì cũng thôi, giờ còn nhục nhã họ không nể nang như thế, điều này quả thật không thể chịu đựng được, thật quá đáng. Khinh ngươi thì sao, các ngươi là cái thá gì, ai sẽ quan tâm con kiến nghĩ như thế nào chứ? Chúng ta không có thời gian rảnh, nói chuyện với các ngươi đã là thiện ý lớn nhất rồi, nếu là ngày thường thì chúng ta không rảnh nói chuyện với sâu kiến đâu. Một thanh niên mặc áo vàng, người tỏa ánh lửa, mơ hồ toát ra long uy, nói với giọng điệu vô cùng lạnh lẽo. Đây là nhân tài kiệt xuất của chiến giới Huyền Long, trong truyền thuyết chiến giới Huyền Long có một con chân long thái cổ thuần huyết. Lai lịch của họ khá đáng sợ. Huyết mạch Huyền Long có hung danh hiển hách ở Đại Thế Côn Luân, không mấy người dám tự ý trêu chọc họ. Chiến giới Thiên Càn, nam tử miệng nhọn lên tiếng đầu tiên lạnh lùng cảnh cáo, ta khuyên các ngươi tốt nhất là nên vẫy đuôi đi nhanh lên đi, chúng ta không muốn giết chó, nhưng nếu con chó này cứ mãi không chịu dừng thì sẽ phiền lắm đấy. Ha ha ha, gã ta vừa dứt lời. Các nhân tài kiệt xuất của ba chiến giới trên thánh đàn và những kẻ phụ thuộc họ đều cười phá lên. Tiếng cười càn rỡ, bén nhọn đến mức chói tai, khiến người ta vô cùng uất ức. Ngươi nói ai là chó đấy hả? Đồ khỉ mỏ nhọn. Người của các giới vực lớn bên dưới thánh đàn hoàn toàn nổi giận, trong mắt họ như muốn phun ra lửa. Soạt. Trên thánh đàn, nụ cười trên mặt nam tử miệng nhọn của chiến giới Thiên Càn lập tức biến mất, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Gã ta lạnh giọng nói, sâu kiến, ta khuyên các ngươi nên biết thân biết phận, đừng có quá mức, là chó thì hãy thức thời làm chó, đừng ép ta phải ra tay tàn sát. Đồ khốn, thà chết vinh còn hơn sống nhục, liều mạng với bọn chúng đi, ta không tin chúng ta nhiều người thế này, bọn chúng có thể đỡ nổi. Mấy thanh niên nóng tính không thể chịu đựng được nữa, họ nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ trừng mắt. Xông lên, có chết cũng phải kéo theo đệm lưng. Họ đã chịu đủ rồi. Giờ đây hoàn toàn bùng nổ. Ai cũng có thực lực bất phàm, ở giới vực của mình cũng có thể được gọi là yêu nghiệt, ở con đường thông thiên này cũng gặp được kỳ ngộ không nhỏ. Họ phóng thẳng lên trời, trên người mỗi người đều bộc phát khí tức vô cùng kinh khủng, đồng loạt xông về phía thánh đàn. Lấy trứng chọi đá. Đám người trên thánh đàn cười khẩy, tỏ ra khinh thường, trên mặt là vẻ lười biếng, không có ý muốn ra tay cho lắm. Nam tử miệng nhọn của chiến giới Thiên Càn ra tay, gã ta cầm một chiếc roi lửa, bùng nổ khí tức vô cùng khủng khiếp. Chỉ trong chốc lát, vùng trời này đã rung chuyển một cách điên cuồng, roi lửa tràn ngập uy áp đáng sợ khiến vùng trời này cũng phải run rẩy. Đây là một loại đạo binh có nguồn gốc sâu xa, mạnh hơn so với đạo khí trong tay người bình thường. Nó tỏa ra uy áp thần văn lúc ẩn lúc hiện, có lai lịch bất phàm, thần văn thượng cổ còn sót lại ẩn chứa sự huyền ảo.
Đạo binh thượng cổ. Có người kinh ngạc thốt lên, sắc mặt tái nhợt, đây là đạo binh có nguồn gốc từ thời thượng cổ. Dù nó có cấp bậc thấp, không được tính là hoàn chỉnh, nhưng uy áp thần văn còn sót lại từ thời thượng cổ vẫn khiến người ta phải run sợ, nảy sinh cảm xúc tuyệt vọng không thể chống cự. Đúng như đã đoán, chiêu thức võ học tạo hóa mà mấy thanh niên kia thi triển đều bị quất thành bột phấn một cách dễ dàng. Phụt! Còn họ thì bị dư uy của roi này quét chúng ngay giữa không trung, xương cốt toàn thân vỡ vụn, không ngừng nôn ra máu. Chát! Nam tử miệng nhọn nở nụ cười tàn nhẫn, gã ta không giết những người này, cổ tay xoay một cái, chiếc roi như rắn độc quất vào mặt những người đó, phát ra âm thanh vang dội như tiếng tát, làm cho họ văng ra xa. Quỳ xuống! Roi lửa lại nhẹ nhàng vung lên, hoàn toàn chấn áp mấy thanh niên, ép họ phải quỳ xuống đất. Ầm! Một bóng người bay vút lên trời muốn cứu những thanh niên này, đó là nhân tài kiệt xuất của giới vực cấp cao. Hắn ta rất mạnh, thực lực cảnh giới thiên phách tầng 4 đỉnh phong, hắn ta bay tới, người phát ra ánh sáng khiến người ta phải kinh ngạc. Hắn ta biến ảo khôn lường, thi triển môn loại võ học tạo hóa cấp vương giả cực kỳ cao thâm, muốn phá vỡ không gian giam cầm của nam tử miệng nhọn kia. Ngu xuẩn mất khôn. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh lùng vang lên. Thanh niên mặc áo vàng của chiến giới huyền long ra tay. Gã ta lấy ra một món bí bảo, đó là một cây trọng xích, thân xích khắc hình long tượng cổ xưa. Ngay lập tức có tiếng rồng vang lên, long uy phun trào làm chấn động cả không gian này. Huyền long xích, có người không nhịn được la lên, con người bỗng nhiên co rụt. Huyền long xích trong truyền thuyết là một loại bí bảo vô thượng của chiến giới huyền long, cây huyền long xích trước mặt này có thể là hàng giả. Nhưng uy lực vẫn không bình thường chút nào. Nhất là long tượng được khắc trên thân xích vô cùng chân thật, làm cho người ta sinh ra ảo giác, tưởng như có một con chân long thức tỉnh. Phụt! Huyền long xích nhẹ nhàng lướt qua không khí, nháy mắt đã đánh cho thanh niên ra tay kia bay ra xa. Răng rắc, có tiếng xương gãy vang lên, thanh niên này phát ra tiếng rên rỉ, quần áo trên người bung ra, máu chảy đầm đìa, thấy mà giật mình. Trời đất yên tĩnh. Bầu không khí tại hiện trường trở nên vô cùng ngột ngạt. Lũ tiện dân, hai vị chiến giới đại nhân đã nương tay rồi, các ngươi còn không mau lui ra. Đừng làm hỏng chính sự của các vị chiến giới đại nhân, không thì các ngươi không giữ nổi cái mạng chó của mình đâu. Trên thánh đàn, một nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao phụ thuộc ba chiến giới nghiêm nghị quát lớn, sắc mặt dữ tợn. Đáng giận. Mọi người tỏ ra uất ức nhưng trong lòng lại thấy bi thương, nhân tài kiệt xuất của chiến giới thật sự quá mạnh. Thực lực của họ quá đáng sợ, chưa kể đến tu vi, chỉ riêng bảo bối trong tay họ thôi đã khiến người ta cảm thấy bất lực, tuyệt vọng tột cùng. Ngươi, nói ngươi đấy, thằng chó này chẳng biết từ đâu ra, còn không mau lùi lại đi chứ. Gã nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao kiêu ngạo trên thánh đàn nhìn lướt qua, bỗng thấy vẫn có người dám xông lên. Người nọ mặc áo xanh, đội mũ rộng vành, đang bước về phía người bị huyền long xích đánh bị thương. Gã ta lập tức giận xanh mặt. Kẻ này hoàn toàn không để gã vào mắt. Chó hoang từ đâu chạy tới mà kêu khó nghe thế nhỉ? Người áo xanh hờ hững, lạnh lùng đáp một câu. Đồ hỗn xược, dám mắng ta, chán sống rồi sao? Gã nhân tài kiệt xuất kia lập tức xa sầm mặt, trong mắt phun trào ánh sáng lạnh. Ồn quá đi. Gã ta vừa dứt lời, người áo xanh đã cởi mũ rộng vành xuống, tiện tay ném ra ngoài. Đó là một chiếc mũ rộng vành. Nhưng khi nó bay ra lại mang đến cảm giác như một con rồng còn sống. Không. Gã nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao lên tiếng nhục nhã mọi người hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng đã bị long uy chôn vùi. Mấy tên nhân tài kiệt xuất chiến giới như vừa tỉnh mộng, muốn ra tay cứu nhưng lại phát hiện rằng đã không kịp. Bùm, người này nổ tung ngay trước mắt bọn họ, chết không có chỗ chôn. Quá nhanh, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, người chán sống rồi hải. Nam tử miệng nhọn và thanh niên áo vàng đồng thời thay đổi sắc mặt, cả đám nổi giận, cùng nhìn về phía người áo xanh đã ra tay. Nhưng khi nhìn thấy rõ dung mạo của người ra tay, bọn họ ai cũng kinh hãi. Người nọ mặc áo xanh, đeo hộp đựng kiếm trên lưng, phong thái hiên ngang, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú toát ra tiên khí, xuất trần bất nhiễm, ấn ký màu tím giữa đầu mày linh hoạt kỳ ảo như yêu. Là Lâm Nhất. Không chỉ những người trên thánh đàn kinh ngạc. Mấy vạn nhân tài kiệt xuất bên dưới cũng lập tức trở nên sôi trào. Là ngươi. Không ngờ tên tiện dân nhà ngươi vẫn dám xuất hiện đấy. Nam tử miệng nhọn,
thanh niên áo vàng và những nhân tài kiệt xuất chiến giới khác trên thánh đàn đều biến sắc mặt, kinh ngạc thốt lên. Họ đặt bẫy chết ở đây, còn là loại bẫy chết khá rõ ràng, chỉ cần đối phương dám hiện thân thì ắt sẽ khó thoát khỏi cái chết. Ban đầu nghĩ đối phương sẽ không xuất hiện một cách công khai như thế, nhưng sự thật lại nằm ngoài dự đoán. Hắn lại bình tĩnh xuất hiện trước mặt mọi người như thế. Chuyện này có vẻ rất khó tin, khiến người ta khó mà tin nổi, chẳng lẽ thật sự có người không sợ chết ư? Về phần các nhân tài kiệt xuất ở bên dưới thánh đàn, sau khi kinh ngạc, họ lập tức phấn khởi, nhiệt huyết dâng trào. Trong khoảng thời gian qua, Lâm Nhất chém giết nhân tài kiệt xuất của các giới vực, nhận được truyền thừa vô địch, dấy lên ngọn sóng ngút trời tại cao nguyên Hoàng Sa này, rất nhiều người đều muốn được chứng kiến phong thái của hắn. Ai bảo ở con đường thông thiên, tất cả mọi người đều là phong nền ngoại trừ 10 phương chiến giới. Ai bảo bọn họ không có tư cách chiến đấu trong cuộc chiến sau cùng. Ai bảo giới vực cấp thấp đều là sâu kiến chứ. Lâm Nhất không phải, hắn đã chứng minh bản thân, hắn dẫm nhân tài kiệt xuất chiến giới dưới chân, hắn đánh bại Huyền Lôi Song Kiếm, hắn chém giết nhân tài kiệt xuất chiến giới với phong thái vô địch. Hắn làm cho thần thoại ngã xuống, hắn khiến cho cấm kỵ không còn tồn tại. Hắn tát mạnh vào mặt cả ba chiến giới lớn. Hắn là con ngựa ô tuyệt thế sinh ra ở hạ giới, hắn là anh hùng trong suy nghĩ của rất nhiều người, kính nể, khâm phục, ngưỡng mộ. Rất nhiều người rưng rưng nước mắt, nét mặt kích động, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lâm Nhất, nhưng họ lo lắng cho Lâm Nhất, sợ hắn sẽ ngã gục, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Tởm thật, chắc lũ khốn này đang đợi Lâm Nhất xuất hiện chứ gì. Bọn chúng bố trí sát cục ở đây là để nhằm vào công tử Táng Hoa. Đừng qua đó, hãy giữ chân chúng, ba giới tử chắc chắn sẽ không đánh lại Lâm Nhất đâu. Lũ khốn nạn đó thật quá đáng. Mọi người căm phẫn sục sôi, hốc mắt ướt nhòe, trong lòng dâng lên bất mãn rất lớn. Họ nhìn Lâm Nhất với ánh mắt đầy đồng cảm và không cam lòng, còn có vô cùng hâm mộ. Lâm Nhất lạnh lùng nhìn về phía đám nhân tài kiệt xuất chiến giới kia. Hắn rất bình tĩnh. Hắn giấu sát ý vô tận ở sâu trong mắt mình, không hề để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình chút nào. Hắn muốn tàn sát tất cả bọn chúng. Nhưng không thể để sát ý này ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình, như vậy sẽ không thể phát huy ra thực lực. Hắn rất bình tĩnh. Hắn biết nơi này có bẫy, thánh đàn và pho tượng đằng sau đều có vẻ quái dị, khiến người ta không thể nhìn thấu. Nhưng hắn rất phẫn nộ. Không thể chịu đựng được. Không thể tiếp tục trơ mắt nhìn những thanh niên chính trực này chịu nhục. Dù cho nơi đây có bẫy khó thoát, nguy hiểm đến đâu, hắn cũng phải đứng ra. Trái tim hắn, kiếm của hắn đều không thể chấp nhận để mình tiếp tục nấp trong bóng tối quan sát. Công tử Táng Hoa, ngươi không nên xuất hiện. Thanh niên được Lâm Nhất đỡ đứng dậy đau đớn nhăn mặt, nhỏ giọng bảo. Người này rất hiếu chiến, hắn ta nhìn thấy những thanh niên khác bị sỉ nhục, bị nam tử miệng nhọn chân áp. Giam cầm bằng đạo khí thượng cổ, còn quỳ xuống đất. Hắn ta không thể chịu được, muốn ra tay cứu những người này, nhưng không ngờ người đàn ông áo vàng kia lại dùng Huyền Long Xích khiến bản thân bị thương nặng. Khoảng cách quá xa khiến hắn cảm thấy hơi tuyệt vọng. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Lâm Nhất nắm lấy bả vai hắn ta, nhẹ nhàng đẩy hắn ta vào trong đám người phía sau. Cứ nhằm vào ta là được, cần gì phải làm ảnh hưởng đến người vô tội. Lâm Nhất nhìn mấy người vẫn đang quỳ dưới đất do bị nam tử miệng nhọn chân áp giam cầm, nhỏ giọng nói. Chỉ là một lũ kiến mà thôi, bọn chúng chọc giận ta chỉ trừng phạt chúng một chút đã là tốt bụng lắm rồi. Người đàn ông miệng nhọn mang nét mặt cay nghiệt, tay cầm roi lửa, cười hì hì nhìn về phía Lâm Nhất. Đây là một tội phạm, gã ta có báu vật trên người, có thể thay đổi thứ hạng của trận chung kết. Sự xuất hiện của gã ta khiến những người trên thánh đàn đều rất hưng phấn. Dù Lâm Nhất có hung hăng đến mức nào bọn họ cũng không sợ, chỉ sợ đối phương trốn tránh như chuột mới phiền phức. Người đàn ông miệng nhọn nhìn về phía Lâm Nhất, gã ta nhếch miệng cười, liếm môi một cái, ánh mắt vô cùng hưng phấn. Thanh niên áo vàng ở cách đó không xa sáng mắt lên, trong mắt lộ vẻ tham lam. Tốt bụng! Lâm Nhất nhìn người trẻ tuổi bị đánh đến mức người đầy vết thương, quỳ dưới đất liên tục giãy giụa kia. Đúng là rất tốt bụng! Mấy người này sai ở đâu, họ chỉ muốn ra ngoài mà thôi, vậy mà lại bị sỉ nhục hành hạ như thế, bị người khác ngược đãi như lợn chó, còn nói chuyện rất khinh thường và ầm ĩ, đám người đó luôn ra vẻ cao quý, không quan tâm đến ai. Lâm Nhất, người biết tội hay chưa? Đúng lúc này, trên thánh đàn có người hét lên, đây là một cường giả của chiến giới thần U.
Hắn ta mặc chiến giáp màu đen, giữa chân mày có hoa văn thẳng đứng, sâu trong mắt là ngọn lửa hừng hực cháy bỏng, trong cơ thể có sát khí lạnh như băng phát ra. Lâm Mỗ có tội gì? Nét mặt Lâm Nhất không chút cảm xúc, hắn lạnh lùng nói. Ngươi là một con kiên thấp hèn lại nắm giữ bảo cốt chân long, đây vốn đã là tội. Ngươi làm huyền lôi song kiếm bị thương, đây là tội lớn. Ngươi giết chết 8 người của chiến giới thần U ta, đây là tội ác tày trời, ngươi là ác quỷ, tội nghiệp sâu nặng, cường giả của thần U chiến giới lạnh lùng quát lên từng chữ, đồng thời chiến giáp của hắn ta cũng đang phát sáng. Hôm nay, đừng ai trong các người hòng rời đi. Lâm Nhất ngẩng đầu nói, một mình hắn tiến về phía trước, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, khí chất anh tuấn, trông còn khá trẻ, nhưng mỗi bước chân lại có uy thế đáng sợ, khiến người ta thầm thấy run rẩy. Đây là một thiếu niên siêu phàm. Người nghĩ mình là ai, người dám xuất hiện thì chỉ có một con đường chết mà thôi, còn dám uy hiếp chúng ta ư? Nam tử miệng nhọn nhíu mày, nét mặt dữ tợn, gã ta nở nụ cười tàn nhẫn, lạnh lùng quát, giết hắn. Vụt. Lúc này ba thiên tài của chiến giới phá không xông tới, lần lượt ra tay nhằm vào Lâm Nhất. Ba người này rất mạnh, lần lượt đến từ chiến giới thần U, Thiên Càn và Huyền Long, mỗi người đều sử dụng thủ đoạn. Bộc phát ra khí thế động trời. Bọn họ như ba ngôi sao chổi màu sắc khác nhau, kéo theo sát khí vô biên, làm rung động hư không. Khí thế này rất kinh khủng, hơn nữa còn chỉ là đợt tấn công đầu tiên, mấy người nam tử miệng nhọn đều đang chuẩn bị ra tay, sắc mặt bọn họ lạnh lẽo, đều đang cười khẩy nhìn Lâm Nhất. Chỉ là một tên thấp kém, chết đến nơi rồi còn chưa biết. Oanh! Nhưng lúc này chợt có tình huống bất ngờ xảy ra. Một ánh sáng màu vàng chứa đựng khí thế thần thánh phóng lên cao, đây là quyền mang do thiếu niên áo xanh kia đánh ra. Lòng bàn tay hắn có cổ ấn thần dương nở rộ, trong khe hở nắm đấm có hư ảnh kim ô bắn ra, đây là ánh sáng tựa như mặt trời, còn rực rỡ hơn cả tia chớp. Ba sao chổi đồng thời rơi xuống, sắc mặt của thiên tài chiến giới ở trong ánh sáng sao chổi đồng loạt thay đổi. Bọn họ phát ra tiếng hét thảm thiết, muốn ngăn cản quyền mang này, nhưng tất cả đều vô dụng. Dưới ánh nhìn của mọi người, ba thiên tài chiến giới này đều bị đánh tan thành cho bụi. Nhật Diệu thần quyền đúng là đáng sợ. Uy lực của nó đã hơn hẳn trước đây, bộc phát ra ánh sáng hơn cả tạo hóa trong tay Lâm Nhất, đánh chết ba thiên tài chiến giới chỉ bằng một quyền. Vụt! Kim quang trên người Lâm Nhất lóe lên, hắn lao về phía thánh đàn, đứng trên không trung, sợi tóc, quần áo, khóe mắt đều có thánh huy màu vàng bao phủ, ánh mắt hắn trong suốt. Sâu thẳm, có phong mang vô tận bộc phát. Khí thế này khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt. Vụt! Nam tử miệng nhọn của chiến giới Thiên Càn ra tay, sử dụng roi lửa, một màu đỏ càn quét hư không, chiếu sáng bốn phương tám hướng. Cây roi rất không tầm thượng, đến từ thượng cổ, có thần văn lạc ấn không hoàn chỉnh. Nếu không vì cảnh giới của người này bị giới hạn thì uy lực còn đáng sợ hơn, có thể tung hoành không chút kiêng dè trên con đường thông thiên. Nhưng dù thế, roi lửa này vẫn rất đáng sợ, đối đầu với người bên ngoài mười phương chiến giới có thể nói là tồn tại như vô địch. Nam tử miệng nhọn chưa từng thua bao giờ, sắc mặt hắn ta hung ác, ánh mắt hiểm độc, vô cùng dữ tợn. Cũng trong lúc đó, người đàn ông áo vàng của chiến giới Huyền Long cũng ra tay, rồng gào thét, huyền quang cuộn trào, một sợi xích nặng đánh vỡ hư không, lao về phía Lâm Nhất như một ngọn núi. Huyền Long xích. Dưới thánh đàn có người hô to. Đây cũng là một món báu vật, tuy là hàng nhái, nhưng uy lực hoàn toàn không phân cao thấp với roi lửa kia. Ngày thường bọn họ đều dựa vào hai sát khí này để giữ cửa, không biết đã giết chết bao nhiêu thiên tài hạ giới. Đây là hung khí hàng thật giá thật, nó dính máu tươi của rất nhiều sinh mạng, có ý chí giết chóc đáng sợ quanh quẩn ở bên trong. Những thiên tài chiến giới còn lại cũng ra tay vào lúc này, những thiên tài của giới vực cấp cao phụ thuộc vào chiến giới thì rất sợ hãi. Nhưng sau khi lùi lại vẫn sử dụng kiếm khí và đao quang triển khai thuật tấn công, ánh mắt cũng rất hung ác và cay nghiệt. Lâm Nhất sử dụng thánh giáp thương long, long văn tím vàng nở rộ, thánh huy vô tận dâng lên. Hắn đứng im trong hư không như một con thương long, chiếu sáng bầu trời, chặn lại đòn tấn công tàn nhẫn của roi lửa. Cùng lúc đó, hắn siết chặt năm ngón tay, đánh ra Nhật Diệu thần quyền. Giữa các kẽ ngón tay của hắn có những tia kim quang bắn ra. Kéo theo kim ô tung hoành, khiến ánh sáng của mặt trời bao phủ khắp hư không, ngăn cản Huyền Long xích đang đánh tới. Giết! Đại chiến kinh khủng bắt đầu, cả đám người vây giết Lâm Nhất, nhưng hắn lại tựa như một sát thần, không hề sợ hãi.
hắn đối đầu trực diện với hai sát khí, đồng thời còn phải chú ý đến những người khác, dũng mãnh như thần, oai phong triển lộ. Bịch, bịch, bịch. Đồng thời, hắn còn sử dụng kim ô cửu biến, trong lúc di chuyển thì thi triển cả đạn chỉ thần kiếm. Từng tia kiếm mang hào hùng mang theo kiếm uy thương long gào thét bay đi, tàn nhẫn tiêu diệt những thiên tài của giới vực cấp cao ở phía xa. Phụt! Trong không trung có máu tươi bắn tung tóe, tiếng hét thảm thiết liên tục vang lên, Lâm Nhất có sự dũng mãnh như cắn nuốt núi sông, uy thế rung trời, lần lượt đánh bại đối thủ. Máu tươi của thiên tài chiến giới nhuộm đó bầu trời, vô số cơn mưa máu ẩm ẩm rơi xuống. Các thiên tài ở dưới thánh đàn nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy rưng rưng nước mắt, huyết mạch sôi trào. Bọn họ quá uất ức vì bị thiên tài chiến giới sỉ nhục, bây giờ thấy Lâm Nhất thể hiện thần uy, áp đảo đối thủ, bọn họ cảm thấy nhiệt huyết trong lồng ngực cũng lập tức sôi trào. Đạo khí thượng cổ và huyết long xích đều không có tác dụng ư. Một vài cao thủ đứng đầu trong mấy chục thiên tài phía sau đều trợn mắt há mồm, tỏ vẻ khó tin. Hai sát khí kia đã trấn áp rất nhiều người, nhưng Lâm Nhất này lại không hề sợ hãi chút nào, vẫn đại sát tứ phương ở đó. Đại Nhật Huyền Không, Duy Ngã Độc Tôn. Trong cơ thể Lâm Nhất có kim quang cuồn cuộn tản ra, hắn như mặt trời lơ lửng trong không trung, trong mắt tràn đầy phong mang, mái tóc dài tung bay, có khí thế đáng sợ như chỉ ta đứng đầu. Hắn đánh ra một quyền, lại đánh bay huyền long xích một lần nữa, huyền long xích xuất hiện vết nứt. Thanh niên áo vàng kia phun máu bay ra xa, liên tục lùi về sau trên thánh đàn. Trong mắt hắn ta lộ vẻ hoảng sợ, sao có thể? Đây chính là huyền long xích có thể nói là vô địch đấy. Giác! Lâm Nhất lại ra một trường, đánh lên roi lửa đang bay tới, ngọn lửa trên đạo binh thượng cổ này lập tức rơi xuống như hoa tuyết. Rất nhiều thiên tài xuất chúng phía xa đều tỏ vẻ kinh ngạc, chuyện này thật sự quá khó tin. Tuy đã nghe đồn từ lâu rằng Lâm Nhất đối đầu với thiên tài chiến giới vẫn có phong thái vô địch, nhưng không ai ngờ rằng hắn sẽ mạnh đến mức này. Ngay cả hai món sát khí cũng không thể làm gì hắn, thiếu niên đứng ở nơi sâu trong chiến trường, ánh sáng rực rỡ, tóc xanh như suối tung bay, trong con ngươi lóe lên ánh sáng lạnh lẽo và sâu thẳm, uy thế rung trời, khí thế tận mây. Một mình hắn áp đảo toàn bộ, dám tranh đấu với chiến giới, khí thế bá đạo xưng bá thiên hạ. Điều này khiến mọi người thấy nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy hào hứng. Ong! Huyền long xích lại bị đánh bay, nó phát ra âm thanh, dường như long hồn bên trong cũng cảm thấy sợ hãi. Phụt! Những người khác trên chiến trường bị dư âm làm ảnh hưởng nên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái mét. Chết đi! Lâm Nhất bắt lấy một người, duỗi tay đánh tới. Móng vuốt thương long như sắp đánh tan nửa người đối phương. Máu rơi như mưa, tiếng kêu rên vang vọng khắp nơi. Gào! Trong thiên địa có kim quang xuất hiện, tiếng rồng gầm vang lên, sấm chớp giận dữ thét gào, Lâm Nhất ngang ngược lộng hành, cả quá trình đều vô cùng dễ dàng. Hắn biến thành lưu quang, ra tay chèn ép hạ nhân của chiến giới thiên càn như một tên ma vương, tầm mắt cố định ở chỗ nam tử miệng nhọn kia như một thanh kiếm sắc bén. Giết! Trong mắt Lâm Nhất lại có sát khí dâng trào, hắn có ấn tượng rất sâu sắc với người này, đối phương miệng nhọn cay nghiệt, trước đó còn không chút sợ hãi, cười hì hì nhìn hắn. Ngăn, ngăn hắn lại, nam tử miệng nhọn sợ hãi hét lên, vô cùng kinh khủng, lúc này gã ta thật sự thấy sợ rồi. Đây là một thiên tài siêu phàm tuyệt thế. Nếu hắn ở Côn Luân sẽ có thể gọi là thiếu niên chí tôn, tranh tài cùng những thiên tài cái thế. Hắn quá mạnh. Dù sử dụng đạo khí cũng không thể nào trấn áp, nam tử miệng nhọn vô cùng tuyệt vọng, gã ta liên tục lùi lại phía sau, trên mặt tràn đầy sự chật vật và tuyệt vọng. Gã ta cũng không dám ngông cuồng và hống hách, không dám ra vẻ ta đây như trước, gọi Lâm Nhất là con kiến và kẻ thấp kém nữa. Hiện tại trong gã ta chỉ có nỗi sợ hãi. Nam tử miệng nhọn vung roi lửa muốn bao vây lấy Lâm Nhất, nhưng thánh giáp thương long trên người Lâm Nhất có long văn tím vàng gia trì. Hoàn toàn không cho phép roi đến gần, long uy gầm thét, tử quang như sấm thẳng thừng đánh bay roi lửa. Lăn tới đấy. Trong biển máu và xác chất như núi, mái tóc Lâm Nhất tung bay, hắn quay đầu lại hét lên, lập tức bắt lấy gã ta. Đừng, đừng giết ta là thiên tài chiến giới, giữ mạng ta lại, ta có tác dụng. Trong mắt nam tử miệng nhọn tràn đầy sự sợ hãi, gã ta giãy giụa cầu xin, gã ta không muốn chết. Xoẹt. Lâm Nhất chắp hai ngón tay, tựa như bảo kiếm tuyệt thế chứa đựng phong mang vô tận, lóe lên hàn mang lạnh lẽo, xoẹt ngang qua cổ gã ta.
Kiếm quang chói mắt và sắc bén kèm theo máu tươi bắn ra trong hư không, đầu của nam tử miệng nhọn có máu tươi liên tục chảy ra, bắn khắp nơi trong không trung. Ầm. Lâm Nhất nhẹ nhàng vung MU bàn tay, đánh ra kình khí từ xa, cái đầu lập tức nổ tung dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người. Không. Những người còn sống của ba chiến giới phát ra tiếng hét sợ hãi, bọn họ nhìn về phía Lâm Nhất, cơ thể liên tục run rẩy, đây rõ ràng là một tên ma quỷ. Từ trước đến giờ luôn là chiến giới của bọn họ ngược đãi người ngoài, chưa từng phải chật vật, bị người ta tàn sát như lợn như chó giống lúc này. Lâm Nhất im lặng, mái tóc đang tung bay phát ra ánh sáng, phấp phới bên tai hắn. Chín mặt trời nở rộ sau lưng hắn, hắn bước đi trên thánh đàn, thánh giáp thương long phát sáng, cổ ấn thần dương trong tay chưa từng tối đi, những cú đấm vô tình bay ra tựa như mặt trời. Khắp nơi trên thánh đàn đều là máu tươi và thi thể. Thiên tài của chiến giới thần U, Thiên Càn, Huyền Long lần lượt bị mặt trời làm nổ tung, tình trạng rất thê thảm. Kim quang dao động, biển máu sôi trào. Đây là ánh sáng của mặt trời đến từ hành động chém giết của Lâm Nhất, hắn đã nổi giận từ lâu, hắn đang tàn sát, không ai có thể ngăn cản hắn được. Lâm Nhất đứng im lặng trên thánh đàn, khắp nơi đều là thi thể chảy máu, nhìn một vòng, không một ai sống sót. Tất cả mọi người đều đã chết. Máu tươi như suối liên tục chảy xuống từ bên trên. Mấy chục thiên tài dưới thánh đàn đều trợn tròn mắt, sợ đến mức run rẩy, ngay cả linh hồn cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi, đây là phong thái đáng sợ đến mức nào. Thiên địa yên tĩnh không một tiếng động. Công tử Táng Hoa, Lâm Nhất vô địch. Nhưng chợt có người giật mình tỉnh lại, hét to lên, trong mắt bọn họ rưng rưng nước mắt, nhiệt huyết sôi trào, liên tục hô to. Giết hay lắm. Khu vực cao nguyên Hoàng Sa hoàn toàn sôi trào, toàn bộ thiên địa đều là những tiếng hoan hô. Lâm Nhất trên thánh đàn nhìn về phía trước, trên tượng voi thánh cách đó mấy trăm trượng có khí thế kinh khủng dao động. Trên chiến giới vẫn còn cao thủ đang bày ra thủ đoạn đáng sợ, bọn họ đang chuẩn bị một tình thế nhất định phải giết chết Lâm Nhất. Nhưng Lâm Nhất không sợ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt có ánh sáng sắc bén, lạnh lùng quát, lũ kiến của chiến giới, xuống đây tìm đường chết đi. Tất cả mọi người đều rất khiếp sợ, thật sự cáu ngông cuồng. Sát khí của hắn còn chưa hết, hắn muốn tiếp tục chiến đấu. Đây là đang tuyên chiến với ba chiến giới, lời nói của hắn như sấm chớp vang vọng trong thiên địa, to lớn vang dội, khiến người nghe cảm thấy nhiệt huyết. Lũ kiến của chiến giới, xuống đây tìm đường chết đi. Giọng nói của Lâm Nhất tựa như sấm rền, cũng như kiếm reo, vang khắp bốn phương tám hướng. Rung động tận trời, một lúc lâu vẫn không tan biến. Ầm, theo khí thế đáng sợ trên người hắn, trên thánh đàn có những tia điện quang xé rách bầu trời. Ánh sáng rực rỡ khiến khuôn mặt Lâm Nhất lúc sáng lúc tối, dưới chân hắn là thi thể chất đống, vô số máu tươi còn chảy trên thánh đàn như suối. Máu tươi được tia chớp chiếu rọi trông rất lạnh lẽo, hàn mang sâu kín như khóc rên, đây là ba chiến giới đang kêu gào. Đây là cái giá bọn họ phải trả. Cao nguyên Hoàng Sa ngày càng có nhiều thiên tài các giới chạy tới từ khắp nơi, trận đại chiến khi nãy quá chấn động. Bọn họ đứng từ xa đã thấy phong thái vô địch tàn sát tứ phương của Lâm Nhất trong huyết quang đầy trời, đây là một người không tầm thường chút nào. Hắn đang khiêu chiến với thiên tài khinh thường hạ giới, hắn đang tàn sát những thiên tài chiến giới đã từng sỉ nhục bọn họ. Hắn có chiến công hiển hách, tàn sát tứ phương. Nhưng thiên địa dần trở nên yên tĩnh, có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất. Trong mắt lộ vẻ rất căng thẳng. Bọn họ cũng giống như Lâm Nhất, đều cảm nhận được sự tồn tại đáng sợ trên tượng voi thánh cao đến mấy trăm trượng kia. Nơi đó có cao thủ chiến giới chấn giữ, bọn họ đang tính toán điều gì đó, đang chuẩn bị một kế hoạch giết người tối cao. Dù đầy tớ bên dưới chết trong tay Lâm Nhất, bọn họ cũng không hề hành động bừa bãi, làm loạn kế hoạch của chiến giới. Sẵn sàng trả giá để bày ra kế hoạch như thế. Có thể tưởng tượng được kế hoạch giết người này đáng sợ đến mức nào. Đây là kế hoạch nhất định phải giết chết, là kế hoạch mà bà giới tử bày ra cho Lâm Nhất, đánh cược rằng hắn nhất định sẽ xuất hiện, nhất định sẽ chết. Đồ thấp hèn xuất thân từ hạ giới. Trên đầu của tượng voi thánh cao vút trong mây có người nói nhỏ, trong mắt chứa đựng hàn quang lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Nhất trên thánh đàn bên dưới. Hắn quá mạnh. Bà giới tử lên kế hoạch giết chết hắn ở nơi này. Đã sớm nghĩ rằng hắn chắc chắn sẽ xuất hiện, nhưng không ai ngờ rằng hắn lại ngông cuồng đến thế. Hắn giết chóc một cách đáng sợ, bây giờ dù có xử lý hắn cũng không thể đền bù được tổn thất mà thảm kịch này mang đến.
Lâm Nhất trên thánh đàn mặc đồ xanh, ánh mắt sâu thẳm. Hắn rất trẻ tuổi, trông chỉ là một thiếu niên, thực tế thì hắn cũng chỉ mới 19. Hắn còn trẻ, nhưng lại có sự bá đạo có 102. Muốn trốn đến khi nào? Chẳng lẽ cho rằng ta không phát hiện ra các ngươi à? Dù là kiến cũng đâu nhất thiết phải cẩu thả như thế chứ, quần hùng của chiến giới sợ chết đến thế sao? Lâm Nhất nhìn về phía đầu của tượng voi thánh, giọng nói của hắn đinh tai nhức óc tựa như trống trận. Nghe thấy giọng nói của hắn, mọi người cảm thấy máu huyết lại cuồn cuộn, rung động không thôi. Ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết thôi. Có một giọng nói vang lên từ trên đầu tượng voi thánh, lần này bọn họ không nói nhỏ, sát khí lạnh lẽo cũng dâng lên, khuấy động sóng gió. Ầm ầm, thiên địa chợt biến sắc, tầng mây lăn lộn. Trên đầu tượng voi thánh kia thoáng chốc có mười mấy bóng người xuất hiện. Mỗi người đều tản ra khí thế cuồn cuộn, bọn họ đứng ở đó như đưa tay là có thể chạm đến tầng mây. Bọn họ đứng trên đầu tượng voi thánh, ánh sáng trên người lúc sáng lúc tối, nét mặt lạnh lùng và tuyệt tình. Chiến tướng. Không ngờ chiến tướng của ba chiến giới đều ở đây. Đây là thủ đoạn của các giới tử sao? Những người tập trung trên cao nguyên Hoàng Sa đều hít sâu, ai nấy đều tỏ vẻ khiếp sợ. Trong chiến giới, chiến tướng là cao thủ chỉ đứng sau giới tử, bọn họ có thực lực mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ là yêu nghiệt được chọn lựa tỉ mỉ trong những tôi tớ ở chiến giới, chọn một người trong hàng triệu người, dùng để làm cánh tay đắc lực của giới tử, cùng bọn họ chinh chiến cả đời. Mỗi giới tử đều có 4 chiến tướng, thậm chí các chiến tướng còn có thể có hạ nhân, tài nguyên của thủ lĩnh chiến tướng sẽ không thua kém giới tử quá nhiều. Trong cơ thể của những thủ lĩnh chiến tướng kia cũng trồng xuống linh văn thánh phẩm thứ cấp, nền tảng rất vững chắc. Bọn họ khá đáng sợ, có thể dựa vào thực lực của bản thân để hoành hành trên con đường thông thiên, ngoài 10 phương chiến giới thì không ai có thể chống lại, không ai dám gây chuyện với bọn họ. Một vài lúc, thậm chí bọn họ còn có thể ra mặt thay cho giới tử, tượng trưng cho ý của giới tử. Trước mắt, chiến tướng của ba chiến giới Thần U, Thiên Càn và Huyền Lang đều đã có mặt. Không chỉ có thể ba thủ lĩnh chiến tướng còn đang ngồi xếp bằng, trong tay mỗi người cầm một sát khí. Chiến trận này quá đáng sợ, chỉ uy thế đã khiến thiên địa biến sắc, trở nên tối tăm. Có hơi thở cực kỳ kiềm chế rơi xuống từ đầu của tượng voi thánh, khiến người khác cảm thấy rất khó chịu. Ngẩng đầu nhìn lên, đám người ở trên đầu tượng đáng sợ tựa như thần linh vậy, tràn đầy uy nghiêm và ủy dị, lộ ra hơi thở nguy hiểm vô tận. Chết đến nơi rồi còn chưa biết, đúng là đáng thương. Thủ lĩnh chiến tướng của chiến giới Thần U mặc áo trắng, cầm một bia đá màu tím, trên bia đá có in linh văn cổ xưa, tản ra huyền quang lạnh lẽo. Ba giới tử muốn lấy mạng ngươi, không ai có thể ngăn cản, trên con đường thông thiên này không ai cứu được ngươi đâu, thần tiên có đến cũng vô dụng. Thủ lĩnh chiến tướng của chiến giới Huyền Long là một thanh niên áo đen, sắc mặt gã lạnh lùng, tay cầm chiến kỳ màu máu, lá cờ có màu rực rỡ như máu tươi, phát ra tiếng phần phật. Trong lúc lá cờ lay động, không gian cũng hơi rung động, tràn ngập năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, rất kinh khủng. Nhưng hôm nay ta vẫn chưa muốn chết, Lâm Nhất cười khẩy, trong mắt lộ vẻ giễu cợt. Ngươi không hề biết ba giới tử đáng sợ đến mức nào, chỉ khí vật mà họ ban cho cũng có thể giết chết ngươi một cách dễ dàng rồi. Thủ lĩnh chiến tướng của chiến giới Thiên Càn lên tiếng, trước mặt gã ta có một ngọn lửa lơ lửng, trong ngọn lửa có một cái móng vuốt chỉ có xương đang động đấy, trông cực kỳ quái lạ. Bia đá, chiến kỳ, cốt chảo. Đây là ba món sát khí đáng sợ, còn kinh khủng hơn hàng nhái Huyền Long xích trước đó, khiến lòng người hoảng hốt, không dám nhìn thẳng. Đột nhiên có người kinh ngạc hét lên, đây là báu vật mà ba giới tử từng tự mình sử dụng, vì để trấn áp Lâm Nhất mà bọn họ ban cho những chiến tướng này. Chuyện này thật sự quá khó tin, các giới tử rất coi trọng Lâm Nhất này. Đám giới tử này đúng là quan tâm hắn quá. Trong mắt Lâm Nhất có phong mang lóe lên, hắn lạnh lùng nói, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ cho người đợi biết ba giới tử cũng chỉ là một đám tép siêu mà thôi. Còn hôm nay, đừng ai trong các ngươi muốn rời đi. Láo xược, tên thấp hèn như ngươi mà xứng tranh đấu với giới tử sao? Có người nổi giận, lửa giận ngút trời, sát khí trong mắt cũng nóng rực như lửa. Giới tử là thần thánh trong lòng bọn họ, không thể để ai sỉ nhục cả. Những người khác cũng đều trợn mắt, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt lóe lên sát khí vô cùng đáng sợ. Giới tử của 10 phương chiến giới, dù là người nào cũng đều khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng,
thiên tài chí tôn không thể chiến thắng. Bọn họ vừa sinh ra đã không tầm thường, được định sẵn sẽ trở nên nổi bật ở con đường thông thiên, bảng xếp hạng trận chung kết chỉ tổ chức trong nội bộ bọn họ, những người khác cũng chỉ là nhân vật phụ mà thôi. Trên con đường thông thiên này, giới tử chính là tượng trưng của vô địch. Ngoài những giới tử khác, bất cứ ai cũng sẽ trở nên mờ nhạt trước bọn họ. Giới tử là không thể vượt qua, bọn họ là tượng trưng của thiên tài vô song. Nhưng Lâm Nhất lại khác, hắn không sợ hãi chút nào, dáng vẻ ngông cuồng và ngỗ ngược kia khiến rất nhiều chiến tướng nổi giận. Chỉ là một tên thấp hèn xuất thân từ hạ giới cũng dám so sánh với giới tử, trong đầu ngươi chứa thứ gì vậy? Trên đầu tượng voi thánh có người cất giọng khinh thường, cười khẩy châm chọc. Đại ca, tên này quá ngông cuồng, để ta xử lý hắn. Người nói chuyện chính là Niếp Huyền, tất cả hạ nhân của hắn ta đều chết trong tay Lâm Nhất, khúc mắc trong lòng hắn ta mãi không thể tháo gỡ được. Chỉ là một tên thấp hèn của hạ giới, chúng ta liên thủ cũng đủ để chèn ép hắn một cách dễ dàng. Lại có chiến tướng lên tiếng, Lâm Nhất nói năng láo xược, khiến bọn họ rất giận dữ, đồng loại đợi lệnh, muốn đích thân giết chết Lâm Nhất. Không cần, giới tử có lệnh, tốt nhất nên bắt sống người này, để hắn phải chịu sự hành hạ vô tận. Phải để hắn quỳ xuống trước tường thành tứ tượng, biết được lỗi lầm bản thân đã mắc phải, để hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Niếp Thiên là thủ lĩnh chiến tướng của thần U Ung Dung nói, nét mặt vô cùng hờ hững. Giống như Lâm Nhất chỉ là một con chó nhỏ, có thể chèn ép bất cứ lúc nào, chỉ cần một câu nói là có thể quyết định sinh tử của hắn. Theo sắp xếp ban đầu, ra tay đi. Thanh niên áo đen của chiến giới Huyền Long bình thản nói. Phong ấn thiên địa, trấn áp tên xấu xa này. Thanh niên cao lớn của chiến giới Thiên Càn lạnh lùng nói. Tuân lệnh. Chín thiên tướng còn lại tách nhau ra từ trên đầu tượng voi thánh, bọn họ xòe tay, trong lòng bàn tay mỗi người đều có một viên minh châu, trong minh châu có thú hồn lạnh lùng phát ra tiếng gào thét. Vụt. Trong nháy mắt, một linh trận cổ xưa rơi xuống từ trên trời, bao phủ lấy không gian này. Trong minh châu sáng chói có rất nhiều thú hồn kinh khủng bay ra, quanh quẩn trong thiên địa, không ngừng gào thét với Lâm Nhất. Thiên địa này đã bị bao vây, có áp lực cuồn cuộn vô tận chồng chất rơi xuống chỗ Lâm Nhất. Thú hồn châu, trận thái cổ phong yêu. Mọi người tỏ vẻ sợ hãi, thì ra đây chính là thế cục giết người mà ba giới tử bày ra. Đây là trận pháp cao thủ thượng cổ dùng để săn thú giữ man hoang, bị kẹt ở bên trong thực lực sẽ bị giới hạn rất nhiều, nếu khí huyết yếu một chút, thậm chí còn không thể nào đứng vững. Thứ này vốn cần có cảnh giới rất cao mới sử dụng được, nhưng bây giờ có thể mượn 9 viên thú hồn châu để tái hiện lại linh trận như thế. Tuy không thể sánh bằng với trận thái cổ phong yêu chân chính, nhưng vẫn dư sức đối phó với yêu nghiệt cảnh giới thiên phách, thậm chí còn có thể nói là dùng không đúng chỗ. Nền tảng của chiến giới khiến người ta thấy tuyệt vọng. Chẳng trách mấy người nãy mãi không xuất hiện, thì ra là vì kế hoạch này, đây là một thế cục giết người. Oanh! Chuyện khiến người khác càng tuyệt vọng hơn xảy ra, ba thủ lĩnh chiến tướng cầm báu vật trong tay chậm rãi bay xuống từ trên đầu tượng voi thánh. Bọn họ cầm sát khí trong tay, không hề sợ hãi trận phong yêu này, sắc mặt ai nấy đều rất dữ tợn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Những tia sáng chói mắt chiếu sáng đấy trời. Hung khí trong tay mỗi người phát ra ánh sáng kỳ lạ, hàn mang chớp lóe, tản ra ý chí giết chóc dữ dội, khiến hư không cũng bắt đầu run rẩy. Nét mặt Lâm Nhất thay đổi, chẳng trách ba giới tử dám yên tâm phong tỏa đường lui, cố ý để hắn xông đến đây. Đây chính là một thế cục chắc chắn sẽ chết, ít nhất trước khi chưa nắm giữ được kiến thức sơ bộ của võ học thánh linh, Lâm Nhất có khả năng rất lớn sẽ phải bỏ mạng ở đây. Nhưng bây giờ rốt cuộc là ai sẽ chết còn chưa nói chắc được. Chết đi! Thủ lĩnh chiến tướng của chiến giới thần U là người đầu tiên tấn công, hắn ta mặc áo trắng, nét mặt lạnh lùng, tay cầm bia cổ màu tím, trong lòng bàn tay có chân nguyên dao động. Bia cổ thần bí bị hắn ta điều động, trong nháy mắt có phù văn bí ẩn xuất hiện, một thanh trường mâu cổ xưa phá không bay tới. Đây là sát chiêu mà cường giả đã chết để lại trong bia cổ, ở thời kỳ thượng cổ còn có thể nghiền nát núi cao vạn trượng một cách dễ dàng. Chỉ với chú thủ đoạn này cũng muốn giết ta ư? Lâm Nhất cười khẩy, cánh tay để dưới tay áo bào của hắn có quyền mang màu vàng lóe sáng như ánh mặt trời, rực rỡ chói mắt, kim quang lóe lên, trong quyền mang dao động còn có kim ô lượn lờ như thật sự là một ánh mặt trời, xuyên thủng hư không, nghênh đón cổ mâu bắn ra từ trong bia cổ kia. Ấy! Không đúng! Lâm Nhất nhíu mày,
nhanh chóng phát hiện ra điều khác thường, có hơi thở đáng sợ hồi phục trong bia cổ. Hư ảnh hào hùng không thể nhìn thấy bằng mắt thường, tựa như chiến thần thượng cổ bay ra từ trong bia cổ, người đó giơ tay cầm lấy trường mâu cổ xưa, trong nháy mắt như vừa sống lại. Ánh sáng màu tím chói mắt đâm thủng hư không. Trường mâu biến thành một đạo khí thượng cổ sống động, thể hiện phong thái vô biên. Không chỉ có thế, thứ này còn khác với đạo khí thượng cổ nam tử miệng nhọn sử dụng trước kia, đạo khí này do tàn hồn trong bia cổ điều khiển, thể hiện toàn bộ uy lực còn sót lại trong đạo khí thượng cổ, uy lực mà nam tử miệng nhọn sử dụng hoàn toàn không thể sánh bằng, lực chiến như bão táp. Điều này thật sự khiến người ta thấy ngạc nhiên. Ánh mắt mọi người rung động, trợn to mắt. Rắc! Một âm thanh giòn giã vang lên, trường mâu thế như trẻ tre, xuyên thủng quyền mang như mặt trời của Lâm Nhất. Lúc này thiên địa cũng bắt đầu rung động dữ dội, có vô số ngọn lửa màu vàng bắn ra từ trong quyền mang. Phong mang của trường mâu rất chói mắt, chiếu sáng thiên địa, tựa như tất cả ánh sáng trên thế gian đều trở nên tối tăm vào lúc này. Sắc mặt Lâm Nhất thay đổi, đây chắc chắn là một bảo vật, khi còn sống tàn hồn bị phong ấn trong bia cổ kia chắc chắn rất mạnh, khiến hắn có cảm giác kiêng dè và nguy hiểm. Vụt! Hai tay của kim sĩ thần nhân sau lưng Lâm Nhất biến thành hình chữ thập. Một màn sáng màu vàng xuất hiện, kim ô dao động, chân nguyên hộ thể. Lúc này sắc mặt tất cả mọi người cũng thay đổi, đây là lần đầu Lâm Nhất phòng thủ nghiêm túc như thế, điều này chứng tỏ lai lịch của bia cổ kia rất không tầm thường. Điều này quá đáng sợ. Thì ra là thế, đây là bia cổ thần U, trong đó phong ấn rất nhiều thần hồn thượng cổ, giới tử thần U từng dùng bia cổ này xông vào một cấm khu sinh mệnh, sau đó sống sót trở ra. Đây là sát khí hàng thật giá thật. Có người theo dõi trận chiến bên dưới nói ra lai lịch của bia cổ, dẫn tới những tiếng hô kinh ngạc. Tấm bia cổ mà ngay cả tàn hồn thượng cổ cũng có thể phong ấn cho phép giới tử thần U ra vào cấm khu sinh mệnh một cách dễ dàng, lai lịch của tấm bia cổ này quá lớn. Rầm rầm, kim quang phun trào, khi cây trường mâu được tàn hồn hỗ trợ kia đâm về phía Lâm Nhất, bức màn sáng trước người Lâm Nhất có một con kim ô bay ra, rồi lần lượt đến những con khác, nối đuôi không dứt. Chúng bay lượn trên bầu trời, kim ô niết bàn tạo hóa biến thành từng vầng mặt trời chiếu sáng bốn phương tám hướng. Đại Nhật sinh kim ô. Lâm Nhất dùng võ học trên tạo hóa thi triển Nhật Diệu thần quyền đến cực hạn, chặn lại cây trường mâu này rồi đẩy nó ra xa. Răng rắc. Vào lúc này, thủ lĩnh chiến tướng của chiến giới Huyền Long ra tay, chiến kỳ trong tay hắn ta vung vẩy, từng ngọn lửa rơi ra, chồng chất lên nhau cháy hừng hực, tạo thành một biển lửa trên bầu trời. Giữa khí tức cuồng bạo, trong biển lửa xuất hiện một thiếu niên mặc giáp phi long. Thiếu niên đó cũng là một tàn hồn, nhưng hắn oai hùng khí phách, có khí thế chí tôn, giữa hai đầu mày sắc lẹm như dao. Thiếu niên mặc giáp rồng giơ tay lên cầm lấy chiến kỳ thật chặt, xông về phía Lâm Nhất. Thình thịch, tim mọi người đập loạn, vẻ mặt kinh hãi lại không kìm được thay đổi. Đây là bí bảo mà giới tử Huyền Long sử dụng. Đây là dáng dấp hồi thiếu niên của tổ tiên chiến giới Huyền Long, đây không phải tàn hồn, đây là anh linh. Đây là anh linh của một vị thiếu niên chí tôn, đây là vị chí tôn quật khởi trong đại thế côn luân của chiến giới Huyền Long năm xưa. Rất nhiều người ở đây đều giật nảy mình, mỗi chiến giới đều có cao thủ chí tôn, thậm chí không chỉ từng xuất hiện một vị chí tôn. Mà chí tôn mang ý nghĩa vô địch, hoành hành không sợ trời đất tại một thời đại nào đó. Dù chỉ là anh linh thời niên thiếu. Đây cũng là một sự tồn tại vô địch. Đáng sợ. Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, gốc gác của những chiến giới này thật đáng kinh ngạc. Thiếu niên giáp rồng cầm chiến kỳ trong tay, bùng nổ uy áp vô địch làm chấn động cả bầu trời, hắn lao tới gần nhanh như chớp, khuấy lên bão táp mù trời. Cũng may, chỉ là anh linh thời niên thiếu thôi, ngày xưa ngươi vô địch thì không có nghĩa là bây giờ cũng vô địch. Rầm rầm. Ngón tay Lâm Nhất biến ảo. Những vầng mặt trời do kim ô biến thành trên trời kia lại sống lại thành kim ô, không ngừng bay lượn xung quanh hắn. Cuối cùng, bóng dáng mấy nghìn con kim ô không ngừng phun trào như bão tố, bị hắn đánh bay đi bằng một quyền. Đây là Nhật Diệu thần quyền, chiêu thức còn mạnh hơn cả Cửu Dương Diệu Thế, ánh sáng đại nhật, muôn đời bất diệt. Đòn tấn công đỉnh cao của thiếu niên chí tôn chiến giới Huyền Long bị hắn đỡ lại, thậm chí mấy nghìn con kim ô kia còn khiến cho biển lửa xoay chuyển thật nhanh. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều chiến tướng đều không thể không thay đổi sắc mặt. Cầm long chảo toái. Thủ lĩnh chiến tướng của chiến giới Thiên Càn ra tay, quả cầu lửa trước mặt hắn ta nổ tung,
những cái vuốt xương lúc nhúc điên cuồng bành trướng. Trong tích tắc, nó đã biến thành một móng vuốt chim khổng lồ của Hung Cầm Thái Cổ. Nó chỉ có một cái móng vuốt nhưng lại không gì cản nổi, xé rách hư không, xé cho một con kim ô bay xung quanh Lâm Nhất thành nhiều mảnh nhỏ. Quá bá đạo! Không thể tưởng tượng nổi, đây là vuốt chim của Hung Cầm từ đâu đến thế, đúng là khắc tinh của Lâm Nhất. Kim ô lần lượt bị tiêu diệt, chẳng có chút sức chống trả nào. Sau đó hai người khác thừa cơ hội tấn công, dùng bia cổ và chiến kỳ tiếp tục trấn áp. Dị tượng vô biên ùn ùn kéo đến, bóng dáng Lâm Nhất trên thánh đàn trông có vẻ hơi nhỏ bé. Các giới tử đều sử dụng bí bảo của mình, đều do trưởng bối trong gia tộc tặng cho. Quá đáng sợ, Lâm Nhất gặp nguy hiểm rồi. Ánh sáng kinh khủng chôn vùi cả Lâm Nhất, mọi người không nhìn thấy rõ bóng dáng của hắn, thế nên ai cũng lo lắng. Mọi người nơm nớp lo sợ, cổ họng khô khốc, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Keng! Nhưng vào lúc này, mọi người nghe thấy một âm thanh rất lớn, đó là tiếng kiếm reo kinh thiên động địa, chấn động tứ phương. Ngay sau đó, trên thánh đàn bắn ra vô số tia kiếm quang, đồng thời trên trời cũng phóng thích kiếm ý mạnh mẽ. Vù, vù! Tiếng kiếm nặng nề vang vọng bên tai mỗi người như thể tiếng chuông cổ, khiến người ta đinh tai nhức óc. Đây là kiếm ý thông thiên gần đạt tới đại thành, nó được Lâm Nhất thi triển lần đầu trong trận chiến này, ngay tức khắc bộc phát thần uy vô biên. Lâm Nhất đang giận dữ hét lên, bỗng có một bóng người hộc máu, văng ra khỏi dị tượng kia. Là thanh niên áo trắng của chiến giới thần U, hắn ta cầm bia cổ, khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt lạ thường. Hắn ta trông rất thảm hại. Suýt chút nữa ngã khuỵu xuống thánh đàn, không thể giữ nổi tấm bia cổ trong tay. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, điều này quá khó tin, thủ lĩnh chiến tướng cầm vũ khí sát thương được các giới tử từng sử dụng mà vẫn không thể chiếm được ưu thế áp đảo. Kiếm ý thông thiên, vẻ thù hằn chợt lóe qua trong mắt thanh niên áo trắng, hắn ta chủ động phun máu còn sót trong miệng ra ngoài, lướt người đi, cầm tấm bia cổ tiếp tục gia nhập trận chiến. Trong dị tượng phát sáng chói mắt, ba tên thủ lĩnh chiến tướng của ba chiến giới dốc toàn lực ra tay, không hề giữ lại dưới sự áp bách từ kiếm ý thông thiên của Lâm Nhất. Chiến kỳ, bia cổ, vuốt cốt. Bí bảo có lai lịch sâu xa lần lượt thể hiện, phát ra uy lực kinh khủng khiếp. Biển lửa ngập trời, chiến mâu phóng nhanh, vuốt cốt rít gào, họ thi triển bí bảo do giới tử để lại đến cảnh giới cực kỳ khủng khiếp. Ánh sáng từ ba món bí bảo xé rách cả không gian, càn khôn cũng như bị nghịch đảo. Uy lực kinh khủng đáng sợ nhìn mà tê cả da đầu, chưa kể đến Lâm Nhất đang đối đầu trực diện trong đó, ngay cả đám đông đã tránh xa bên dưới thánh đàn cũng cảm thấy ngực mình vô cùng khó chịu. Quá mạnh, thủ đoạn của ba giới tử thật đáng sợ. Mà cái này mới chỉ là bí bảo được các giới tử cho, nếu bản thân họ ở đây, cầm bí bảo trong tay, e rằng ngay cả bầu trời cũng sẽ bị họ lật tung. Ánh sáng của bí bảo hòa quyện vào nhau. Lâm Nhất dùng kiếm ý thông thiên hỗ trợ. Trong cơ thể bắn ra kim quang, vừa ra bên ngoài đã hóa thành bảo kiếm sắc bén. Hắn giống như một vị sát thần, kiếm ý thông thiên bao trùm toàn thân tựa như chí tôn sống lại, chẳng những không rơi vào thế yếu, ngược lại còn áp chế cả ánh sáng của ba món bí bảo. Bất kể giới tử bọn họ mạnh đến đâu, bí bảo họ để lại đáng sợ cỡ nào, tất cả đều không thể làm Lâm Nhất mất đi sự sắc bén. Chiến hồn tồn tại trong tấm bia cổ cầm trường mâu, không cách nào đâm xuyên qua chân nguyên hộ thể của hắn. Thiếu niên anh linh chí tôn vung vẩy chiến kỳ, không cách nào ngăn chặn kiếm quang của hắn, móng vuốt xương cốt của Hung Cầm Thái Cổ bị kiếm quang nở rộ từ ngón tay hắn để lại từng vết thương sắc bén. Chuyện này sao có thể xảy ra chứ, tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi, bị chấn động bởi cảnh tượng trước mắt. Kiếm ý thông thiên, mình ta vô địch. Lâm Nhất tung ra một trường, hàng nghìn vạn tia kiếm quang nổ tung, tất cả dị tượng do ba món bí bảo tạo ra đều vỡ tan tành. Cả ba tên thủ lĩnh chiến tướng đều đau đớn kêu rên, đâm vào pho tượng voi thánh cao mấy trăm trượng. Ba người dựa vào pho tượng, sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Lâm Nhất bằng ánh mắt đầy sợ hãi. Đây chính là bí bảo mà các giới tử đã từng sử dụng, có nguồn gốc xa xôi trong gia tộc bọn họ, kể cả ba người họ cũng không thể phát huy hết uy lực của nó, nhưng không đến mức hợp lực vẫn không thể trấn áp hắn, điều này thật khó tin. Thằng oát nhà ngươi đúng là một con quái vật. Thanh niên áo trắng của chiến giới thần U trầm giọng nói, không hổ danh là yêu nghiệt cùng giới với nữ nhân kia. Nữ nhân kia. Sắc mặt Lâm Nhất biến đổi thất thường, hắn thốt lên theo bản năng, Nguyệt Vi Vi. Ha ha, xem ra cũng thân nhau đấy, chắc nàng ta là người tình nhỏ của ngươi rồi,
thanh niên áo trắng cười tủm tỉm, không hề lộ ra biểu cảm sắp gặp tai vạ vì rơi vào thế yếu. Vẻ mặt Lâm Nhất lập tức trở nên lạnh lẽo, ngươi biết những gì, nói ra hết đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thanh niên áo trắng cười đáp, tha cho ta một mạng. Ngươi nghĩ mình vĩ đại lắm sao, bản thân mình sắp chết đến nơi rồi mà vẫn chưa biết. Giới tử có lệnh yêu cầu chúng ta bắt sống ngươi, nhưng cũng đã dặn, nếu như không thể bắt sống, vậy thì giết luôn tại chỗ. Nếu không phải vì ngươi đã là một người chết, sao ta có thể nói cho ngươi biết những bí mật này chứ? Nhóc con, ngươi cứ yên tâm mà chết đi. Mỹ nhân như Nguyệt Phi Phi ấy hả, chúng ta sẽ thay ngươi chăm sóc nàng ta thật tốt. Khi nào ngươi chết, bảo cốt thương long của ngươi cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ trên người giới tử. Thanh niên chiến giới Thiên Càn lau vết máu trên khóe miệng, nở nụ cười xấu xa. Hắn ta đang cố tình kích thích đối phương, sỉ nhục đối phương, để cho tâm cảnh của Lâm Nhất sụp đổ. Đối với họ, chuyện này nói rất sướng miệng, dù sao ba người họ liên minh cũng đã thua, đây là nỗi nhục nhã không ai có thể chấp nhận được, uất ức vô cùng. Nhưng rõ ràng họ không hề biết mình đang cười nhạo chính là ai. Họ đã chạm vào điểm chí mạng của Lâm Nhất. Hình như công tử táng hoa của chúng ta tức giận rồi, ha ha, đáng tiếc, cuối cùng ngươi chẳng thay đổi được gì cả. Thanh niên chiến giới Huyền Long thấy Lâm Nhất hóp mặt lại, không thể kiểm soát cảm xúc của mình, bèn cười nham hiểm. Giết hắn! Thanh niên áo trắng của chiến giới thần U đột nhiên lớn tiếng hạ lệnh, mặt không chút cảm xúc. Vèo! 9 tên chiến tướng đã thầm lặng giải tán từ khi trận chiến mới bắt đầu đồng loạt hiện thân, thú hồn châu trong tay họ lần lượt nổ tung. Grrr! Ngay khi thú hồn châu vừa nổ tung, trên trời xuất hiện khí tức đáng sợ, từng con hung thú thái cổ trong trạng thái linh hồn hiện ra, vùng không gian này lập tức tối đen như mực. Giữa trời đất chỉ còn lại 9 đôi mắt đỏ như máu đang bốc cháy hừng hực như ma chơi. Mà cả 9 đôi mắt này đều nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất. Trận thái cổ phong yêu phát huy rồi. Dưới màn đêm bất tận, một nỗi sợ hãi không tên lan tràn trong tim mọi người, họ không kìm được mà run rẩy toàn thân, kinh hãi thốt lên. Ba người nhóm thanh niên áo trắng lại leo lên đỉnh pho tượng voi thánh, họ nhìn đăm đăm vào Lâm Nhất trong bóng đêm bằng ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn. Trận thái cổ phong yêu. Thời đại thái cổ, các thánh nhân đã dùng trận này để vây hãm và tru sát hung thú man hoang, trận đồ hoàn chỉnh đã sớm không còn nữa. Hiện tại, uy lực do 9 người này thi triển chắc chắn không sánh được với cổ nhân, và hiển nhiên trận pháp cũng không thật sự lợi hại. Tuy nhiên, trên thiên lộ, nó lại có uy lực gần như khủng bố, dư sức trấn áp nhân tài kiệt xuất cảnh giới thiên phách và yêu thú. Đặc biệt là thú hồn châu do 9 tên chiến tướng sử dụng đều có lai lịch rất lớn, là do trưởng bối của 3 chiến giới lớn ban tặng. Giữa trời đất u ám, 9 đôi mắt đầm đìa máu tươi sáng rực như ngôi sao, khiến người nhìn không khỏi run rẩy. Dù đứng ở cách xa vẫn phải chịu áp lực cực lớn, khó mà di chuyển, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể bị giam cầm trong đó, ngay cả hồn phách cũng bị cắn nuốt sạch. Rất khó tưởng tượng, Lâm Nhất sẽ phải thừa nhận áp lực lớn cỡ nào khi bị 9 cặp huyết nhãn nhìn chòng chọc vào như vậy. Tử cục do 3 giới lớn bố trí quả thật khó mà qua được, đây hẳn là cục diện phải chết. Lâm Nhất, chịu chết đi. Người ngồi trên đầu voi thánh phát ra tiếng gào thét trong bóng tối. Ầm ầm, trời đất rung chuyển, trận thái cổ yêu phong đã hoàn toàn được thi triển, một luồng hơi thở khủng bố từ trên người yêu thú phát ra. Bên ngoài thánh đàn, có hơn ngàn người bị đánh văng ra, miệng rỉ ra máu tươi, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, trong lòng lại như sóng dậy. Khí tức của bọn họ đã bị phong bế hoàn toàn, giữa đêm tối đen đặc, mắt không thể nhìn, chân nguyên cũng không thể cảm ứng được. Từ nhân tài kiệt xuất cảnh giới thiên phách đột nhiên biến thành một kẻ mù, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, không cảm nhận được bất kỳ điều gì. Giống, chỉ có tiếng thú gầm rú kinh người vang vọng bên tai, khiến linh hồn bọn họ cũng phải run lên vì sợ hãi. Bọn họ vô cùng hoảng sợ khi nhận ra rằng dưới uy áp bực này, ngay cả việc đứng dậy cũng khó mà làm được, tay chân đều tê cứng và chết lặng. Trời à! Hung thú man hoang sống dậy à! Thật đáng sợ! Ta không thể nhúc nhích được, đáng chết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Mọi người vô cùng luống cuống, bọn họ thật sự không ngờ mình đã rời xa trung tâm trận thái cổ yêu phong rồi, vậy mà vẫn phải chịu đựng sức ảnh hưởng đáng sợ đến như thế. Vèo, giữa vòm trời, một đôi huyết nhãn như lửa đỏ bắt đầu di chuyển trên không. Mọi người cảm giác như không gian sắp bị nứt ra, có âm thanh vỡ vụn liên tiếp vang lên, chủ nhân của.
những cặp huyết nhãn kia bắt đầu hướng về phía Lâm Nhất. Chúng muốn ra tay. Không hay rồi, Lâm Nhất. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhất bằng ánh mắt tuyệt vọng, chẳng lẽ hắn cứ thế bị hung thú xé nát hay sao? Việc này, thật quá uất ức mà. Dùng trận phòng yêu để giam cầm Lâm Nhất, rồi lại dùng hung thú xé sống hắn, cuối cùng cắn nuốt huyết nhục và xương cốt một cách sạch sẽ, không chừa lại chút cặn. Đây chính là cách chết của những đại hung thú bị trận phong yêu vây khốn thời đại Thái Cổ, vô cùng máu tanh và tàn nhẫn. Ông ông! Giữa đêm đen, chân nguyên dao động, một đôi huyết nhãn đình chỉ động tác, dường như bị ngăn chặn bởi một bức tường vô hình. Châu chấu đá xe! Vô chi, vậy mà còn dám chống cự, không ai có thể sống sót khi bị trận Thái Cổ phong yêu vây khốn. Đáng thương, càng dẫy dụa càng chết thảm hơn. Ba thanh niên áo trắng trên đầu voi thánh không khỏi cười khẩy, trong mắt bọn họ lộ ra tia tàn nhẫn cùng cực. Trên thiên lộ đã từng có rất nhiều hắc mã tuyệt thế xuất hiện, uy hiếp sự tồn tại của ba chiến giới lớn, bọn họ cương quyết bướng bỉnh, liều lĩnh mà bá đạo, nhưng cuối cùng đều chết dưới trận Thái Cổ phong yêu. Đây là một sát cục, một khi bị nhốt vào đó, chết cũng không dễ chịu. Ba người này hoàn toàn không để tâm, cả ba nhếch mép cười. Vẻ mặt không có chút gì chật vật như thời điểm đại bại bởi Lâm Nhất trước đó. Trả lời ta, rốt cuộc Nguyệt Vi Vi sao rồi? Trong bóng tối đột nhiên vang lên âm thanh lạnh như băng của Lâm Nhất, có cảm giác như là tiếng vọng từ địa ngục, khiến người ta sởn hết gai ốc, lạnh sống lưng. Ba gã chiến tướng đứng đầu cũng bị âm thanh này dọa sợ, bọn họ có cảm giác linh hồn của mình cũng run rẩy khi nghe thấy Lâm Nhất hỏi. Mãi một lúc lâu sau, bọn họ mới giật mình hoàn hồn. Sắc mặt cả đám hết sức khó coi, cảm thấy vô cùng mất mặt. Đồ khốn, sắp chết đến nơi rồi mà còn. Hung hăng ngang ngược như vậy, thanh niên áo trắng của chiến giới thần U âm U nói, người vẫn nên quan tâm mình thì hơn. Có người mở miệng châm chọc, ha ha, không phải đã sớm nói với người à, chúng ta sẽ thay người chăm sóc Nguyệt Vi Vi. Người còn lại thì cười khẩy nổi, sắp chết đến nơi rồi mà còn băn khoăn nữ nhân kia, xem ra mùi vị của ả ta không tệ. Yên tâm đi, đợi ngươi chết, huynh đệ chúng ta sẽ không bạc đãi nàng, ha ha ha. Bọn họ cười một cách hống hách, không chút kiêng nể gì. Dù là một con rồng thì bị nhốt trong trận Thái Cổ phong yêu cũng phải quỳ rạp xuống như một con chó mà thôi, không có bất kỳ uy hiếp gì cả, quan tâm chuyện hắn có nổi giận hay không làm gì, sớm muộn gì cũng phải chết. Đám người này thật vô liên sỉ. Phía dưới thánh đàn. Những người bị trận Thái Cổ phong yêu gây thương tích đều lộ vẻ cực kỳ khó coi. Trấn áp Lâm Nhất thì thôi đi, lại còn nhục nhã người khác như vậy, đúng là không thể tha thứ được. Không trả lời à, vậy thì, chết hết đi. Trong bóng tối, giọng Lâm Nhất lại lần nữa vang lên, giữa không trung, 9 tên chiến tướng điều khiển trận pháp đột nhiên thay đổi sắc mặt, bọn họ cảm nhận được lực cản cực lớn, từng người đều lộ vẻ kinh ngạc, thận trọng nói, không hay rồi, mau chóng khống chế hắn. Thú hồn sắp không chịu nổi rồi. 9 tên chiến tướng đều cảm nhận được có gì đó không đúng, mồ hôi trên trán rịn ra, 5 ngón tay giao nhau, không ngừng biến ảo. Trận Thái Cổ phong yêu, diệt. Thoáng chốc, chủ nhân của một đôi huyết nhãn hoàn toàn bùng nổ, nó bắt đầu di chuyển, đám hung thú đồng loạt gào thét. Chúng đè ép khoảng không gian này, phát ra uy áp vô cùng vô tận, từ các phương hướng nhòi đến cắn xé Lâm Nhất. Phá! Nhưng đúng lúc này, Lâm Nhất giống to một tiếng, kế đó, Kim Ô và Ngân Hoàng từ trong cơ thể hắn bay ra, một trái một phải bắt đầu xoay tròn. Hào quang vô cùng chói mắt phát ra từ trên người Lâm Nhất, một luồng khí tức vượt cả tạo hóa từ trong người hắn điên cuồng phóng thích ra ngoài. Kim Ô và Ngân Hoàng hoàn toàn ngưng thực, cứ như thần thú tồn tại chân thực vậy, phút chốc, trời đất sáng bừng lên, bóng tối tan biến không còn lại chút gì. Hào quang màu vàng và bạc vờn quanh người Lâm Nhất. Phát ra ánh sáng lóng lánh, trong bóng tối hiện lên hung thú hồn, cả đám phát ra tiếng rên rỉ, bị nổ nát dưới luồng uy áp này, hóa thành vô số đốm máu rải rác đầy trời. Soạt! Cảnh tượng này quá mức kinh người, khiến tất cả đều sững sờ. Vô tận máu tươi từ trên trời trút xuống, ánh sáng vàng cùng bạc quanh người Lâm Nhất tựa như thánh huy, làm nổi bật gương mặt tuấn tú mà kiên cường, khắc họa một thần linh không nhiễm bụi trần. Răng rắc! Ngàn vạn linh văn giao thoa giữa hư không đồng loạt sụp đổ, thoáng chốc, trận Thái Cổ phong yêu cũng sụp đổ. Phụt! 9 tên chiến tướng hộc ra máu tươi, dưới ánh hào quang chiếu rọi, sắc mặt bọn họ càng thêm tái nhợt. Ba thanh niên trên đỉnh đầu voi thánh há hốc mồm kinh ngạc,
ánh mắt lộ vẻ khó có thể tin được. Chuyện này là không có khả năng. Trận thái cổ phong yêu bị phá, sao có thể chứ? Thật khó tưởng tượng nổi. Nhưng việc càng khiến bọn họ khiếm sợ hơn chính là khí thức võ học phát ra từ trên người Lâm Nhất có thể khiến cho khí hải trong người bọn họ dao động. Đó chính là báo hiệu cho nguy hiểm chí mạng. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy chứ? Đây đã vượt hơn cả tạo hóa, chạm đến võ học thánh linh. Nhân tài kiệt xuất cảnh giới thiên phách trên thiên lộ. Sao có thể làm được? Điều này hoàn toàn vượt khỏi sự tưởng tượng. Ba người bật thốt trong nghẹn ngào, ánh mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đi, mau đi, không thể nán lại đây được. Cả ba nhanh chóng đưa ra quyết định, dù không chính thức nắm giữ được thánh linh, chỉ chạm đến da lông mà thôi, thì cũng không phải tồn tại mà bọn họ có khả năng đối kháng được. Võ học thánh linh, thần thánh có linh. Một khi vượt khỏi tạo hóa, chạm đến hào quang của thánh linh thì không thể dùng yêu nghiệt để hình dung được nữa. Muốn đi à? Tia sáng lạnh từ trong mắt Lâm Nhất bắn ra bốn phía, sát ý vô tận càn quét khắp mọi nơi. Giờ phút này, gương mặt tuấn mỹ như yêu lộ ra sự âm u trước nay chưa từng khó, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Toàn bộ đều phải chết. Tóc dài cuồng loạn nhảy múa, Lâm Nhất nghiến răng gầm lên, hắn siết chặt nắm tay, hung hăng đập xuống hư không. Rầm. Không gian chấn động, có âm thanh thủy tinh bị nghiền nát, chợt hai tôn ngân xí thần nhân và kim xí thần nhân cao gần ngàn trượng đồng loạt xuất hiện đằng sau lưng Lâm Nhất. Hai thần nhân cùng giang cánh, vòn trời bị trống lên, khí tức hùng hậu ào ào tuôn ra bốn phía. Tất cả chiến tướng đang chạy trốn tứ tán đều lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì bọn họ phát hiện khoảng không gian này đã bị phong bế, không cách nào phá vòng vây thoát ra được. Đáng chết, sao lại thế này? Không có cách nào thoát ra ngoài. Cả đám vừa sợ vừa giận, lộ vẻ luống cuống. Liều mạng cùng hắn, hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ thánh linh, chưa hẳn không có phần thắng. Ba thanh niên áo trắng thay đổi sắc mặt, lập tức đưa ra quyết đoán, bọn họ cầm trong tay bí bảo do giới tử ban cho, xoay người dẫn nhóm chiến tướng đánh về phía Lâm Nhất. Nhưng có lẽ là, đám người này đã nghĩ quá đơn giản. Bọn họ đánh giá thấp thực lực của Lâm Nhất, cũng đánh giá thấp lửa giận trong lòng hắn giờ phút này. Hắn đã từng nói, tất cả những người này đều phải chết. Trong hư không, vô tận quang ảnh giáng xuống. Lâm Nhất xuất hiện từ mặt trời, hắn như một vị thần trẻ tuổi, mỗi một sợi tóc, mỗi một tấc y phục đều phóng thích kim quang. Đó là hào quang thuộc về mặt trời, cực kỳ chói mắt, đẹp khôn tả nhưng lại không cách nào nhìn thẳng được. Bốp! Hắn giơ tay vỗ một cái. Nửa người của một gã chiến tướng bị nện thành bột phấn. Kế đó, hắn lại vung tay lên, quyền mang phóng ra vầng sáng sắc bén, đồng thời chấn vỡ sát chiêu do vài người liên thủ tạo thành, rồi hắn lại mở tay ra, tay như đao phát ra tia sáng sắc bén, chặt đứt đầu một người. Thoáng chốc, Lâm Nhất lại từ ánh trăng sáng tỏ bước ra, trên người hắn khoác một tấm áo choàng màu bạc. Hệt như trích tiên, ánh trăng nhảy múa quanh hắn, dùng ngón tay làm kiếm. Một kiếm chém ra, máu tươi vẩy ra, trăng tàn sao rơi, phương hoa vỡ vụn. Cuối cùng hắn đáp xuống trước mặt ba tên thủ lĩnh chiến tướng. Máu tươi phun trào, vô số thi thể không còn nguyên vẹn bay lơ lửng quanh người hắn. Một mặt thánh thiện như tiên, mặt còn lại như tu la địa ngục, ấn ký màu tím giữa hai đầu mày tô điểm thêm, không từ ngữ nào có thể miêu tả được phong thái và khí chất của Lâm Nhất lúc này. Hắn quá hấp dẫn. Lâm Nhất nhìn về phía ba người bằng ánh mắt lạnh như băng. Trong mắt phóng ra sát ý vô tận. Hắn từ từ lại gần. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn vượt quá tạo hóa, chỉ cần hắn muốn thì đều có thể mở cánh cửa tên là võ học thánh linh kia bất cứ lúc nào. Chỉ đợi khi nhật nguyệt dung hợp, hắn sẽ có thể nắm giữ võ học thánh linh, thứ được coi là không thể chạm tới trên con đường thông thiên. Vẻ mặt của ba người nhóm thanh niên áo trắng rất khó coi, cả ba người đều cầm bí bảo trong tay phát huy đến mức cực hạn, liều mạng ngăn cản sát ý của đối phương. Nhưng vẫn vô ích. Đối phương quá mạnh, khí thế trên tạo hóa cộng thêm kiếm ý thông thiên tăng cường khiến ba người không còn ý định chống cự nữa. Chỉ một lát sau, ba người đã va phải vào tượng voi thánh, không còn đường lui. Cả đám lập tức không còn hy vọng, mặt mày trắng bệch như tờ giấy trắng, đôi môi cũng đang run rẩy. Sắp chết rồi ư? Dừng tay lại, tội nhân Lâm Nhất nghe lệnh, nếu ngươi chịu dừng tay, chúng ta sẽ miễn tội chết cho ngươi. Nhưng lúc này có một giọng nói vọng lại thật nhẹ nhàng từ xa, trong giọng nói ấy ẩn chứa uy nghiêm rất lớn, khiến đất trời cũng phải rung chuyển. Giới tử, là giọng của giới tử.
Ba người vốn đang tuyệt vọng lập tức bật thốt lên với giọng cực kỳ phấn khích, sắc mặt của ba người bỗng dưng trở nên hồng hào. Giới tử đến rồi, giới tử đến rồi. Ha ha ha. Tìm được đường sống trong cõi chết, hy vọng bỗng chốc le lói, ba người đám thanh niên áo trắng không nhịn được cười như điên. Thế gian này không gì đáng mừng hơn chuyện này, ai cũng nhìn Lâm Nhất chằm chằm, ánh mắt trở nên tàn nhẫn. Con kiến hôi hạ giới kia, giới tử đến rồi, sao còn không chịu quỳ xuống xin tha hả? Thanh niên áo trắng khinh bỉ nhìn Lâm Nhất, ra vẻ mặt khinh thường, lạnh giọng nói. Hai người bên cạnh cũng nhe răng cười sằng sặc, đồng thời thôi động bí bảo trong tay, trở nên vênh váo tự đắc. Phụt! Trả lời họ là một tia kiếm quang chém xiên từ trên bầu trời xuống, dị tượng kiếm quang dễ dàng chém vỡ bí bảo xuất hiện. Giới tử là cái thá gì? Chẳng biết từ khi nào Lâm Nhất đã cầm táng hoa trong tay, thân kiếm rực rỡ ánh sáng chậm rãi chui vào vỏ. Keng! Đợi đến khi tia sáng cuối cùng trên thân kiếm chui vào vỏ, cơ thể ba người họ lập tức nổ thành hai nửa, tình trạng tử vong cực kỳ thê thảm. Rồng có vảy ngược, chạm vào là chết. Giới tử! Không cần biết là ai đến, ba người này cũng đều phải chết. Rồng có vảy ngược, chạm vào là chết. Ba chiến tướng của ba chiến giới Thiên Càn, Thần U và Huyền Long đều đã chết, không còn một ai, kể cả những tên thủ lĩnh chiến tướng được gọi là phụ tá đắc lực của đám giới tử. Máu chảy đầm đìa trên thánh đàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Những mảnh xương gãy, các chi bị cụt, mùi máu tanh nồng nặc cứ thoang thoảng không mất. Trước đó đã từng có rất nhiều người chết tại đây, đám tay sai và nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao kia đã khiến cho thánh đàn máu chảy thành sông từ lâu. Giờ lại cộng thêm cái chết của các chiến tướng, nơi đây đã trở thành địa ngục trần gian. Hơi thở khủng khiếp phóng ra từ trên người Lâm Nhất, hắn đứng trên thánh đàn, sắc mặt u ám trông rất đáng sợ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ tột cùng, không thể tin được và không dám tưởng tượng. Giới tử đã lên tiếng mà Lâm Nhất vẫn không chịu dừng tay, nói giết là giết ngay, một nhát kiếm chém ngang bầu trời, kiếm ý thông thiên, mạnh mẽ giết chết ba tên thủ lĩnh chiến tướng. Lâm Nhất, một tiếng rít gào đầy tức giận vọng lại từ nơi rất xa, đó là giọng của đám giới tử. Giọng nói của họ ẩn chứa cơn thịnh nộ, họ đã nổi giận, phóng thích ánh sáng vô cùng đáng sợ từ phía xa trông như ba mặt trời rực rỡ tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng ấy chói mắt vô cùng khiến người ta không thể nhìn thẳng, cảm nhận được hơi thở đáng sợ. Rầm, hàn ý vô tận kéo đến, xương lạnh phủ kín mặt đất, tức khắc đã lan rộng ra xung quanh. Đó là sát ý và lửa giận của các giới tử. Họ đang chạy tới từ một nơi rất xa, có thể truyền giọng nói đến nhưng lại không thể ngăn cản Lâm Nhất giết người, chỉ có thể trơ mắt nhìn, hận ý trong lòng không tài nào tưởng tượng nổi. Đây là chuyện chưa từng có. Trên thánh đàn, Lâm Nhất quay mặt về phía nơi phát ra âm thanh, ánh mắt nhìn về phương xa. Ở nơi đó, ba giới tử đang nhanh chóng chạy đến với tốc độ nhanh như chớp. Toàn thân họ tỏa sáng như ngọc, lao tới từ giữa tầng mây như một vì sao. Ánh mắt của họ đều đổ dồn vào Lâm Nhất, luồng sát ý đó khiến Lâm Nhất phải nổi da gà dù đang cách rất xa. Bùm! Bỗng nhiên, bốn phía thánh đàn phát ra một tiếng nổ lớn khiến mọi người không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ ba giới tử đã đến rồi? Ngay sau đó mọi người hiểu ra là sát ý của Lâm Nhất đang đọ sức với sát ý của ba giới tử từ xa. Thứ hạ giới thấp hèn, người chết chắc rồi. Trên con đường thông thiên này, dù ngươi có trốn đến đâu thì cũng không ai có thể cứu được ngươi đâu. Giọng nói của các giới tử trở nên to hơn rất nhiều, đinh tai nhức óc hệt như tiếng sét, họ đã đến gần hơn. Lâm Nhất tỏ vẻ thờ ơ, trong mắt bắn ra tia sáng lạnh đầy sắc bén, hắn không hề e sợ. Lạnh giọng nói mạnh miệng thật đấy. Ta sẽ chờ các ngươi ở trận chiến cuối cùng tại cuối thiên lộ. Rồi cũng sẽ có một ngày người trong thiên hạ biết được rằng, giới tử cũng chỉ là gà đất chó sành khi ở trước mặt ta thôi. Dáng điệu khí phách, kiêu ngạo như thế khiến rất nhiều người há hốc mồm, không thể tin được. Kể từ khi con đường thông thiên xuất hiện thì chưa từng có ai dám nói chuyện với yêu nghiệt chiến giới bằng giọng điệu đó. Giới tử cũng chỉ là gà đất chó sành thôi. Hai phe đã đến tình trạng không chết không ngừng, chuyện tới nước này đều do đối phương ép buộc. Có bảo cốt trong người là tội nặng. Thế gian làm gì có đạo lý này? Lâm Nhất trải qua cửu tử nhất sinh mới đoạt được truyền thừa tại Bảo Điện Thương Long, sao có thể không công đưa cho đối phương được? Chẳng lẽ chỉ vì kẻ đó là giới tử à?
Không thể nào. Huống chi, hiện tại có thể cơ bản xác định kẻ trước đó đuổi giết Nguyệt Phi Phi chính là người của ba chiến giới lớn, Lâm Nhất không có lý do gì để buông tha cho đối phương. Vèo. Nhoáng một cái, Lâm Nhất nhanh chóng tìm được Bùi Tuyết trong đám người, và thi triển Kim Ô Cửu Biến mang nàng ta rời đi. Chiến đấu liên tục đã tiêu hao khá nhiều năng lượng của Lâm Nhất, dù hắn có ngông cuồng đến mức nào đi nữa thì cũng sẽ không ngu ngốc giao chiến với giới tử ngay thời điểm này. Hai tay Lâm Nhất biến ảo, ngưng kết thành ấn, một đôi cánh kim ô lập tức thành hình. Kim quang sáng chói bùng nổ, cánh chim vung mạnh, khí lưu mạnh mẽ cuốn lấy hai người, nhanh chóng xuyên vào tầng mây, biến mất vô tăm. Nhanh thật! Mọi người đờ ra vì kinh ngạc, không ngờ Lâm Nhất lại có được thân pháp nghịch thiên bực này. Hắn vậy mà có thể ngưng kết một đôi cánh chân thật phía sau lưng, thoáng chốc biến mất ngay trước mặt mọi người, bay về phía thành tứ tượng. Đi thôi, nơi này không thể nán lại. Cuối cùng thì phong ấn cũng bị đánh vỡ, đám khốn kiếp kia đúng là hại người, vậy mà lại vây khốn chúng ta ở đây hơn một tháng. Chắc là vẻ mặt của tam đại giới tử rất đặc sắc, đáng tiếc là không thể nào thấy được. Mọi người nhanh chóng hoàn hồn, nhân tài kiệt xuất của chiến giới đều đã bị Lâm Nhất giết sạch. Phong ấn vây khốn bọn họ cũng không còn tồn tại nữa, cả đám mừng như điên, lục tục viễn độn hướng về phía thành tứ tượng, bọn họ đã sớm không muốn ở lại vùng cao nguyên đầy cát vàng này rồi. Tuy cũng có người muốn nán lại xem thái độ của đám giới tử sẽ như thế nào, nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi vụt tắt, chắc chắn giới tử sẽ tức giận, nếu nhìn thấy bọn họ, nói không chừng sẽ giận chó đánh mèo, dùng bọn họ để trút giận. Không bao lâu sau, sườn dốc trước đó còn đông đúc người thoáng cái trống rỗng. Bên trên thánh đàn, máu tươi bắt đầu chuyển động, như nước chảy xuôi, cùng với hàn ý lạnh như băng, còn có kiếm quang lưu lại, đủ loại dị tượng phát sinh, quả thực là địa ngục trần gian. Một địa ngục nhân gian được cấu thành từ máu tươi của nhân tài kiệt xuất đến từ chiến giới. Nửa canh giờ sau, nơi đây đột nhiên phóng thích luồng sáng chói mắt, chiếu sáng bầu trời. Luồng sáng kia khiến cho mỗi một hạt bụi đều trở nên rực rỡ, mỗi một khoảng không đều toát lên hào quang. Khiến lòng người sợ hãi không thôi. Giới tử đến rồi. Phương xa, vô số người đang tiến về phía thành tứ tượng đều quay đầu nhìn, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kế đó, bọn họ lẳng lặng rút lui, không dám lộ diện trước mắt đám giới tử. Vèo. Ba bóng người tách ra hào quang, rơi xuống thánh đàn với tốc độ tia chớp. Hào quang trên người bọn họ lúc sáng lúc tối, thể hiện rõ cảm xúc của những người này đang dao động cực lớn. Khí tức hùng mạnh bao bọc khắp người bọn họ, tầng mây trên vòng trời như đang gợn sóng, cũng bắt đầu di động. Đây là dị tượng khá đáng sợ, chỉ mới là khí tức từ trên người đã khiến cho trời đất u ám, chấn động. Không hề nghi ngờ, ba người này chính là tam đại giới tử, Thiên Càn, Thần U, Huyền Long. Bọn họ ngước nhìn phương xa, tầm mắt không ngừng kéo dài, cuối cùng, ở nơi chân trời, khóa chặt một bóng người phát ra kim quang rực rỡ. Trên lưng người nọ có hai cánh, đang cuốn lấy một nữ tử, như tia chớp vọt về phía thành tứ tượng. Trục Nhật Thần Quyết. Trong mắt ba người đồng loạt lóe lên tia sáng khác thường, ý lạnh vần quanh, sát ý ngập trời. Đại đạo kim ô của đối thủ không ngờ lại có tạo nghệ cao như thế, có thể tu luyện Trục Nhật Thần Quyết đến độ tạo thành hai cánh trên lưng, đúng là khiến người ta phải kinh ngạc. Không đuổi kịp rồi. Giới tử Thần U thấp giọng nỉ non, trong khoảnh khắc. Bóng người kia cũng biến mất nơi chân trời, không cách nào bắt được. Không thể đuổi theo được, mà dù có đuổi theo, e rằng đối phương cũng đã sớm chạy đến thành tứ tượng. Giữa hào quang chiếu rọi, ba gã giới tử vô cùng tuấn tú, phong độ ngời người, tóc đen rối tung, mắt sáng như sao. Tuy nhiên, hiện tại sắc mặt cả đám đều âm tình bất định, đang cố đè nén lửa giận cực lớn. Quá thảm! Tình cảnh trước mắt quá thảm! Bất kể là chiến tướng hay chiến bộc thì đều chết sạch. Bọn họ bố trí sát cục, vốn muốn dùng thủ đoạn mạnh mẽ để trấn áp Lâm Nhất, nhưng không ngờ kết cục lại như vậy. Lâm Nhất không chỉ không chết, trái lại còn giết sạch những quân cờ mà bọn họ đã bố trí, không lưu lại dù chỉ một tên. Thậm chí, sau khi ba người họ phát ra tiếng, hắn vẫn như cũ chém giết ba đại chiến tướng đứng đầu, đây chẳng khác nào một cái tát vang dội vào mặt bọn họ ngay trước mắt ngàn vạn người. Hiển nhiên, việc này sẽ tạo thành một trận sóng to gió lớn trong thành tứ tượng, mặt mũi của ba chiến giới lớn đều bị quét sạch. Bầu không khí tĩnh lặng như chết, ba người dõi mắt nhìn về phương hướng Lâm Nhất rời đi, không ai mở miệng trước. Đả kích lần này, thật sự có hơi lớn.
không nói đến tổn thất thê thảm, ngay cả bảo cốt chân long và quả thần huyết cũng không lấy được, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Không cần để tâm đến hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chủ động tìm tới cửa. Thật lâu sau, giới tử thần U mới chậm rãi mở miệng, giọng hắn ta âm U, mang theo sự quyết đoán. Sắc mặt hai gã giới tử còn lại thoáng thay đổi, bất giác quay sang nhìn. Giới tử Thiên Càn mở miệng nói, có chắc muốn làm như vậy không? Tuy nữ nhân kia chưa nói, nhưng nàng ta ắt có lai lịch khủng bố tại Đại Thế Côn Luân, rất có khả năng nàng ta đến từ tộc Thiên Hồ. Không quản nhiều như vậy được, đã đối xử với nàng ta rất tốt rồi, cũng nên cho một chút sắc mặt. Chẳng phải tên tiện chủng này có quan hệ sâu xa với nàng ta à, để ta xem hắn còn có thể nhảy nhót được bao lâu, lại còn định chém giết chúng ta trên thiên lộ, đúng là chuyện hoang đường. Xem ta làm thế nào để phế hắn. Sắc mặt giới tử thần U vô cùng âm u, hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói. Giới tử Huyền Long vẫn luôn trầm mặc đột nhiên nói, cứ như vậy đi. Cũng không thể trực tiếp ra tay tại thành tứ tượng, còn về lai lịch của nữ nhân kia. Ha ha, nếu nàng ta đã không nói thì cứ coi như không hề tồn tại. Tại đại thế truyền thừa này, chúng ta cũng không phải dễ chọc, nói tóm lại, chỉ cần lấy được quả thần huyết thì tất cả đều là mây bay. Thành tứ tượng có tông phái siêu cấp tọa chấn, có thể luận bàn, nhưng không thể giết người tại đó. Bất kể là tiếp tục tiến lên phía trước hay từ bỏ thì tất cả nhân tài kiệt xuất của vạn giới trên thiên lộ đều sẽ tụ tập về đó, bởi nơi đó tuyệt đối an toàn, mặc dù thân là giới tử thì cũng không được phép làm trái quy tắc. Nhưng dường như tam đại giới tử đã ra một quyết định nào đó, và chắc chắn Lâm Nhất sẽ phải chịu chết. Đột nhiên, giới tử thần U mở miệng, bí bảo của chúng ta đâu rồi? Thần U cổ bi, Huyền Long chiến kỳ, Thiên Càn ma chảo. Đây là chí bảo mà bọn họ đã đích thân sử dụng, là do các đại năng trong tộc ban tặng, dù là cảnh giới của bọn họ cũng không cách nào phóng thích hoàn toàn uy năng của bí bảo. Chúng đã từng bảo vệ bọn họ ra vào cấm khu, bày ra uy năng ngập trời. Bọn họ thấy rất rõ, Lâm Nhất vô cùng cẩn thận, trước khi rời đi cũng không đụng vào những bí bảo mà bọn họ đã từng sử dụng, đối phương không dám mạo hiểm và có phần kiêng kỵ những bí bảo này. Bởi vì chúng có thể lưu lại ấn ký của giới tử, và cũng có thể cách không gây tổn thương đến hắn. Đám người này đến với tốc độ cực nhanh, không đến nửa giờ đã chạy đến nơi. Người bên dưới thánh đàn đã sớm bị khí thế của bọn họ trấn nhiếp, vốn không dám giết lên thánh đàn, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không dám. Không thấy nữa. Những bí bảo này cực kỳ mạnh mẽ, nếu không cũng sẽ không ban cho chiến tướng đứng đầu để bọn họ dùng trấn áp Lâm Nhất. Nhưng giờ lại không thấy nữa rồi. Không còn chút bóng dáng, bất kể là chiến kỳ, cổ bi hay là ma chảo, cũng đều bật vô âm tín. Sao có thể chứ? Ba người lộ vẻ giận dữ, vậy mà có người dám ngấp nghé, gần như không xem bọn họ ra gì mà cướp đi toàn bộ. Không đúng, chiến trường này đã bị dọn sạch, túi trữ vật của chiến tướng, chiến bộc, còn có một ít bảo vật tùy thân cũng đều không thấy nữa. Đám giới tử quét mắt nhìn một lượt chiến trường được nhuộm đỏ bằng máu tươi, sắc mặt dần trở nên quái đản. Lửa giận trong mắt cũng bùng lên dữ dội. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Huyền quang đạo giáp của chiến giới Thiên Càn ta cũng bị lấy mất. Trời ạ, ngay cả thứ trên thân người chết cũng không buông tha, rốt cuộc là ai? Mảnh vỡ thú hồn châu cũng không còn. Huyền long xích và hỏa diễm tiên cũng biến mất rồi. Vừa nãy rõ ràng còn thấy mà, đáng chết. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Bọn họ đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, có chút kinh hãi. Trong mắt tràn đầy không dám tin. Chiến kỳ, cổ bi và ma chảo còn chưa chắc lắm, nhưng có một số bảo vật như túi trữ vật, Huyền Long xích. Khi bọn họ giáng xuống vẫn còn nhìn thấy rõ ràng. Vậy mà chỉ chớp mắt, tất cả đều biến mất, khoảnh khắc bọn họ dõi mắt hướng về Lâm Nhất ở phương xa, toàn bộ chiến trường đã bị dọn dẹp sạch sẽ, tất cả bảo vật dù đáng hay không đáng tiền cũng đều bị cuỗm sạch. Khóe miệng bọn họ không khỏi co giật, vẻ mặt lộ rõ sự đau lòng. Trong mắt lóe lên tia âm tàn trước nay chưa từng có. Việc này thật đáng sợ. Tuy ngoài tam đại chí bảo thì những vật khác không đáng để vào mắt giới tử, nhưng dù gì cũng là bảo vật đấy. Lại nói, chuyện khiến người ta á khẩu chính là loại hành vi thế này lại gần như diễn ra ngay dưới mí mắt bọn họ, kẻ kia đã quét sạch chiến trường, bất kể là thứ có giá trị hay không cũng đều biến mất. Việc này không chỉ đáng sợ, mà còn rất khoa trương. Cùng lúc đó, trước đó, trong quá trình đến thành tứ tượng, Lâm Nhất giang hai cánh, cuốn lấy bùi tuyết bay đến đỉnh một ngọn núi hoang.
Từ đỉnh núi ngẩng đầu nhìn lại, dáng vẻ của thành tứ tượng đã hiện rõ trước mắt hai người, tuy còn chưa chính thức vào thành, nhưng nơi đây đã cực kỳ an toàn đối với họ. Lâm Nhất không nói, hắn đặt Bùi Tuyết sang một bên, xốc quần áo lên xem xét một phen. Nửa người trên có vài vết thương trông vô cùng dữ tợn, có dấu vết bị thú cào cấu, cũng có dấu răng. Xung quanh mỗi một vết thương đều tràn ngập khí thức ăn mòn, máu thịt ở vị trí vết thương dường như đã bị nhiễm thi khí. Mục nát, già cỗi, nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là vết thương do trận thái cổ phong yêu để lại, tuy Lâm Nhất đã phá trận, nhưng thương thế vẫn còn đó. Những hung thú còn sót lại trong thú hồn châu, chúng cực kỳ hung ác, đáng sợ, không chỉ đơn giản là tàn hồn. Chúng đều đã được cải tạo và luyện hóa, trộn vào đó khí gây mê và một ít thịt vụn của xác ướp cổ, nên miệng vết thương do chúng lưu lại đều mang theo thi độc chí mạng. Nếu không phải Lâm Nhất tu luyện thương long thánh thể thì giờ hắn đã sớm chết rồi. Trước đó, tam đại chiến tướng dẫn đầu chắc chắn Lâm Nhất sẽ chết cũng là có nguyên do trong đó. Ngoài những thứ đó, ba món bí bảo cổ bi, chiến kỳ và cốt trảo cũng mang đến phiền toái không nhỏ cho Lâm Nhất. Tuy không đáng sợ hơn trận thái cổ phong yêu, nhưng những thương thế này cực kỳ khó chơi, ẩn chứa một ít đạo vận cổ xưa, khó có thể tiêu trừ sạch sẽ được. Ngay cả kiếm ý cũng không thể chặt đứt chúng hoàn toàn, chúng vẫn từ từ thẩm thấu vào cơ thể, làm suy giảm nội tạng, e rằng sẽ khá hung hiểm. Thật phiền toái. Lâm Nhất nhíu mày, những vết thương này không giết chết được hắn, nhưng lại khó có thể loại trừ. Cũng may, rốt cuộc đã về đến thành tứ tượng. Lâm Nhất thoáng thở phào nhẹ nhõm, lúc này, mệt mỏi và đau đớn do thương thế đồng loạt ập đến khiến hắn có cảm giác choáng váng, nặng nề, không ngồi vững được, bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Móng heo to, người không sao chớ. Bùi Tuyết há hốc mồm, tỏ vẻ hoảng sợ. Vừa mới đây thôi, sắc mặt Lâm Nhất bỗng tái đi, cả người lung lay sắp đổ, trông vô cùng suy yếu. Nàng ta chợt nghĩ đến trận đại chiến trước đó, trận thái cổ phong yêu hiển hiện uy phong. Trời đất đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón, ngoại trừ chín cặp mắt máu chảy đầm đìa thì không còn thấy bất kỳ thứ gì khác. Khoảng thời gian chìm trong bóng tối, không ai biết rốt cuộc Lâm Nhất đã trải qua những gì. Bên dưới thánh đàn, dù không ở trong trận thái cổ phong yêu, nhưng mọi người vẫn bị trọng thương, đó chỉ là một chút ảnh hưởng thôi, vậy mà rất nhiều người vẫn không chịu đựng được. Thì trong bóng tối, ắt hẳn Lâm Nhất đã chịu tổn thương không nhỏ. Tuy nhiên, đối phương đã chạm đến vảy ngược của Lâm Nhất, dùng Nguyệt Phi Vi để làm nhục hắn, khiến hắn mạnh mẽ áp chế thương thế và ra tay giết sạch toàn bộ, không chừa một tên. Không sao đâu, ta ngủ một giấc là được rồi. Đầu thật nặng, Lâm Nhất có cảm giác mí mắt vô cùng nặng nề, không cách nào mở lên nổi. Bịch! Hắn loạng choạng một cái rồi ngã ra đất, Bùi Tuyết hoảng hốt, vội phóng đến đỡ hắn dậy. Đến gần, nàng ta mới nhìn thấy rõ những vết thương kia. Sắc mặt nàng ta không khỏi tái nhợt, càng lộ vẻ hoảng sợ, nhịn không được giơ tay bụng miệng để không phát ra tiếng. Thật đáng sợ, ngoại trừ thương thế do trận thái cổ phong yêu tạo ra, những bí bảo do đám giới tử để lại cũng lộ ra uy danh bất phàm. Thật ra ngẫm lại cũng có thể hiểu được, bản thân chiến tướng đã không dễ chọc, huống chi còn có nhiều chiến tướng như vậy cùng liên thủ, thậm chí, đám chiến tướng đứng đầu còn được giới tử ban cho bí bảo, há có thể dễ dàng tiêu diệt. Tuy Lâm Nhất nhìn như vô địch, nhưng chung quy hắn cũng không phải là thần. Hắn thật sự rất tài ba, lần này đại khai sát giới, có thể nói là nghịch thiên, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Móng heo to, mắt Bùi Tuyết rưng rưng, tên ngốc này, dù thân chịu trọng thương nhưng trước khi đi vẫn phát hiện nàng ta lẫn trong đám người, lại còn không để ý đến thương thế mà mang theo nàng ta. Suốt chặng đường vừa qua, nói thật thì đối phương đã hết lòng. Đến hiện tại không cần thiết phải để tâm đến nàng ta. Thật ra nàng ta biết, nếu không vì cố chấp muốn đưa nàng ta theo, thì dù có đối mặt với giới tử, Lâm Nhất cũng có thể xông ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Mà không cần phải thê thảm như hiện tại. Vèo, âm thanh xé gió vang lên, huyết long mã xuất hiện, miệng nó nhếch lên, trông vô cùng khoái trá và đắc ý. Nó đến là để khoe khoang đấy, bởi vì nó đã tiện tay vơ vét toàn bộ bảo bối trên chiến trường. Thậm chí ngay dưới mí mắt đám giới tử, nó vẫn ngang nhiên vét sạch. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Nhất nằm trên đùi Bùi Tuyết, nó lập tức lộ vẻ hoảng hốt. Huyết long mã lật đật chạy đến, há mồm phun ra túi trữ vật, từng món bảo bối lần lượt rơi ra. Nó có rất nhiều bảo bối, một phần là chiến lợi phẩm sau quét dọn,
một phần là những thứ còn sót lại trong di tích. Ngày thường nó đều không nỡ lấy ra dùng, nhưng hiện tại, nó lại lấy ra toàn bộ. Búi Tuyết kinh ngạc nhìn, nàng ta thật sự không ngờ ma sủng trông chẳng có chút gì là đứng đắn này, khi đụng chuyện, sẽ ra tay khoa trương như vậy, có nhiều bảo vật khiến nàng ta nhìn mà không khỏi tặc lưỡi. Huyết Long Mã lựa từng món bảo vật, dò hỏi ý kiến nàng ta, rồi bảo nàng ta đưa cho Lâm Nhất dùng. Thoáng chốc, toàn thân Lâm Nhất hệt như cái bếp lò, ánh lửa đỏ rực bắn ra bốn phía, mỗi một lỗ chân lông đều thẩm thấu linh khiến đậm đặc khiến người ta sợ hãi. Đủ rồi, đủ rồi. Thấy thế, Bùi Tuyết liền ra tay ngăn cản. Tình huống của Lâm Nhất cũng không quá mức tệ hại, sinh cơ của hắn rất mạnh mẽ, huyết khí trong cơ thể tựa như đại dương mênh mông, chỉ là vì thương thế quá nặng, chân nguyên tiêu hao quá nhiều nên mới rơi vào hôn mê mà thôi. Huyết Long Mã cứ đút cho hắn ăn như thế, e là vài ngày nữa Lâm Nhất cũng không tỉnh lại được bởi vì dược tính. Quá mạnh! Thành Tứ Tượng nằm ở khu vực trung tâm của thiên lộ, và cũng là địa điểm cuối cùng phải vượt qua trên thiên lộ. Nơi đây phong vân hội tụ, phồn hoa và rộng lớn đến không tưởng. Nhân tài kiệt xuất đến từ tứ đại khu, Thương Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, bất kể là bước tiếp hay dừng lại, cũng đều tụ tập về đây, chờ đợi cuộc tranh tài vạn giới kết thúc. Đây là một tòa thành có quy mô cực lớn, lớn đến mức khó mà tưởng tượng nổi, nó vốn được cải tạo từ một tòa long thành cổ xưa. Nơi đây không giống với những thành trì khác trên thiên lộ, bởi lẽ nó có tông môn siêu cấp tọa trấn. Tuy là nơi long ngư hỗn tạp, tam giáo cửu lưu tề tựu, hỗn loạn là điều không thể tránh khỏi, nhưng ẩu đả thì ẩu đả, lại không một ai dám ra tay giết người. Đây là luật thép, dù là mười phương chiến giới cũng không dám làm sằng làm bậy. Với tư cách là một mảnh đất phong vân, từ trước đến nay, Thành Tứ Tượng chưa bao giờ thiếu tốn tin tức giật gân, các lộ nhân tài kiệt xuất xuất hiện tầng tầng lớp lớp, hắc mã tuyệt thế có vô số, nhìn sơ qua cũng thấy được, đừng nói là thiên tài, dù có là yêu nghiệt cũng không có gì là chói mắt. Thiên lộ quá lớn, những truyền thừa cổ xưa có thể bị phát hiện bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đâu, do đó, giai thoại về những thần thoại một bước lên mây, đột ngột trỗi dậy. Đâu đâu cũng có. Nói tóm lại, cái gọi là yêu nghiệt, hay nhân tài kiệt xuất, cũng không dám quá mức ngông cuồng tại Thành Tứ Tượng, có lẽ bọn họ cũng không mong muốn chọc phải mấy tên ngoan nhân ra tay tàn nhẫn. Trong thành, mỗi ngày đều có người đột phá, thăng cấp, khiến tên trên bảng thông thiên liên tục thay đổi. Tại nơi cuối cùng của cuộc tranh tài vạn giới, có rất nhiều kẻ vô danh tiểu tốt đột nhiên xuất thế ngang trời, trấn áp quần hùng. Ban đầu, mọi người còn cảm thấy khiếp sợ, nhưng dần dần chuyển thành chết lặng, không có cảm giác nữa, bởi lẽ không ai nói chính xác được tên yêu nghiệt vừa mới xuất hiện kia sẽ bị người khác vượt qua trong bao lâu. Cuộc tranh tài vạn giới chỉ còn lại 2 tháng, những người khiêm tốn, rất ít thể hiện, có muốn tiếp tục nhẫn nhịn thì cũng không thể nào nhẫn nhịn nổi nữa. Thành Tứ Tượng không thiếu thiên tài, mảnh đấy đầy sóng gió này chưa bao giờ yên tĩnh. Nhưng mấy ngày gần đây, tòa thành này lại sục sôi hơn bao giờ hết, những người từ cao nguyên hoàng sa tràn vào thành đã mang theo một tin tức mang tính bùng nổ, như một cơn gió lốc quét ngang qua. Cả tòa thành chấn động, cư dân trong thành đã sớm quen với việc nhìn thấy yêu nghiệt cũng không khỏi trợn tròn mắt, há hốc mồm, lộ vẻ không dám tin. Tin tức này thật sự rất khoa trương, khiến người ta khó có thể tiếp nhận được. Chiến tướng của 3 chiến giới lớn là Thiên Càn, Thần U và Huyền Long đều đã bị giết sạch, mỗi người một kiếm, toàn bộ giết sạch, không chừa một tên nào cả. Quả thật rất hoang đường, khiến bọn họ phải há hốc mồm mà nhìn, không nói nên lời. Trên thiên lộ, 10 phương chiến giới luôn có địa vị cao quý, bọn họ là tồn tại hệt như thần thoại, là cấm kỵ không thể trêu vào. Bọn họ thần bí và hùng mạnh, có thể ra vào cấm khu trên thiên lộ, thu hoạch đủ loại cơ duyên, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng bây giờ, thần thoại rơi xuống phàm trần, cấm kỵ cũng không còn. 3 chiến giới lớn bị một tên kiếm khách đến từ hạ giới giết cho người ngã ngựa đổ, quả thực vô cùng nhục nhã. Công tử Táng Hoa, hắn thực sự mạnh như vậy à? Đã sớm nghe danh, là kỳ tài kiếm đạo của khu vực Thương Long, từng gặt hái được cơ duyên trên tạo hóa tại Bảo Điện Thương Long. Thật không thể ngờ được, người này vậy mà lại mạnh đến độ như vậy. Thực lực mạnh cũng không đáng sợ, cái quan trọng ở đây chính là hắn dám trêu chọc chiến giới, lại còn một hơi trêu chọc 3 chiến giới lớn nữa chứ, đúng là. Có hơi khủng bố. Tin tức nhanh chóng lan truyền, gần như trong vòng một đêm, đã truyền khắp cả Thành Tứ Tượng. Lâm Nhất cũng không phải hạng người vô danh,
Danh tiếng của hắn đã sớm lan truyền khắp nơi, cộng thêm việc có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy hắn chém giết chiến tướng, cho nên tuy rằng tin này có hơi bất ngờ, nhưng lại không có quá nhiều người hoài nghi về độ chân thật của có, chỉ là, ít hoặc nhiều bị hù dọa mà thôi. Nếu trước đó, Lâm Nhất nhờ vào thiên phú kiếm đạo mà có được thanh danh hiển hách, thì hiện tại, hắn đã là một cao thủ mạnh đến mức không ai có thể ngó lơ được. Có người khiếp sợ, cũng có người thầm bất mãn, thậm chí là khó chịu. Mấy ngày nay, có rất nhiều yêu nghiệt vẫn luôn ở lại trong thành tứ tượng để đột phá thăng cấp. Mỗi một người đều có kỳ ngộ siêu phàm, đã ẩn mình một thời gian dài, vốn định xuất thế ngang trời, một bước lên mây, triển lộ hào quang thuộc về riêng mình trên thiên lộ. Đám người này vốn rất ngạo mạn, đối với chiến giới, bọn họ cũng không quá kính ngưỡng, không nghĩ đó là thần thánh không thể đánh bại được. Không ai muốn xảy ra mâu thuẫn với 10 phương chiến giới trước khi bước vào chung cuộc thiên lộ, cái bọn họ muốn chính là ở trận chiến cuối cùng, trực tiếp ra tay đánh bại những nhân tài kiệt xuất của chiến giới để thế nhân mở rộng tầm mắt. Nhưng thật không ngờ lại bị Lâm Nhất giành trước một bước, sớm chạm cái gọi là thần thoại chiến giới. Trong vòng một đêm, trong thành tứ tượng, không ai không biết danh tiếng của Lâm Nhất. Suốt 2 ngày nay, những lời đồn đãi, bàn tán về Lâm Nhất vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Chuyện này thật sự khiến người ta tò mò, có rất nhiều người bắt đầu tìm hiểu xem rốt cuộc Lâm Nhất đang ở đâu. Cũng có người suy đoán, liệu hắn có thể sống sót mà rời khỏi thành tứ tượng hay không, chắc chắn tam đại giới tử sẽ không buông tha cho hắn. Trước khi trận chiến cuối cùng bắt đầu, sợ rằng chủ đề này khó mà hạ nhiệt được. Thoáng chốc, đã 3 ngày trôi qua. Trong một cái sân lớn ở khu phía tây của thành tứ tượng, đình đài lầu các nối liền nhau, còn có hòn non bộ, hồ nước. Đầy đủ mọi thứ. Khoảng sân này là một không gian phong bế, cần phải tiêu hao rất nhiều tinh nguyên đan mới có thể thuê được từ trong tay tông phái siêu cấp. Nơi đây vô cùng an toàn, bất kể tạo thành động tĩnh lớn đến mức nào thì bên ngoài cũng không cảm ứng được. Đối với người có ý định đột phá, hoặc tu luyện võ học cường đại thì quả thật là một nơi bế quan tuyệt vời. Trong sân, tại một căn phòng ngủ yên tĩnh và tao nhã, Lâm Nhất nằm trên giường, từ từ mở mắt ra, thong thả tỉnh lại. Đây là nơi nào? Hắn ngồi dậy, vén chăn lên, nhìn quanh bốn phía một lượt rồi thoáng nhíu mày. Hắn còn nhớ trước khi hôn mê, hắn đã ngã xuống ở một đỉnh núi hoang bên ngoài thành tứ tượng. Sau khi xem xét tình trạng thân thể và hoàn cảnh xung quanh, mày Lâm Nhất từ từ giãn ra. Đây là một khu vực an toàn. Thương thế của hắn trên cơ bản đã khỏi hẳn, thậm chí khí huyết mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Trong lúc hôn mê, rõ ràng là tu vi của hắn đã có tiến bộ không ít, bất giác nhảy đến cảnh giới thiên phách tầng 3 đỉnh phong. Rốt cuộc ta đã uống bao nhiêu linh dược? Lâm Nhất nhịn không được mỉm cười, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể đoán ra được nguyên nhân. Chắc hẳn lúc hắn hôn mê, ngựa huyết long và bùi tuyết đã đút cho hắn uống một ít linh dược và thiên tài địa bảo. Bịch, bịch. Lâm Nhất khẽ nhúc nhích, trái tim mạnh mẽ đập từng hồi, khí huyết dồi dào cuồn cuộn chảy xuôi. Trong cơ thể hắn, sinh cơ hùng hậu, mạnh đến mức khiến người ta tức lộn ruột, chỉ cần siết chặt nắm đấm là khí lực đáng sợ liền tuôn ra. Khóe miệng hắn co quắp, không khỏi cười khổ. May mà hắn tu luyện Thương Long Thánh Thiên Quyết nên thân thể đủ mạnh, nếu không thì việc điên cuồng nuốt linh dược kiểu đó, không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Thương thế trước đó quả thực rất nặng. Nhưng hiện tại đều đã khôi phục, chỉ còn lưu lại thi độc của trận thái cổ phong yêu. Tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng lại có hơi khó chịu, như bị nghẹn ở cổ họng vậy. Hắn cần phải mất một khoảng thời gian mới có thể loại trừ, hoặc đợi đến thi kiếm ý thông thiên đến đại thành thì mới hoàn cắt đứt được. May mà thực lực đám người này không cao, nếu không, với khí thế của trận thái cổ phong yêu thì e rằng hắn khó mà thoát khỏi cái chết. Nội tình chiến giới đúng là đáng sợ. Lâm Nhất lẩm bẩm, sắc mặt hắn trông rất nghiêm trọng, dường như chợt nghĩ đến điều gì đó nên nụ cười trên mặt hắn dần biến mất. Cót két. Bỗng nhiên, cửa bị đẩy ra. Ánh mặt trời chiếu vào phòng, Bùi Tuyết mặc một bộ đồ tím, đắm mình trong ánh nắng chói mắt mà xuất hiện trước mặt Lâm Nhất. Móng heo to, người tỉnh rồi. Bùi Tuyết vốn đang thẫn thờ, chợt lộ vẻ mừng như điên, trên khuôn mặt quyến rũ động lòng người thoáng hiện một chút thất thố. Ta ngủ mấy ngày rồi? Lâm Nhất khẽ gật đầu, lên tiếng hỏi. 3 ngày. Bùi Tuyết bước đến gần, định đỡ Lâm Nhất dậy, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, nàng ta cười một tiếng rồi lui về cạnh bàn, rót cho hắn một chén trà.
Lâm Nhất thản nhiên ngồi xuống, bưng chén trà lên và chìm vào suy tư hồi lâu. Đến khi đặt chén trà xuống, hắn mới quay sang nhìn đối phương và nói, cảm ơn Tuyết cô nương đã chăm sóc ta suốt 3 ngày qua. Tuy nhiên, có lẽ cô có một vài việc muốn nói với ta, đúng không? Trong mắt Bùi Tuyết lóe lên tia khác thường, tuy nhiên, nàng ta cũng không quá bất ngờ, vì tất cả những điều này đều nằm trong dự tính. Khi tỉnh lại, chắc chắn đối phương sẽ hỏi chuyện của Nguyệt Vi Vi. Trước đó, ở khu vực Thương Long, ta không nói cho ngươi biết chuyện của Nguyệt Vi Vi là vì chuyện này có liên quan đến chiến giới, ta không muốn ngươi tham gia vào đó. Nhưng hiện tại, ngươi và 3 chiến giới lớn đã đi đến nước này. Tất nhiên, ta biết gì sẽ nói đó, Bùi Tuyết khẽ nói. Lâm Nhất trầm ngâm nói, đa tạ. Ngươi, Bùi Tuyết trừng Lâm Nhất, trong mắt nàng ta thoáng qua một tia giận dỗi cùng cô đơn, mãi một lúc lâu sau mới nói, hừ, ta chẳng thèm so đo với ngươi. Trên thiên lộ có rất nhiều người đang tìm quả thần huyết, tuy nhiên, tổng cộng cũng chỉ có 3 quả, vậy mà cô nàng tình nhân bé nhỏ của ngươi rất to gan, nàng ta muốn giành lấy toàn bộ quả thần huyết, trước đó, chính nàng ta đã đánh ta bị thương đấy. Lai lịch của nàng ta rất đáng sợ, lại có nhiều thủ đoạn, rất nhiều chiến giới đã bị tổn thất nặng nề bởi nàng ta, trong đó 3 chiến giới lớn là Thiên Càn, Thần U và Huyền Long là có thù oán sâu nặng với nàng ta nhất. Quả thần huyết trong tay nàng ta vốn tranh đoạt với 3 chiến giới lớn mới có được đấy. Nhưng trận chiến đó, Nguyệt Phi Vi cũng bị người ta tính kế, sau đó, nàng ta luôn bị 3 chiến giới lớn đuổi giết. Lâm Nhất ra chiều suy ngẫm, những tin tức này gần như giống với suy đoán của hắn. 3 ngày trước, những lời của đám chiến tướng kia là có ý gì, đây mới là điều mà Lâm Nhất thực sự quan tâm. Bùi Tuyết có hơi kinh ngạc, rất kỳ quái. Nàng ta và ta vốn đều đến từ Đại Thế Côn Luân, nhưng xuất thân của nàng ta không hề tầm thường, lại có rất nhiều thủ đoạn. Tuy nói nàng ta bị người tính kế, nhưng theo cảm giác của ta thì không có chuyện nàng ta rơi vào tay 3 chiến giới lớn được. Trong lòng Bùi Tuyết cũng có suy đoán, hẳn là Nguyệt Phi Phi đã bị người sử dụng thủ đoạn bên ngoài quy tắc. Tuy nhiên, hiện tại nàng ta không thể nói với Lâm Nhất điều này, nên đành mở miệng an ủi, hẳn là nàng ta vẫn an toàn. Nếu 3 chiến giới thực sự lấy được quả thần huyết trên người nàng ta thì sẽ không phải tốn nhiều công sức đối phó với ta như vậy. Nghe vậy, Lâm Nhất cũng thoáng an tâm, chỉ là bóng ma trong lòng vẫn còn đó. Không gặp được Nguyệt Phi Phi, hắn không thể nào yên lòng được. Rốt cuộc quả thần huyết là bảo vật gì, Lâm Nhất tò mò hỏi, điểm mấu chốt của mọi việc vốn chính là quả thần huyết này. Bùi Tuyết do dự nói với ngươi cũng không việc gì. Thứ này vốn vô dụng với nhân tài kiệt xuất trên thiên lộ. Nó là chí bảo mà nhân vật lớn cần đến. Năm đó, trên thiên lộ đã từng xảy ra thần chiến, ở mảnh đất phát sinh thần chiến, thần huyết rơi xuống, đạo vận trường tồn, ẩn chứa sự huyền ảo chí cao vô thượng, với cảnh giới của chúng ta hiện tại thì không cách nào tìm hiểu và cũng không cách nào quan sát được. Ngoài việc đó ra, bản thân quả thần cũng có rất nhiều công dụng kỳ diệu, có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí đột phá xiềng xích, gông cùm. Ở Đại Thế Côn Luân, thứ này cực kỳ thưa thớt, dù có tồn tại ở cấm khu nhưng những bậc đại năng cự phách cũng không dám đặt chân vào cấm khu. Cho nên, ngươi hẳn là đã hiểu rõ diệu dụng của quả thần huyết. Lâm Nhất giật mình, quả thần huyết này đúng là chí bảo chân chính, chí cao vô thường, có điều nó cách bọn họ quá xa. Nhưng đối với những người có địa vị to lớn thì nó lại là thứ bảo vật không thể không tranh đoạt, bởi lẽ trên người bọn họ còn phải gánh vác sứ mạng của trưởng bối trong tộc. Quả thần huyết chí cao vô thượng. Bùi Tuyết nói khá nhiều với Lâm Nhất về bí mật của loại quả này, và cả chuyện đã từng xảy ra giữa Nguyệt Phi Phi và 3 chiến giới lớn. Lâm Nhất coi như cũng hiểu đại khái chân tướng sự việc. Lâm Nhất ngẫm nghĩ, Bùi Tuyết tin tưởng Nguyệt Phi Phi hiện vẫn an toàn, bởi vì Bùi Tuyết đã từng nhìn thấy thủ đoạn của Nguyệt Phi Phi, nên không nghĩ rằng tam đại giới tử thật sự bắt được nàng ta, dù rằng nàng ta có bị tính kế khiến thực lực hao tổn thì cũng không dễ dàng bị bắt được. Nhưng nói là nói vậy, vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn được, cần phải dự trù cho tình huống xấu nhất. Thực lực của hắn vẫn chưa đủ mạnh. Kiếm ý thông thiên có thể tiến lên đại thành được rồi, Nhật Nguyệt thần quyền cũng nên bắt đầu tu luyện chính thức rồi. Trận chiến tại Thánh Đàn trên cao nguyên Hoàng Sa đã giúp Lâm Nhất nhìn rõ nội tình của chiến giới, đấy là chưa kể giới tử còn chưa đích thân ra mặt. Nếu giới tử ra mặt e rằng sẽ càng thêm kinh khủng. Đột nhiên, như nhớ đến điều gì đó. Lâm Nhất nhìn về phía Bùi Tuyết, hào quang trong mắt hắn chợt lóe, cô và Nguyệt Phi Phi cùng đến từ Đại Thế Côn Luân à.
nàng ta có thể lấy được quả thần huyết ắt hẳn là có chỗ hơn người, e rằng lai lịch cũng không hề đơn giản. Bùi Tuyết cũng không kiêng kỵ việc này, khẽ nói, không chỉ ta, mà có rất nhiều người từ đại thế giáng xuống thiên lộ để tranh đoạt quả thần huyết, phải nói là khốc liệt và máu tanh hơn nhiều so với việc tranh đoạt truyền thừa. Ba quả thần huyết, mỗi quả đều phải trải qua gió tanh mưa máu đến cuối cùng mới giành được tới tay. Nói như thế, trên thiên lộ có rất nhiều người đến từ đại thế à? Lâm Nhất Hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy. Bọn họ cũng sẽ tham gia cuộc chiến cuối cùng à? Có thể, tuy nhiên những người này chưa hẳn mạnh hơn so với ngươi. Dù sao thì ở đại thế, thiên tài cũng chia làm nhiều loại. Dạng siêu phàm như ngươi, nếu sinh ra ở đại thế thì sẽ nổi bật hơn so với nhiều yêu nghiệt. Còn về những nhân tài kiệt xuất thực sự chói mắt ở đại thế thì bọn họ sẽ không mạo hiểm giáng xuống thiên lộ, bởi lẽ nguy hiểm quá lớn, cửu tử nhất sinh, Bùi Tuyết nói rõ, không hề giấu giếm. Sắc mặt Lâm Nhất thoáng thay đổi, vậy Nguyệt Vi Vi. Nàng ta không giống, dường như nàng ta đã phong ấn tu vi thực sự của mình, trước đó giáng xuống hạ giới, sau lại đi đến thiên lộ. Cách thức như vậy rất rườm rà, nhưng có thể giảm tối đa nguy hiểm. Sự chấp nhất của nàng ta đối với quả thần huyết quả thực khiến người ta kinh ngạc, lại nói, phía sau cũng không có bất kỳ đại năng nào sai khiến nàng ta. Mắt Bùi Tuyết khẽ đảo, nàng ta thấp giọng nói ra suy đoán của mình, có thể bản thân nàng ta cần quả thần huyết. Vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu Lâm Nhất, nhưng cuối cùng, vẫn không cách nào xác định được. Vì mục tiêu sắp tới, hắn vẫn nên sớm gia tăng thực lực thì hay hơn, nghĩ nhiều cũng chỉ phí công. Nếu thương thế đã ổn rồi, người có muốn đi dạo quanh thành tứ tượng không? Bùi Tuyết hỏi, thành tứ tượng này rất náo nhiệt đấy, phong vân hội tụ, ngọa hổ tàng long. Phường thị dưới mặt đất có phòng đấu giá, võ quán, quán rượu, tiệm thuốc, đó đều là những nơi được ưa thích. Nếu nói nổi danh nhất thì hẳn là Bảng Thông Thiên. Bảng Thông Thiên. Lâm Nhất thoáng động lòng, chợt nói, ta nằm ở vị trí bao nhiêu trên Bảng Thông Thiên? Cuộc chiến cuối cùng chỉ còn lại 2 tháng. Các lộ cao thủ tầng tầng lớp lớp, ai cũng muốn tỏa sáng trong bảo kính thông thiên, ngay cả Lâm Nhất cũng cảm thấy hiếu kỳ về xếp hạng của mình. Ngươi không có xếp hạng, Bùi Tuyết cười gượng. Không có tên trên bảng thông thiên ư. Nghe vậy, Lâm Nhất không khỏi sửng sốt, ngay cả đám người lạc trần mà còn có tên tuổi trên bảng thông thiên, sao hắn lại không có được chứ? Cảnh giới thiên phách tầng 4 mới được bảo kính thông thiên chú ý, tu vi của ngươi chưa đạt đến mức đó nên là... Không cách nào thể hiện được, trước khi thiên lộ kết thúc, ngươi nhất định phải tăng tu vi lên đến thiên phách tầng 4, nếu không. Sợ rằng ngươi sẽ không có tư cách tham gia trận chiến cuối cùng trên thiên lộ, Bùi Tuyết liếc nhìn Lâm Nhất, khẽ nói. Hình như có việc như vậy. Ngạch cửa của bảo kính thông thiên vẫn luôn thay đổi, lúc ban đầu là thiên phách tầng 2, giờ chỉ còn 2 tháng nữa là đến kỳ hạn nhất năm, ngạch cửa tăng lên đến cảnh giới thiên phách tầng 4 là chuyện rất bình thường. Vậy trước mắt ta sẽ bế quan vài hôm, không ra ngoài. Lâm Nhất nhã nhặn từ chối đề nghị của đối phương, lựa chọn ở lại sân của mình tĩnh tu. Không đi xem bảng thông thiên à, Bùi Tuyết tỏ vẻ tiếc nuối, nàng ta rất muốn đi dạo trong thành cùng Lâm Nhất. Đây vốn là khoảng thời gian nhàn rỗi trước trận chiến cuối cùng, con đường sắp tới có lẽ sẽ không được an bình nữa, toàn bộ hành trình đều trở nên căng thẳng vì trận chiến cuối cùng trên thiên lộ. Vài ngày nữa rồi xem. Lâm Nhất khẽ nói, chung quy vẫn phải xem bảng thông thiên một lần, ít nhất cũng hiểu được một ít về những cao thủ trên đó. Thôi được rồi, nói gì thì ngươi cũng nên nhớ kỹ, mau chóng đột phá thiên phách tầng 4. Trước khi bước vào cuộc chiến cuối cùng, cao thủ có tên trên bảng thông thiên đều có cơ hội ngâm mình trong thánh tuyển linh trì, nơi đó là bảo địa đã được truyền thừa hơn vạn năm. Người từng ngâm thánh tuyển linh trì sẽ có sự lột xác, thực lực đột nhiên tăng vọt. Đấy chính là cơ duyên cuối cùng trên thiên lộ trước trận đại chiến. Bùi Tuyết lại lần nữa nhắc nhở bằng giọng điệu vô cùng trịnh trọng. Thánh tuyển linh chỉ à? Ặc, ta sẽ không để lỡ, Lâm Nhất mỉm cười, ra hiệu bảo đối phương cứ an tâm. Hiện tại tu vi của hắn đã đến thiên phách tầng 3 đỉnh phong, bất kỳ lúc nào cũng có thể thử độ kiếp, nhưng cũng không cần quá mức nóng vội. Trận huyết chiến kinh thiên tại cao nguyên Hoàng Sa đã mang lại rất nhiều thu hoạch cho hắn. Đặc biệt là kiếm ý và võ học thánh linh. Cần phải rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ chuyển hóa cảm ngộ bực này thành thực lực võ học của bản thân, nếu cứ để kéo dài sợ rằng sẽ lãng phí cảm ngộ một cách vô ích. Sau khi trò chuyện cùng Bùi Tuyết, Lâm Nhất liền đi đến diễn võ trường trong sân của mình. Nơi đây đã được bố trí linh trận,
bất kể có gây ra tiếng động lớn cỡ nào thì bên ngoài cũng khó mà biết được. Lúc này Lâm Nhất có thể yên tâm mà tu luyện, không phải kiêng kỵ bất kỳ điều gì. Hắn nhắm mắt nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong trận đại chiến hôm đó, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu, ba món bí bảo cực kỳ mạnh mẽ là cổ bi, chiến kỳ, ma chảo đã buộc Lâm Nhất phải sử xuất toàn bộ kiếm ý thông thiên. Lúc ấy, Lâm Nhất thoáng cảm giác được kiếm ý thông thiên còn cách đại thành không xa. Nửa ngày sau, Lâm Nhất mở mắt, khẽ nói, có lẽ nên thử thăng cấp xem sao, kiếm ý thông thiên của ta cũng đã tích lũy mấy tháng rồi. Boang. Lâm Nhất phất tay, kiếm táng hoa trong hộp đựng kiếm bay ra như một viên đạn, khoảnh khắc hắn nắm lấy chuôi kiếm, giữa trời đất gió nổi mây phun, kiếm ý vô biên từ biển mây giáng xuống, cả người hắn cứ như đắm chìm giữa thánh huy rực sáng. Kiếm trong tay hắn dường như có thể kết nối cùng vòng trời, thân hình hắn biến ảo, kiếm quang vũ động. Ầm ầm, khắp sân đều là bóng dáng của hắn, mỗi một bóng người chém ra một nhát, kiếm quang chẳng những kéo dài mãi không tiêu tan mà còn sáng chói mắt. Kiếm quang nhảy múa trên nền trời, thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua hư không, tầng mây kích động, trời đất đổi màu, cứ như kiếm trong tay hắn có thể khống chế thiên địa. Loại cảm giác này khá là huyền diệu, cùng lúc đó, mi tâm Lâm Nhất nóng lên, xương trán nóng hổi như ánh mặt trời thiêu đốt. Bịch, bịch, dường như trong xương trán có năng lượng hùng hậu đang nảy lên, tựa như khai thiên tích địa, muốn thoát khỏi trói buộc để mở ra một bí cảnh cực lớn. Nửa khắc sau, Lâm Nhất dừng bước. Sắc mặt hắn lộ vẻ vui mừng, lẩm bẩm, quả nhiên, kiếm ý thông thiên của ta đã tiếp cận đại thành, đến lúc đó có thể hiển hiện toàn bộ uy năng của kiếm ý thông thiên, đây chính là kiếm ý có xé rách vòm trời đấy. Kiếm ý thông thiên cực kỳ đáng sợ, chỉ tiểu thành mà đã có thể giúp Lâm Nhất trở thành vô địch tại cảnh giới thiên phách tầng 3. Hắn có thể đối kháng với thất đại cự đầu trên bảng thương long một cách nhẹ nhàng, hoàn toàn bù đắp những khuyết điểm về mặt tu vi, thậm chí còn có thể nghiền áp đối thủ. Một khi đạt đến đại thành, uy lực sẽ phát sinh sự thay đổi về chất. Cuối thiên lộ, trận chiến cuối cùng chỉ còn hơn 2 tháng nữa mà thôi, thời gian không chờ đợi một ai, lúc này, trong lòng Lâm Nhất có vô tận nhiệt huyết đang thiêu đốt. 2 ngày trôi qua, bỗng nhiên trong sân có một trận cuồng phong xoáy thẳng lên trời, sắc trời âm u đến đáng sợ, mây đen dày đặc bao phủ cả khoảng không gian này, không khí vô cùng đè nén len lỏi ở mọi ngóc ngách. Trên căn gác nhỏ, Bùi Tuyết đẩy cửa sổ ra, hướng mắt về phía diễn võ trường trống trải, lúc này, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng đến khiến nàng ta buộc phải nhắm hai mắt lại. Là kiếm quang. Kiếm quang trong tay Lâm Nhất phóng thích ra ánh sáng cực mạnh, trước nay chưa từng có, tuy nhiên tia sáng này cô đọng chớ không lan tỏa, rõ ràng nó rất mãnh liệt, khiến người ta không mở mắt ra được, nhưng lại không tiết ra ngoài một chút nào, trời đất vô cùng âm u lạnh lẽo, đáng sợ hệt như tận thế vậy. Đây là dị tượng cực kỳ đáng sợ và cũng khá quái đản, chỉ có thể hội mới cảm nhận được sự hoang đường của nó. Cắn nuốt, Bùi Tuyết thầm khinh hoàng, mãi một lát sau, nàng ta mới giật mình tỉnh ngộ. Chuôi kiếm này đang cắn nuốt ánh sáng trong trời đất, khiến tất cả ánh sáng đều tụ tập trên người mình. Thình thịch, một luồng sét xé rách hư không, khiến cho khoảng không mờ tối này thoáng chốc bừng sáng, và đúng vào lúc này, Lâm Nhất chuyển động. Hắn bắt đầu diễn luyện một loại kiếm pháp nào đó. Bóng dáng hắn dần biến hóa, cùng với đó, trời đất dường như cũng xoay tròn, uy áp từ trên trời giáng xuống cơ thể hắn, giáng xuống kiếm của hắn. Kiếm động, ắt thiên cũng động. Ta nộ, ắt thiên cũng nộ. Giờ phút này, thiên nhân hợp nhất, kiếm ý thông thiên chính thức bước vào đại thành. Trên người Lâm Nhất phóng xuất kiếm uy khủng bố, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy vô cùng nặng nề. Việc này thật đáng sợ, nếu giao chiến cùng hắn ắt sẽ bị đình trệ trong uy lực của thiên địa. Nếu nội tình tu vi quá yếu, ý chí võ đạo không đủ mạnh mẽ thì sợ rằng chỉ một ánh mắt đã bị hắn giết chết, còn chưa kịp đến gần đã đầu thân hai nơi. Bùi Tuyết kinh ngạc đến độ không nói nên lời, khoảng trời này có vô số kiếm khách, nhưng ngay cả kiếm ý thông linh bọn họ cũng chưa nắm giữ được. Vậy mà Lâm Nhất lại có thể tu luyện kiếm ý thông thiên đến đại thành, chỉ riêng về tạo nghệ kiếm đạo. Dù là trong đại thế thì cũng không có bao nhiêu nhân tài kiệt xuất có thể chống lại hắn. Hồng hộc. Khi Lâm Nhất tra kiếm vào vỏ, một vòng hào quang từ trên người hắn tỏa ra. Sắc trời âm u, không khí đè nén không còn sót lại chút gì, dị tượng vừa rồi dường như chưa từng tồn tại. Hí, hí. Từng sợi khí màu đen từ trong cơ thể hắn thoát ra, Lâm Nhất lộ vẻ vô cùng sảng khoái.
hắn thở hắt ra một hơi, sắc mặt dễ nhìn hơn trước rất nhiều, huyết khí cũng trở nên thông thuận hơn. Kiếm ý thăng cấp lên đại thành cho nên thi độc do trận thái cổ phong yêu lưu lại cũng đã bị triệt tiêu hoàn toàn. Hắn sờ lên phần xương trán, ở đó nóng hổi, dường như mi tâm vừa thai nghén ra một mặt trời vậy. Theo như lời đồn, khi tu luyện kiếm ý đến cảnh giới tứ phẩm thì có thể mở ra kiếm hải ở mi tâm. Chuyện những tưởng rất xa xôi, nhưng giờ nhìn lại, dường như cũng không xa đến mức không thể chạm đến. Lâm Nhất thả tay xuống, khẽ nói, nếu như lại lần nữa đụng phải trận thái cổ phong yêu thì hẳn là sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Với thực lực của ta hiện tại, dù là cảnh giới thiên phách tầng 5 thì cũng có cơ hội thắng rất lớn. Lâm Nhất nắm chặt vỏ kiếm, cảm nhận rất rõ thực lực bản thân đã tăng lên khá nhiều. Nói vậy thật ra cũng không tính là khiêm tốn, trên thiên lộ, có thể đạt đến cảnh giới thiên phách tầng 5 thì chắc chắn không phải kẻ yếu. Lại nói, càng về sau, sự chênh lệch giữa các cảnh giới sẽ ngày càng lớn, giữa ngũ đại khí hải và tam đại khí hải đã không phải là chênh lệch nữa rồi. Tam đại giới tử cũng không phải người bình thường, chắc chắn tu vi của bọn họ đều là thiên phách tầng 5, mà khí hải cũng được khắc thánh văn. Với nội tình tu vi của bọn họ, cộng thêm uy lực của thánh văn thì hẳn là có thể đối kháng với uy lực từ kiếm ý thông thiên của ta. Tuy kiếm ý thông thiên đã mạnh đến mức khoa trương, nhưng Lâm Nhất vẫn đủ tỉnh táo để phân tích, và không hề có ý khinh địch. Phải chính thức tu luyện Nhật Nguyệt Thần Quyền, ta mới có đủ tự tin rằng bản thân vô địch. Chỉ khi nắm giữ võ học thánh linh, Lâm Nhất mới thật sự yên tâm, mắt hắn lóe sáng, lộ rõ sự cơ trí. Võ học thánh linh cộng thêm kiếm ý thông thiên đại thành, hiển nhiên, đó không chỉ đơn giản là một cộng thêm một, mà sẽ có sự biến hóa về chất, là loại biến hóa thoát thai hoán cốt. Đến lúc đó, bất kể là giới tử hay bất kỳ yêu nghiệt nào khác, hoặc giả là kẻ địch mạnh giáng xuống từ đại thế thì Lâm Nhất cũng có niềm tin tất thắng. Lâm Nhất vỗ nhẹ lên túi trữ vật, hai miếng ngọc giản bay ra, một miếng đại biểu cho Nhật Diệu Thần Quyền, một miếng đại biểu cho Nguyệt Diệu Thần Quyền. Cả hai hoàn toàn dung hợp mới có thể tạo thành võ học thánh linh nguyên vẹn. Tạo hóa chi thượng, thần thánh hữu linh. Bịch, trái tim Lâm Nhất điên cuồng nảy lên, hắn đã đợi thời khắc này từ rất lâu rồi. Có điều, võ học thánh linh cực kỳ đáng sợ, chỉ riêng việc tu luyện thôi cũng có khả năng gặp nguy hiểm đến độ mất mạng, cho nên Lâm Nhất rất cẩn thận, hắn không dám tùy tiện tu luyện, thậm chí ngay cả dung hợp cũng không dám thử. Hắn sợ một khi dung hợp, bản thân sẽ không chịu nổi hấp dẫn mà mạo hiểm tu luyện. Hắn đã đợi thời khắc này từ rất lâu rồi. Bất kể là Nhật Diệu Thần Quyền hay Nguyệt Diệu Thần Quyền thì Lâm Nhất cũng đều tu luyện đến đẳng cấp vượt trên tạo hóa. Ở trong tay Lâm Nhất, uy lực của hai đại quyền pháp này đã vượt xa đến mức không phải võ học tạo hóa cấp đế giả có thể so sánh được. Dung hợp thôi. Trong mắt Lâm Nhất bắn ra hào quang, hắn cố gắng đè nén cảm xúc cuồng nhiệt trong lòng, lẩm bẩm nói. Hai miếng ngọc giản phát ra vầng sáng nhật nguyệt, bắt đầu chuyển động trước mặt hắn với tốc độ cực nhanh, sau đó không ngừng va chạm, tương thích một cách hoàn mỹ và dần dần dung hợp thành một thể. Tất cả chỉ phát sinh trong giây lát, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Soạt! Hào quang lóng lánh, một miếng ngọc giản mới tinh xuất hiện trước mặt Lâm Nhất, ngọc giản tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, trông vô cùng yêu dị. Nhật Nguyệt Thần Quyền! Lâm Nhất nhìn ngọc giản phát ra ánh sáng đỏ như máu trông vô cùng yêu dị trước mặt, sắc mặt hắn lộ vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có, sâu trong mắt lóe lên tia hưng phấn nồng đậm. Dù hắn có cố áp chế cỡ nào thì niềm vui lớn như thế này cũng không cách nào che giấu được. Võ học thánh linh, đó chính là cánh cửa hoàn toàn vượt khỏi tạo hóa, thần thánh hữu linh, uy chấn ngân hà, là tồn tại mà nhân tài kiệt xuất cảnh giới thiên phách khó có thể chạm đến được. Thình thịch. Tim Lâm Nhất đập điên cuồng, có hưng phấn, cũng có khẩn trương, xen lẫn đó là một chút thấp thỏm không yên. Vô số lời đồn về sự hung hiểm của võ học thánh linh nào phải nói đùa, không có lửa thì sao có khói, hiển nhiên đã có rất nhiều ví dụ máu tanh, nếu không thì sao lại nói cao thủ thiên phách không thể chạm đến được. Khác với việc thu được võ học hùng mạnh trước đó, lần này, Lâm Nhất không sốt ruột tu luyện, hắn muốn bản thân phải hoàn toàn tỉnh táo lại. Việc này rất khó chịu. Không đơn giản mà có thể có làm được. Nhưng đối với Lâm Nhất thì cũng không quá mức khó khăn, dù sao thì hắn đã có thể tu luyện kiếm ý thông thiên đến đại thành, nói rõ ràng hắn có tâm trí cứng cỏi, không phải người thường có thể sánh được, đủ để chống chọi với hầu hết sự cám dỗ. Tuy nhiên, cám dỗ lần này không phải lớn bình thường, dù đã nhắm hai mắt lại,
nhưng khối ngọc giản màu máu lơ lửng giữa không trung kia vẫn như ẩn chứa ma lực, không ngừng đầu độc hắn, giật dây hắn, bảo hắn hãy mau nắm lấy nó. Nhưng càng như thế, Lâm Nhất càng bình tĩnh, bởi lẽ thứ này rất đáng sợ, nó mang đến trải nghiệm mà từ trước đến nay hắn chưa từng gặp phải. Một môn võ học lại có ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn một cách rõ ràng, quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Mãi hơn nửa canh giờ sau, Lâm Nhất mới mở mắt, ánh mắt hắn sâu thẳm, tựa như một đầm nước mùa thu, phẳng lặng, không hề có một gợn sóng. Quái lạ! Lâm Nhất lẩm bẩm, trước đây hắn chưa từng như vậy. Xem ra võ học cấp sinh linh quả thật có thể thông qua một cánh cửa hoàn toàn mới, có sự khác nhau rõ rệt với võ học dưới tạo hóa. Vèo! Lâm Nhất phất tay, nắm lấy ngọc giản, kế đó dán vào mi tâm. Dị biến phát sinh, Lâm Nhất bị bắn ra, ý thức của hắn dường như va vào một tấm màn vô hình, kế đó bị hung hăng đánh bay. Việc này, sắc mặt Lâm Nhất thay đổi, việc này quả thật không thể khống chế. Hắn có thể xác định ngọc giản trong tay mình chắc chắn là võ học cấp sinh linh, nhưng có một luồng lực lượng vô hình bọc lấy nó, luồng lực lượng này không cách nào phá bỏ và nó cũng bài xích hắn. Nó cần máu, nó có sinh mệnh, người phải đút cho nó no bụng mới được. Giọng của Bùi Tuyết vọng đến, nàng ta nhìn ngọc giản trong tay Lâm Nhất mà mắt không ngừng lóe lên tia khác thường. Thứ này quả thật không đơn giản, dù ở đại thế Côn Luân thì võ học cấp thánh linh gần như cũng chỉ là lời đồn, chỉ nghe danh mà chưa từng thấy thực. Còn về giới vực như huyền hoàng thì võ học tạo hóa đã là đỉnh cao rồi, ngay cả nghe còn chưa từng nghe qua nữa là. Bùi Tuyết đến từ Côn Luân nên có tầm mắt hơn người. Nàng ta chưa từng nhìn thấy võ học thánh linh, nhưng đã được nghe rất nhiều lời đồn về nó, cho nên kiến thức rộng hơn Lâm Nhất rất nhiều. Khó trách. Lâm Nhất không hề nghi ngờ lời của Bùi Tuyết, bởi vì trước đó hắn đã bị đầu độc, bị rượt dây khiến bản thân đưa tay chạm vào nó. Hẳn là có nguy hiểm. Lâm Nhất nhìn đối phương và nói. Đúng vậy, trước đó ta đã từng nói, võ học thánh linh là tồn tại mà cảnh giới thiên phách không thể chạm đến, lời này cũng không phải hù dọa ngươi. Mà sự thật là thế. Ở phương đại thế kia, có rất nhiều người đã bị võ học thánh linh hút thành thây khô đấy. Chậc, luôn có người không nghe lời khuyên bảo, tự cho mình là người có thiên mệnh, sẽ ngoại lệ. Bùi Tuyết xì mũi, lộ vẻ khinh thường những người ở đại thế kia. Tuy nhiên, người vẫn còn may, ít nhất khiến nó tán thành ngươi là việc không khó. Bùi Tuyết liếc nhìn Lâm Nhất, thờ ơ nói. Vì sao? Con mèo chết tiệt kia không biết đã cho ngươi dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo khi ngươi mê man. Trong đó có rất nhiều linh quả dị thảo mà ngay cả ta cũng không nhận ra, hầu hết đều là dược linh đã lâu năm, thậm chí có vài cọng là dược vương 5.000 năm, thất diệp thánh dương thảo, huyết dương quả, kim chản hoa, ngân hồn thảo. Hai, cũng chỉ có tên móng heo to nhà người là không bị rót chết, Bùi Tuyết liếc nhìn Lâm Nhất, sau đó thấp giọng lầm bầm, lúc ấy nàng ta đã lo lắng suýt chết đấy. Tuy nhiên. Tên này đã ngủ mê man rồi nên đâu hay biết nàng ta lo lắng cho hắn. Nàng ta vốn là nữ tử phong tình vạn chủng, giờ bày ra vẻ e thẹn càng khiến người ta yêu thích. Gò má xinh đẹp đỏ hây hây, cứ như sắp nhỏ ra nước vậy, làn da trắng như tuyết toát lên sắc hồng, nét phong tình tự nhiên mà nhã nhặn, lịch thiệp càng thêm mê hoặc lòng người hơn sự gợi cảm. Thì ra là thế, vậy ta nên làm thế nào? Lâm Nhất ngẫm nghĩ, nói cách khác. Hiện tại huyết khí của hắn đủ để mở ra miếng ngọc giản này. Ngươi cứ đặt ở lòng bàn tay là được, không cần phải làm gì cả, Bùi Tuyết cẩn thận nhớ lại kiến thức lúc trước rồi nghiêm túc nói. Nghe lời nàng ta, Lâm Nhất đặt ngọc giản trong lòng bàn tay. Phút chốc, hắn cảm giác huyết khí sôi trào, kế đó như dòng giang hà cuồn cuộn sóng, vô số huyết khí nhanh chóng bốc hơi và không ngừng rót vào ngọc giản, loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu. Mắt thường có thể thấy sắc mặt hắn đang tái đi. Không bao lâu sau, mặt hắn đã trắng bệch, môi cũng tái nhợt. Đã nhiều lần Lâm Nhất muốn buông tay, bởi thứ này chẳng khác nào đòi mạng, huyết khí của hắn hệt như hồng thủy vỡ đê, ào ào tuôn ra ngoài. Không đúng, móng heo to, người mau dừng lại. Sắc mặt Bùi Tuyết cũng thay đổi, với số dược linh trồng chất trong cơ thể Lâm Nhất thì hẳn phải dư sức mở ra võ học thánh linh mới đúng. Không sao. Vẫn có thể kiên trì thêm lát nữa. Lâm Nhất ỷ vào Thương Long Thánh Thiên Quyết nên vẫn kiên trì dùng huyết khí nuôi nấng ngọc giản trong tay. Khi huyết khí của hắn sắp sửa tiêu hao hết, một luồng thánh huy từ kẽ tay hắn bắn ra, Lâm Nhất mở bàn tay ra, ngay lập tức, ánh sáng nhật nguyệt tỏa ra bốn phía.
Từng đốm sát lơ lửng xung quanh Bùi Tuyết và Lâm Nhất, hai người như chìm đắm trong luồng ánh sáng này, toàn thân phút chốc trở nên ấm áp. Thật huyền diệu, Bùi Tuyết thẫn thờ nhìn dị tượng trước mắt, thật khó mà tin được. Khó trách, võ học thánh linh này của ngươi có được Nhật Nguyệt Song Linh, Kim Ô và Ngân Hoàng vốn là thần thú, cùng lúc có được hai chủng linh này. Chỉ riêng điều đó thôi đã mạnh hơn rất nhiều so với những võ học thánh linh khác, đến khi giật mình tỉnh lại, Bùi Tuyết kinh ngạc nói. Toàn thân Lâm Nhất như nhũn ra, tay chân vô lực, mặt tái nhợt như tờ giấy. Hô! Hắn hít sâu một hơi, sau khi nuốt một viên thuốc, hắn mới lẳng lặng vận chuyển Thương Long Thánh Thiên Quyết. Mãi một lúc lâu sau, mặt hắn mới dần khôi phục sắc hồng, có điều khí huyết đã hao tổn lúc trước vẫn như muối bỏ biển. Chẳng lẽ võ học thánh linh cũng có sự khác biệt, khí huyết vừa thoáng khôi phục, Lâm Nhất chợt nghĩ đến lời của Bùi Tuyết trước đó, bèn hỏi. Đương nhiên rồi. Bùi Tuyết trầm ngâm nói, võ học thánh linh, thần thánh hữu linh há là lời nói suông. Điểm khác biệt lớn nhất khiến nó vượt trội tạo hóa chính là trong võ học sẽ sinh linh, nếu như chỉ là hung thú bình thường, võ học cấp sinh linh sẽ ít mạnh mẽ hơn, còn ngươi thì. Nàng ta muốn nói lại thôi, chợt dừng lại giây lát rồi cười nói, bất kể là Kim Ô hay Ngân Hoàng thì đều là thần thú thái cổ, đương nhiên phẩm cấp sẽ không thấp, đây là ưu điểm và cũng là khuyết điểm, ta không nói trước. Ngươi cứ đợi lát nữa sẽ biết. Thần bí vậy à? Lâm Nhất gián ngọc giản tại mi tâm, ngay lập tức, một luồng tin tức dũng mãnh tràn vào đầu hắn. Đủ loại huyền bí về Nhật Nguyệt thần quyền tựa như biển lớn mênh mông tưới vào ý thức. Ông! Tin tức quá nhiều khiến Lâm Nhất cảm thấy đầu óc đau nhức không thôi, không cách nào tiếp nhận nổi. Hắn nhìn sơ qua một lượt rồi vội vàng lui về sau, gỡ ngọc giản khỏi mi tâm. Mắt hắn tối xuống, trong mắt tràn đầy mê man. Hơn nửa ngày, ánh mắt hắn mới dần sáng lên, khôi phục sự minh mẫn. Đáng sợ, ta mới chỉ xem sơ mà thôi. Lâm Nhất thở dài thườn thượt, võ học cấp thánh linh quả thật phiền toái. Hừ, trước đó ta đã nói rồi mà. Cảnh giới thiên phách không cách nào chạm đến võ học thánh linh được. Bùi Tuyết cười hì hì nhìn hắn, khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một chút đắc ý. Quả thật, Lâm Nhất gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Đồng thời hắn cũng hiểu được lời vừa rồi của Bùi Tuyết là có ý gì. Nhật Nguyệt thần quyền có song linh, quả thật rất hiếm thấy trong võ học cấp thánh linh, hiển nhiên, uy lực không cần phải bàn, nhưng muốn tu luyện lại vô cùng rắc rối, thậm chí không cách nào tu luyện được, đương nhiên, việc này là nhằm vào cảnh giới thiên phách. Tu luyện võ học cấp thánh linh cần tu linh trước, sau khi có linh, võ học tựa như người có hồn phách. Một khi nắm giữ thành công thì sẽ hiểu được võ học dưới tạo hóa chẳng khác nào cái xác không hồn, mục nát, vô lực, sự chênh lệch về đẳng cấp không thể diễn tả bằng lời được. Đạt là một thế giới hoàn toàn mới, có thể nói như vượt qua một vùng trời khác. Tu linh cần vận chuyển toàn bộ khí huyết, rót khí huyết vào hư ảnh Kim Ô và Ngân Hoàng, khiến chúng càng thêm cô đọng, chân thật. Những người khác chỉ cần tu một linh, còn Lâm Nhất thì phải tu luyện hai cái, mà còn là Kim Ô và Ngân Hoàng. Chỗ huyền diệu của võ học thánh linh nằm ở chỗ linh của võ học, nếu không có linh, tất cả đều vô nghĩa. Được rồi, móng heo to, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Ta nghĩ trong khoảng thời gian ngắn, ngươi không thể tu luyện Nhật Nguyệt thần quyền được đâu, đợi đến thánh tuyển linh chỉ hẳn sẽ có biến số, Bùi Tuyết bí rõ Lâm Nhất đã hao tổn rất nhiều khí huyết nên định đến gần đỡ hắn. Nàng ta sợ đối phương nhìn ra sự quan tâm của mình, lại nói nàng ta chưa từng có kinh nghiệm về mặt này. Cũng chưa ở bên cạnh nam nhân nào khác, nên chỉ biết cúi đầu, thấp giọng nói. Thánh tuyển linh chỉ có biến số gì, Lâm Nhất nghi ngờ hỏi. Sâu trong thánh tuyển linh chỉ có khả năng sinh ra cửu diệp thánh liên, đó là tiên dược thượng cổ, có lai lịch bất phàm. Ngươi chỉ cần nuốt một quả, khoan nói đến những diệu dụng khác, chỉ riêng khí huyết thôi có lẽ đã đủ để ngươi tu hành Nhật Nguyệt song linh, Bùi Tuyết kiên nhẫn giải thích. Ta không đợi lâu như vậy được. Lâm Nhất lắc đầu. Hắn vỗ nhẹ lên túi chữ vật, lấy ra một bình rượu. Đây là cái gì? Thiên nhiên hỏa, Lâm Nhất nói với vẻ nghiêm túc, hắn chỉ có một lọ rượu ngon bực này mà thôi, vốn không dám dùng đến. Thần tử của gia tộc Mạch Thị à, Bùi Tuyết trợn tròn mắt, không dám tin vào thứ trước mắt mình. Ùm ụp, Lâm Nhất tưới mấy ngụm, hắn không có nhiều thời gian chắt lọc thái dương chân hỏa trong đó ra, nên đã lựa chọn trực tiếp luyện hóa. Soạt. Sắc mặt của hắn thoáng chốc đỏ bừng lên, toàn thân như củi khô gặp lửa, phần trán nóng đỏ cả lên. Huyết khí dồi dào theo từng giọt rượu cuộn trào trong thân thể, tựa như một ngọn lửa hừng hực đang không ngừng thiêu đốt.
loại cảm giác này cũng rất đặc biệt. Rượu ngon. Hai mắt Lâm Nhất lóe sáng, cảm giác vô cùng sảng khoái. Bùi Tuyết đã sớm lui ra xa, thời điểm còn chưa lui ra, nàng ta cảm giác quần áo của mình dường như muốn bốc cháy, quả thật rất thần kỳ, vừa rồi, huyết khí của Lâm Nhất đã khô cạn, nhưng bỗng chốc lại bùng lên như bếp lửa vậy. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Lâm Nhất dùng hai tay kết ấn, khoảnh khắc ấn thành, hắn liền đẩy mạnh về phía trước. Ầm. Minh Nguyệt cùng Hạo Nhật đồng thời bay lên, hắn khoanh chân ngồi xuống, tắm mình trong ánh sáng Nhật Nguyệt. Lâm Nhất bắt đầu vận chuyển khí huyết theo như bí pháp trong ngọc giản, từ từ rót vào Kim Ô và Ngân Hoàng. Hắn đồng thời tu luyện song linh nên tiến triển rất chậm. Nửa ngày trôi qua, Kim Ô và Ngân Hoàng có kích cỡ to bằng bàn tay đã xuất hiện quanh thân hắn, chúng tựa như những đứa trẻ, trông rất yếu ớt, không triển lộ hào quang. Nhưng chúng lại rất có linh tính, tiếng kêu của chúng non nớt mà chân thật, khiến người ta lấy làm kỳ quái. CKITTT. Kim Ô và Ngân Hoàng lớn cỡ bàn tay bay vòng quanh Lâm Nhất, líu díu không ngừng, trông tràn đầy sinh khí. Dáng vẻ chúng trông rất thảm, không hề có một chút phong thái của thần thú, xấu vô cùng, hệt như hai con chim sẻ, ngay cả lông còn chưa mọc đủ. Đôi cánh của chúng trông có vẻ non nớt, lông vũ có màu sắc pha tạp, một bên là sẻ đất màu vàng úa, một bên là sẻ đất màu trắng, bẩn hệt như vừa lăn từ trong ổ bùn ra. Lâm Nhất tắc lưỡi, tỏ vẻ kinh ngạc, đám nhóc này xấu như vậy, đừng nói là chim sẻ, e rằng ngay cả chim sẻ cũng khinh thường chúng. Thánh linh như vậy vốn không có bất kỳ sức chiến đấu nào, tuy nhiên, phương hướng là chính xác, xem ra khí huyết tẩm bổ ngàn năm đúng là đủ, phương pháp tu luyện của ta không có vấn đề, có điều. Thật sự quá xấu. Tiếp tục thôi. Lâm Nhất lại dốc mấy ngụm thiên niên hỏa. Soạt. Khí huyết cạn kiệt lại lần nước được rót đầy. Hai gò má khô quát thoáng chốc căng bóng, trông hết sức thần kỳ. Ngọn lửa trong lồng ngực gào thét, Lâm Nhất cũng không buồn áp chế, để mặc cho hơi rượu phóng như ngựa điên trong cơ thể mình, mắt hắn một lần nữa lóe lên tia sáng hừng hực như lửa thiêu đốt. Hí, hí, mắt thường có thể thấy huyết sắc tựa như tơ từ cơ thể Lâm Nhất thẩm thấu ra ngoài, thoáng chốc, dũng mãnh lao về phía Kim Ô và Ngân Hoàng, lồng vũ trên người chúng từ từ dày lên, phát ra ánh sáng bóng loáng. Quá trình này rất chậm nhưng vẫn có tiến triển rõ rệt, tuy việc cạn kiệt khí huyết rất khó chịu, nhưng nhờ vào ý chí mạnh mẽ, Lâm Nhất vẫn cố gắng chống đỡ đến cùng. Tiếng hót của đôi chim nhỏ dần trở nên vui thích. Tiếp tục, Lâm Nhất chắc chắn phương thức tu luyện của mình không có vấn đề, nên hắn cũng không kiêng kỵ gì nữa, chỉ cần tiếp tục như thế thì hai con chim nhỏ này rồi sẽ trở thành thánh linh có đủ sức chiến đấu. Ngày đầu tiên, Lâm Nhất tiêu hao 3 đợt khí huyết. Lông vũ pha tạp trên người Kim Ô và Ngân Hoàng mất đi 2 phần, hai cánh cũng giang ra được khoảng 2 thước. Mỗi lần khí huyết khô cạn, Lâm Nhất sẽ hấp một ngụm thiên niên hỏa, dùng thời gian ngắn nhất bổ sung khí huyết để tiếp tục tu luyện. Phương thức tu luyện bực này phải nói là cực kỳ xa xỉ, bởi thiên niên hỏa uống một ngụm sẽ ít đi một ngụm. Ngày hôm sau, Lâm Nhất hao hết 4 đợt khí huyết, lông vũ pha tạp trên người Kim Ô và Ngân Hoàng mất đi 2 phần, hai cánh cũng giang ra được khoảng 4 thước. Ngày thứ ba, Lâm Nhất hao hết 5 đợt khí huyết, tốc độ biến mất lông vũ pha tạp trên người Kim Ô và Ngân Hoàng dần chậm lại, nhưng hai cánh đã giang ra được khoảng 8 thước, đã bắt đầu lộ ra duệ khí. Diệu dụng khác của thiên niên hỏa cũng từ từ hiển lộ, cảnh giới thiên phách tầng 3 vẫn không đổi, nhưng sau khi được thiên niên hỏa tưới tắm, hoa tinh ma trong khí hải càng thêm sáng chói, cô đọng và tinh thuần, hệt như một ngôi sao lơ lửng trong khí hải. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy nhụy của mỗi đóa hoa tinh ma đều phát ra ánh sáng vàng, sản sinh khí tức thần thánh. Mỗi một chu trình tu luyện đều khiến Lâm Nhất cảm thấy toàn thân đau đớn không thôi, đặc biệt là kinh mạch có cảm giác như đứt gãy. Thiên niên hỏa thực sự bá đạo, mà cũng chỉ có Lâm Nhất là điên cuồng như thế, nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn không cách nào chịu đựng được. 7 ngày sau, không biết Lâm Nhất đã tiêu hao bao nhiêu lần khí huyết, lúc này... Lông mao pha tạp trên người Kim Ô và Ngân Hoàng cũng đã hoàn toàn biết mất, rốt cuộc hắn cũng đã tu luyện võ học thánh linh đến cảnh giới nhập môn. Lâm Nhất chợt đứng dậy, đợi đến khi ấn ký hoàn toàn ngưng kết, hắn lập tức tung một quyền như sấm chớp. Kim Ô và Ngân Hoàng từ hai phía trái phải trong cơ thể hắn vọt ra, ánh sáng nhật nguyệt đồng thời bùng lên, có hai loại lực lượng chồng lên nhau, khi quyền mang được tung ra, hư không trực tiếp bị nện vỡ, mặt đất cũng trao nghiêng. Ầm ầm, trên người Kim Ô và Ngân Hoàng toát ra uy áp cổ xưa,
dưới uy áp bực này, hư không vốn đã bị chấn vỡ lại bắt đầu trở nên vặn vẹo. Đây chính là uy lực của thánh linh. Từ ngoài nhìn vào sẽ thấy Lâm Nhất đắm mình giữa thánh huy mờ ảo, cả người hắn được bao phủ bởi hào quang, toát lên khí phách khó có thể nhìn thẳng được. Song linh cùng bay lên, dường như bầu trời cũng bị sốc lên, đây vốn chỉ là lực lượng từ một quyền rất bình thường, vậy mà uy năng bộc phát ra lại không cách nào tưởng tượng được. Nếu tính toán kỹ lưỡng thì, một quyền này tương đương với uy năng phát ra từ chín thức nhật diệu thần quyền xếp chồng lên nhau. Đây chỉ mới là miễn cưỡng nhập môn mà thôi, nếu thật sự tu luyện đến cảnh giới tiểu thành thì võ học tạo hóa không cách nào sánh được với võ học thánh linh. Bởi lẽ hai thứ vốn không cùng một khái niệm. Một quyền mà Lâm Nhất vừa đánh ra vốn dĩ cũng không phải nhật nguyệt thần quyền chân chính, hắn chỉ là mượn một chút uy lực từ thánh linh để đánh ra một quyền mà thôi. Ngẩng đầu nhìn, kim ô và ngân hoàng lượn quanh trên đỉnh đầu hắn, dị tượng diễn hóa có sự khác biệt rất lớn so với lúc trước. Nó dường như tồn tại chân thật, nhưng lại khác hẳn với sinh linh có máu thịt, đây là linh của võ học, và cũng là thánh linh, được dung hợp bởi huyết khí của Lâm Nhất và áo nghĩa trong nhật nguyệt thần quyền, trên thực tế thì càng có khả năng đảm đương hơn. Nếu không nhờ tu luyện nhật diệu thần quyền và nguyệt diệu thần quyền, đồng thời lĩnh ngộ hoàn toàn chân ý trong đó thì e rằng không cách nào đạt đến một bước này. Tuy nhiên, hiện tại chỉ việc duy trì sự tồn tại của hai đại thánh linh này mà đã khiến Lâm Nhất có cảm giác chân nguyên và huyết khí trong cơ thể nhanh chóng sói mòn, tiêu hao với tốc độ cực kỳ khoa trương. Quả thực cảnh giới thiên phách không cách nào nắm giữ loại võ học này được, bởi vì bất kể là ngạch cửa tu luyện hay việc thi triển cũng đều phải trả một cái giá đắt. Lâm Nhất vẫy vẫy tay, thánh linh theo đó mà xoay quanh, khí thế thiên phách tầng 3 đáng sợ từ trên người hắn cũng ầm ầm phóng thích. Luồng khí thế này tựa như bão táp, phút chốc đã đạt đến mức độ khủng khiếp có thể sánh ngang với thiên phách tầng 5, ngay cả linh trận gia cố trên mặt đất cũng không chịu nổi luồng duệ khí này. Vẫn phải tiếp tục tu luyện mới được, nếu không gặp phải yêu nghiệt cảnh giới thiên phách tầng 5 thì phần thắng chưa hẳn lớn như ta đã tưởng tượng. Lâm Nhất thì thào tự nói, hắn vẫn tỉnh táo như trước, chớ không tự thổi phồng mình. Cảnh giới thiên phách tầng 5 bình thường đương nhiên không đáng để hắn quan tâm. Nhưng nếu trong đó có yêu nghiệt đạt được đại khí vận, cùng gặp được kỳ ngộ phi phàm như hắn thì khó mà nói được. Dù sao kém hai đại cảnh giới, có nhiều hơn hai tầng khí hải, chênh lệch lớn về tu vi đôi khi sẽ dẫn phát sự biến chất nào đó. Một khi đối phương có át chủ bài, có thể chịu đựng dưới uy áp thánh linh của hắn mà không chết thì chuyện thắng bại thật sự rất khó nói. Cao thủ trên thiên lộ có quá nhiều, trong thành tứ thượng ngọa hổ tàng long, lại nói. Tam đại giới tử càng là sâu không lường được. Còn chưa đủ, chỉ mới là nhập môn mà thôi, chỉ mới có uy lực từ thánh linh mà thôi, cần phải chính thức thi triển nhật nguyệt thần quyền mới được. Mắt Lâm Nhất lóe sáng, trong đó ánh lên sự kiên quyết trước nay chưa từng có. Chọn bộ nhật nguyệt thần quyền chỉ có 3 thức, nhưng mỗi thức đều mạnh đến mức có thể là trời đất chấn động, mỗi một tầng tăng dần, cho đến khi thúc đẩy nhật nguyệt thần quyền này lên đến cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong. Lại nói, mỗi thức đều có 3 sát chiêu, biến hóa khôn lường, bao hàm toàn diện, có thể ngay tại chỗ diễn hóa ra đủ loại dị tượng khác nhau. Rầm rầm. Lâm Nhất ngửa đầu rốc rượu, uống một hơi hết sạch số thiên niên hỏa còn lại, kế đó bắt đầu tu luyện trong diễn võ trường. Không còn thiên niên hỏa tương trợ, chặng đường tu luyện sắp tới vô cùng vất vả, nhưng Lâm Nhất lại càng thêm điên cuồng. Mỗi ngày đều đợi đến khi huyết khí tiêu hao hoàn toàn mới nghỉ ngơi, kế đó ngã đầu liền ngủ. Dựa vào sức lực tự thân mà khôi phục. Trước đó mỗi khi huyết khí tiêu hao hết sẽ có thiên niên hỏa rót đầy, giờ thiên niên hỏa đã uống hết, Lâm Nhất đành ép buộc bản thân thoát khỏi sự ỷ lại vào thiên niên hỏa. Dù là bất kỳ vật ngoài thân nào thì cũng đều hữu dụng cho đến khi dùng hết, khi giao đấu với kẻ địch, chung quy vẫn phải dựa vào nội tình mà bản thân vốn có. Lại 7 ngày trôi qua, trải qua quá trình tu luyện điên cuồng này, cuối cùng Lâm Nhất cũng nắm giữ sơ bộ thức thứ nhất của Nhật Nguyệt Thần Quyền. Một ý niệm vừa lóe lên trong đầu hắn, ngay lập tức, nhật nguyệt song linh là kim ô và ngân hoàng từ trong cơ thể bay ra, chúng vọt thẳng lên trời, từ cơ thể chúng toát ra hào quang thần thánh, chiếu sáng trời đấy, vô tận thánh huy rơi vãi trên người Lâm Nhất, khiến hắn thoạt nhìn như không nhiễm bụi trần, trác nhĩ bất quần, mang theo khí thế xuất trần. Một tiếng quát cuồng nộ vang lên, cả người Lâm Nhất cũng bay vọt lên không, kim ô và ngân hoàng hóa thành hai luồng sáng xé rách vòng trời. Vọt về phía Lâm Nhất với tốc độ sấm chớp. Xùy tương đương tương đương, xùy tương đương tương đương.
chùm tia sáng màu vàng và màu bạc hội tụ vào nắm đấm ở tay phải Lâm Nhất, không ngừng chuyển động, va chạm và dung hợp, phát ra vô số điện quang. Thoáng chốc, phong vân biến sắc, dị tượng liên tục. Đợi đến khi hai bó sáng kia hoàn toàn dung hợp và rót vào lòng bàn tay Lâm Nhất, hai luồng sáng trong lòng bàn tay Lâm Nhất bắt đầu xoay tròn, nhìn kỹ thì thấy đúng là kim ô và ngân hoàng, chúng diễn hóa thành mặt trời và mặt trăng, phát ra ánh sáng nhật nguyệt. Ngay lập tức, dường như toàn bộ thế giới bị Lâm Nhất cầm trong tay, trên người hắn bộc phát duệ khí bế nghễ bát phương, sắc bén lại ngang tàng không gì sánh nổi. Thiên địa đồng tâm, mấy chữ nặng nề từ cổ họng hắn bật ra, năm ngón tay Lâm Nhất siết chặt, phút chốc, quyền mang bắn ra. Nhật nguyệt bị hắn vung ra ngoài theo quyền mang, nhưng không bay ra, mà tản ra ở trước quyền mang hai tấc, rồi một lần nữa diễn hóa thành kim ô và ngân hoàng, hai đại thánh linh truy đuổi lẫn nhau. Đầu đuôi nối liền hình thành một quả cầu năng lượng vô cùng khổng lồ, có đường kính gần 10 trượng, từng chùm tia sáng màu vàng và bạc từ đó phát ra tựa như kim quang đâm thủng hư không. Phút chốc, nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Trán Lâm Nhất rịn ra mồ hôi, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn nhưng vẫn cắn răng vung nắm đấm ra. Ầm. Diễn võ trường bao la thoáng cái bị sốc ngược lên, mặt đất xuất hiện một cái hố to, trời đất trao nghiêng. Răng rắc. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn thì thấy tấm chắn vô hình bao phủ toàn bộ khoảng sự xuất hiện những vết rạn nho nhỏ, lúc này đã có khí tức lọt ra ngoài. Ngay lập tức, chúng hóa thành khí lưu vô cùng sắc bén, phóng thẳng lên vòng trời của thành tứ tượng, dễ dàng khuấy tầng mây dày nặng bên trên thành phấn vụn. Lâm Nhất nhíu mày, lộ vẻ bất mãn. Không phải nói thích quậy thế nào thì quậy, bên ngoài sẽ không có chút động tĩnh nào à? Nhưng kết quả là linh trận gia cố diễn võ trường đã bị hắn lật tung lên. Tấm chắn bao phủ sân nhỏ cũng vỡ vụn, may mà. Chỉ có một ít khí tức bị thẩm thấu ra ngoài mà thôi. Hiện tại, mỗi ngày trong thành tứ tượng đều có yêu nghiệt bùng nổ, một bước lên trời, cho nên một chút động tĩnh đó cũng không quá bắt mắt. Xíu, yêu yêu. Hắn giang hai tay ra, đáp xuống rìa hố to, cẩn thận quan sát và không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy cái động trước mặt sâu không thấy đáy, thoáng có ánh lửa nhấp nháy trong đó. Ánh lửa dường như phát ra từ viêm mạch dưới lòng đất bị đứt gãy. Một kích này không chỉ hủy đi linh trận gia cố sân mà dường như còn cắt nát viêm mạch dưới lòng đất. Móng heo to, người đang làm gì đấy? Bùi Tuyết từ bên ngoài hấp tấp chạy vào, khi nhìn thấy cái hố to trong diễn võ trường, sắc mặt nàng ta thoáng chốc đen như đáy nồi. Vừa mới liếc thấy cái hố kia, Bùi Tuyết thẳng thốt, bị dọa đến mức không nói nên lời. Người đang tu luyện võ học thánh linh à? Nửa ngày sau, Bùi Tuyết mới giật mình hoàn hồn. Còn kém xa, Lâm Nhất mỉm cười, cũng không nhiều lời. Thật ra cũng không chênh lệch quá xa, hắn tu thành thiên địa đồng tâm coi như đã nắm giữ sơ bộ nhật nguyệt thần quyền. Ba thức sát chiêu, nắm giữ cái thứ nhất chính là nắm giữ mấy trăm loại biến hóa. Có tin tức của ba chiến giới lớn không? Lâm Nhất chuyển chủ đề, mấy ngày nay hắn đóng cửa tu luyện, còn Bùi Tuyết thì ra ngoài tìm hiểu tin tức. Thật kỳ quái, bọn họ không có một chút động tĩnh gì hết, tuy nhiên, mỗi khi ta ra ngoài đều có người âm thầm theo dõi, Bùi Tuyết nhẹ giọng đáp, tuy nhiên nàng ta cũng không quá rõ ràng, danh dự của ba chiến giới lớn đã bị quét sạch, với tính tình của giới tử thì không có chuyện nhịn nhục được. Có người âm thầm theo dõi cô à? Tuy nhiên trong thành tứ tượng, ngoại trừ những khu vực đặc biệt, các nơi khác đều không thể tùy tiện ra tay. Hơn nữa, ta có cảm giác những người này nhắm vào ngươi. Nên sẽ không đánh rắn động cỏ đâu, Bùi Tuyết nói ra suy đoán của mình. Xem ra nếu ta không hiện thân thì đám người này sẽ không có động tĩnh. Đi thôi, gọi cả Tiểu Hồng nữa, đi bảng thông thiên. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh, tốt nhất là đám người này đừng chạm vào điểm mấu chốt của hắn. Hai người mang theo ngựa huyết long rời khỏi nơi ở trong thành tứ tượng, đi một mạch đến quảng trường trung tâm của tòa thành này. Sau nửa canh giờ, cuối cùng bọn họ cũng đến quảng trường trung tâm, đây là nơi đặt bảng thông thiên. Và đây cũng là một trong số ít ỏi những nơi trong thành tứ tượng có thể giao đấu, đương nhiên là chỉ giới hạn trong việc luận bàn, một khi rời khỏi quảng trường thì bắt buộc phải dừng tay. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn, ở trung tâm quảng trường có một cái hồ cực lớn, hồ nước ẩn chứa khí tinh nguyên dồi dào đến độ khoa trương. Rất nhiều người ngồi xếp bằng quanh bờ hồ, nhắm mắt tu luyện, hiển nhiên. Bọn họ xem cái hồ này là một phong thủy bảo địa. Lâm Nhất nhìn quanh một lượt, nhanh chóng phát hiện phía trên mặt hồ là một tấm gương cổ cực lớn. Gương cổ bao phủ một tầng sương mù,
như ẩn như hiện, thỉnh thoảng có hào quang bắn ra, hoặc là bạch quang, cũng có tử quang, đồng thời còn có kim quang sáng chói. Những hào quang kia, lần lượt là danh tự. Bảo kính thông thiên. Nhìn về phía con quái vật khổng lồ này, Lâm Nhất cảm nhận được khí tức đáng sợ từ mặt gương, hắn lẩm bẩm. Hắn đã từng nghe rất nhiều lời đồn về tấm bảo kính này, đến hôm nay, cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy. Nó cũng không phải bảo kính thông thiên chính thức, bảo kinh ở cuối thiên lộ, đây bất quá chỉ là hình chiếu mà thôi. Tuy nhiên, phía trên mặt gương vẫn có thể nhìn thấy được danh tự. Đó chính là bảng thông thiên, hiện tại, ngạch cửa đã đến thiên phách tầng thứ tư. Chỉ khi đạt đến thiên phách tầng thứ tư, người mới được bảo kính thông thiên để mắt đến, nhưng có thể có tên trên bảng thông thiên hay không thì vẫn phải dựa vào thực lực bản thân. Bùi Tuyết giới thiệu cho Lâm Nhất lai lịch của bảng thông thiên. Bảo kính thông thiên có thể bao phủ toàn bộ thiên lộ, nó sẽ căn cứ thực lực của người nhập bảng để cho ra một bảng liệt kê. Tuy nhiên, nếu trên bảng có người ẩn giấu thực lực, hoặc nắm giữ một vài át chủ bài mà bảo kính không cách nào phát hiện được thì chiến lực thực sự của họ có thể sẽ bị đánh giá thấp. Nên xếp hạng trên bảng thông thiên chỉ tương đối chính xác mà thôi. Thông thường trong tình huống xếp hạng có sự chênh lệch lớn thì những người nằm trong nhóm đầu bảng chắc chắn sẽ có chiến lực mạnh hơn. Trước khi diễn ra chung cuộc, hầu hết mọi người vẫn chú ý đến xếp hạng trên bảng danh sách này. Đương nhiên, quan trọng nhất là có tên trên bảng thì mới có tư cách ngâm thánh tuyển linh trì. Hiện tại Lâm Nhất chỉ mới đến thiên phách tầng 3, còn chưa được bảo kính thông thiên để mắt đến, dù rằng thực lực chân chính của hắn đã có thể so sánh với thiên tài kiệt xuất thiên phách tầng 5. Bùi Tuyết tiếp tục nói, trên bảo kính thông thiên, có danh tự màu trắng, có cái màu tím, cũng có cái màu vàng. Được xưng là bạch bảng, tử bảng và kim bảng. Kim bảng tập hợp những người có thực lực mạnh nhất, đứng ở đỉnh kim tự tháp của thiên lộ, tổng cộng chỉ có 18 danh ngạch, trên cơ bản đều bị 10 phương chiến giới chiếm giữ. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn những danh tự phát ra hào quang màu vàng sáng chói kia, chúng có số lượng ít nhất trên mặt kính chẳng chịt danh tự. Nhưng hào quang chói lọi của chúng lại khiến cho danh tự của những người khác đều trở nên mờ nhạt, không hề có một chút ánh sáng. Gần đây thứ hạng có sự thay đổi lớn, mấy ngày nay luôn có yêu nghiệt xuất thế ngang trời, một bước lên mây, thậm chí trên kim bảng cũng có người chen chân vào. Rất nhiều người đã tu luyện ở đây, thậm chí lựa chọn chỗ này làm nơi độ kiếp, sau đó trực tiếp xông vào bảng thông thiên. Hai người vừa đi vừa nói. Lâm Nhất phát hiện xung quanh hồ nước rộng lớn quả thật có người đang thử độ kiếp, còn gây ra động tĩnh không nhỏ. Trận chung kết sắp đến gần, rất nhiều người không còn suy nghĩ ẩn mình nữa. Dù không tranh giành thứ hạng trong trận chung kết thì ít nhất cũng muốn được ngâm mình trong thánh tuyển linh trì một lần. Mà chỉ có leo lên bảng thông thiên thì mới có tư cách đến thánh tuyển linh trì. Thánh tuyển linh trì có lai lịch bất phàm, là cơ duyên cuối cùng trên thiên lộ, thế nên nó mang ý nghĩa phi phàm. Một khi bỏ lỡ, người vốn có thực lực không chênh lệch bao nhiêu có thể sẽ bị kéo lùi một khoảng cách mà không cách nào vượt qua được. Cô đang ở bảng nào? Lâm Nhất tò mò hỏi. Với thực lực của Bùi Tuyết thì hẳn là đã sớm đến thiên phách tầng thứ tư. Xếp hạng 36 trên tử bảng. Cô chỉ mới 36 thôi ư. Tử bảng cũng cạnh tranh rất khốc liệt, 10 người đầu bảng đều có tu vi thiên phách tầng thứ 5, mỗi một người đều có kỳ ngộ phi phàm. Trong trận chung kết, thậm chí bọn họ còn có tư cách tiến vào bảng 10, không ai biết rốt cuộc những người này cất giấu bao nhiêu át chủ bài cả. Bùi Tuyết trịnh trọng nói, nhất là trong khoảng thời gian gần đây. Thứ hạng có sự thay đổi rất lớn. Lâm Nhất nhìn Bùi Tuyết, lực phong ấn trong cơ thể đối phương có sức mạnh vô cùng đáng sợ, không chỉ bởi quả thần huyết, mà trên người nàng ta còn có bí mật khác. Đừng nhìn ta như vậy, nếu tiểu tình nhân của ngươi biết được, ta sợ là chịu không nổi đâu, Bùi Tuyết cười hì hì nói, nhưng trong lòng lại khấp khởi mừng thầm, nàng ta rất có lòng tin với vẻ ngoài của mình, nếu móng heo to thật sự có ý thì tốt rồi. Nguyệt Vi Vi không phải tiểu tình nhân của ta. Lâm Nhất bình tĩnh nói. Không thể nào, vậy nàng ta là gì của ngươi? Bùi Tuyết giật mình, đồng thời, tim nàng ta cũng đập nhanh hơn, bởi vì có một chút tâm tư với hắn nên sắc mặt nàng ta bất giác đỏ ứng lên. Lâm Nhất ngẫm nghĩ rồi châm ngâm nói, nàng gọi ta là Lâm ca ca, có thể xem như muội muội, nhưng dường như thân hơn một chút. Nàng rất quan trọng đối với ta, ta từng có lời hứa, trên thiên lộ, kẻ địch của nàng chính là kẻ địch của ta, bất kể đó là ai. Vậy không phải tiểu tình nhân thì là gì hả, cái tên móng heo to này. Bùi Tuyết thất vọng, một chút tâm tư của nàng ta thoáng chốc bay biến đi đâu hết,
không còn sót lại chút gì. Soạt. Bỗng nhiên, trung tâm quảng trường vang lên tiếng xôn xao, rất nhiều người đang nhắm mắt tu luyện đều không tự chủ được mở mắt ra. Bọn họ cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ, không ai bì nổi, mang theo duệ khí sắc bén và bá đạo đến cùng cực. Có vài bóng người vội vã xông đến. Luồng khí tức kia chính do người thanh niên cầm đầu đám người này bộc phát. Hắn ta rất phô trương, lại vô cùng ngông cuồng, dường như không có ý định che giấu khí tức trên người mình. Dạo gần đây, người như vậy có rất nhiều, trận chung kết đã sắp đến gần, trước kia bọn họ còn e ngại quá khoa trương sẽ gặp điều bất trắc, nhưng hiện tại không cần phải khiêm tốn thế nữa, cả đám chỉ đợi trận chung kết để có thể hoàn toàn triển lộ duệ khí, nhận lấy sự kính nể của những tông phái siêu cấp kia. Là Hạ Thiên Phàm, chẳng phải hắn ta đã rời khỏi thành tứ tượng rồi sao? Sao giờ lại quay về? Hạ Thiên Phàm ư, Hạ Thiên Phàm là ai? Đồ đần, ngươi nhìn vào vị trí thứ 9 trên tử bảng kia kìa, xem ở đó để tên ai? Là hắn ta, kẻ mà tháng trước đột nhiên xuất thế ngang trời, yêu nghiệt một hơi thăng cấp lên thiên phách tầng 5. Trung tâm quảng trường bỗng trở nên ồn ào, náo động, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Hạ Thiên Phàm. Hầu hết đều lộ vẻ khiếp sợ. Kẻ này là một ngoan nhân. Trước đó hắn ta vốn chẳng có chút danh tiếng nào, nhưng từ khi bước vào thành tứ tượng lại một bước lên trời, trực tiếp độ hai kiếp thiên phách, khiến toàn bộ thành tứ tượng chấn động. Nghe nói, lúc đó đã kinh động đến cường giả của tông phái siêu cấp, hiện vẫn có người âm thầm theo dõi hắn ta. Đồn rằng ở khu vực Huyền Vũ, người này đã tìm được một truyền thừa nghịch thiên, đồng thời một mình lấy đi tất cả tạo hóa. Gần đây phong vân xáo động, danh tự liên tiếp xuất hiện trên bảng thông thiên, yêu nghiệt xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhưng trước mắt thì trên danh sách liệt kê, người có thể so sánh với phong thái của Hạ Thiên Phàm ngày đó phải nói là ít càng thiên ít. Thêm một điểm quan trọng chính là, hắn ta đã sớm rời đi. Nửa tháng trước, Hạ Thiên Phàm rời khỏi thành tứ tượng, thế nên việc hắn ta đột ngột xuất hiện đã khiến rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc. Trong mắt Lâm Nhất và Bùi Tuyết lóe lên tia khác thường. Bọn họ vốn chỉ định đến xem náo nhiệt, nhưng giờ lại cảm thấy có gì đó không đúng. Đoàn người của Hạ Thiên Phàm tách đám đông ra, đồng loạt tiến lên phía trước, tư thái hiên ngang và dõng dạc đi đến trước mặt hai người Lâm Nhất. Khí thế kia quả thật, bá đạo. Chẳng mấy chốc, hắn ta đã đến trước mặt Lâm Nhất, lúc này, Hạ Thiên Phàm dừng bước, híp mắt đánh giá Lâm Nhất từ trên xuống dưới, ánh mắt hắn ta không ngừng lóe sáng. Người nọ là ai? Ngay lúc đó, tất cả những người có mặt tại quảng trường đều cảm thấy hiếu kỳ, bọn họ rất muốn biết người mà Hạ Thiên Phàm nhìn chằm chằm vào là ai. Lâm Nhất, ta nhận ủy thác của người, đến đưa cho ngươi một tấm thiệp mời, mãi một lúc lâu sau, Hạ Thiên Phàm mới nhếch mép cười, thái độ của hắn ta rất hung hăng và vênh váo, không hề có một chút khách sáo nào. Giọng hắn ta rất lớn, vang vọng khắp cả quảng trường, khiến mọi người vốn đang ngờ vực chợt cảm thấy đầu ông một phát. Dường như có tiếng sấm nổ bên tai. Lâm Nhất. Hắn là Lâm Nhất. Là tên ngoan nhân một thân một kiếm quét ngang tất cả chiến tướng của ba chiến giới lớn. Hắn là kẻ khiến thần thoại tan vỡ, cấm kỵ biến mất. Hắn khiến cho ba chiến giới thần U, Thiên Càn và Huyền Long mất hết mặt mũi. Ở thành tứ tượng, danh tiếng của người này đã sớm tạo thành chấn động. Hiện tại tên của hắn có thể nói là không ai không biết, không ai không hiểu. Thiệp mời. Ánh mắt Lâm Nhất lạnh lùng. Hắn bình tĩnh nói, ta không biết ngươi. Không sao cả, ta biết ngươi là được. Táng Hoa công tử Lâm Nhất, được xưng giết người chỉ cần một kiếm, huyết tẩy ngoan nhân của ba chiến giới, chính là ngươi, đúng không? Đúng là ngươi thì được rồi, ta nhận ủy thác của ngươi, đích thân giao tấm thiệp này cho ngươi. Hạ Thiên Phàm nở nụ cười hờ hững, ánh mắt hắn ta có chút nghiền ngẫm, bởi lẽ theo như hắn ta được biết. Tấm thiệp này cũng khá là thú vị. Hắn ta rất chờ mong biểu lộ của đối phương khi biết rõ lai lịch tấm thiệp trên tay mình. Cuộc trò chuyện của bọn họ đã nhanh chóng khơi gợi lòng hiếu kỳ của mọi người. Hạ Thiên Phàm có đại khí vận trên thân, ngày đó một hơi độ hai kiếp thiên phách, xuất thế ngang trời, một bước lên mây, trực tiếp chiếm giữ vị trí thứ 9 trên tử bảng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 137.